sống lưng Nghiêm Văn Giới ứa mồ hôi lạnh, hắn không rõ có phải có tấm lưới lớn dệt sẵn đợi Nghiêm gia nhảy vào hay không, trong lòng hắn hiểu rất rõ, một khi Nghiêm gia mất đi quyền khống chế Tín Thông, khoản vay gần 20 tỷ của Tín Thông cho các xí nghiệp của Hoành Tín Hệ sẽ là một sợi dây thường chí mạng buộc lên cổ Hoành Tín Hệ, chỉ cần khẽ siết một cái, cả tập đoàn lợi ích lớn sẽ tan rã. Bọn chúng quá độc ác, mặc dù những năm qua không có xung đột trực diện, nhưng Nghiêm Văn Giới tin rằng oán hận của các cổ đông kia với Nghiêm gia, với Hoành Tín Hệ không phải nhỏ, một khi quyền khống chế Tín Thông rơi vào tay những người đó, vận mệnh gì đang đợi Nghiêm gia và Hoành Tín Hệ, dùng đầu gối Nghiêm Văn Giới cũng đoán ra được. Nghiêm Văn Giới sốt ruột thúc giục, ba, lần này cần ba đi Bắc Kinh một chuyến với con, chúng ta phải đi ngay, sân bay không có máy bay thì bảo bọn họ mở chuyến bay đặc biệt, giám đốc Đồng cũng đi với chúng ta. Nghiêm Khoan Hòa và Đồng Tô Văn cũng biết sự tình nghiêm trọng cho nên mới đợi hắn ở văn phòng. Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Đồng Tô Văn nhấc máy nghe, một lúc sau khuôn mặt nghiêm trọng phủ thêm một lớp sương, bắt đầu từ khi nào, sao bây giờ mới báo cáo. Đặt điện thoại xuống nói với cha con họ Nghiêm, bên ngoài có tin đồn cực kỳ bất lợi cho Tín Thông, từ 3 giờ số lượng người rút tiền khỏi Tín Thông tại các chi nhánh tăng vọt, ban đầu không được chú ý lắm, hiện giờ khả năng đã hình thành làn sóng đua nhau rút tiền rồi. Tin tức xấu liên tiếp đổ tới, vừa nghe tin này lông tóc Nghiêm Văn Giới dựng hết cả lên, hắn biết kẻ địch đang dùng tất cả thủ đoạn từ trong tối lẫn ngoài sáng khiến Nghiêm gia luống cuống không phòng bị kịp. Một khi hình thành làn sóng rút tiền, mà lượng dự trữ tài chính của Tín Thông không đủ ứng phó, rất có khả năng không duy trì nổi Tín Thông nữa, tới lúc ấy dù có khống chế Tín Thông trong tay còn có tác dụng gì nữa. Nghiêm Văn Giới không ngờ rằng đối thủ tàn độc tới cỡ đó, căn bản không cho bọn họ một chút cơ hội nào. Cho dù có ứng phó được với làn sóng rút tiền này, ngân hàng TW cũng sẽ không khoanh tay ngồn nhìn với một sự việc nghiêm trọng như thế, đến khi ấy chẳng cần đám Hoàng Kỳ Vân tới Bắc Kinh cáo trạng gì hết, ngân hàng TW cũng sẽ tiến hành thẩm tra nghiêm khắc với Tín Thông. Là y sao, Nghiêm Văn Giới nhớ tới khuôn mặt chừng như vô hại của Trương Khắc, mặc dù đối địch với Cẩm Hồ mấy năm, thậm chí hắn còn chưa rõ Cẩm Hồ rốt cuộc quật khởi như thế nào. Nghiêm Văn Giới đương nhiên sẽ không thừa nhận điều này. Nhưng trong lòng mang cảm giác thất bại càng rõ ràng hơn trước, một cảm giác bất lực bị triệt để đánh bại. Đồng Vi Văn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, cách giờ tan tầm còn chưa tới nửa tiếng, các chi nhánh cầm cự qua hôm nay không thành vấn đề, nhưng tin đồn lan đi cực kỳ đáng sợ, có lẽ tới ngày mai không chỉ có các chi nhánh ở Văn Chu có vấn đề. So với việc ứng phó với đám Hoàng Kỳ Vân đi Bắc Kinh, hiện giờ quan trọng hơn là phải phủ nhận tin đồn, ổn định cục diện. Cần vay khoản tiền lớn từ đồng nghiệp để ứng phó với làn sóng rút tiền có thể xảy ra vào ngày mai, không chỉ Đồng Tô Văn không thể đi đâu, ngay cả cha con họ Nghiêm cùng phải ở lại để giải quyết vấn đề bức thiết trước mắt. Chi nhánh Văn Chu rất có thể là nơi trọng điểm, tôi sẽ gọi điện thoại cho các ngân hàng lớn cấp thành phố xin cứu viện, Nghiêm lão có nên liên hệ với tỉnh thành, nhờ bọn họ phối hợp, công tác sẽ dễ dàng hơn. Đồng Tô Văn hỏi, điện thoại bàn lại reo vang, tin tức xấu liên tiếp đổ tới. Làm Đồng Tô Văn sợ cả nghe điện thoại, nhưng lúc này chỉ còn cách nhấc máy lên nghe, hai cha con họ Nghiêm cũng khẩn trương nhìn Đồng Tô Văn, chốc lát sau Đồng Tô Văn đặt ống nghe xuống, chán nản nói, ngân hàng tỉnh gọi điện tới hỏi chuyện rút tiền. Trước khi hội chứng giám cùng cơ cấu giám sát ngân hàng cấp tỉnh thành lập, ngân hàng tỉnh có chức quyền giám sát ngân hàng tỉnh thành, thậm chí căn cứ vào tình hình khẩn cấp tiếp quản vận hành ngân hàng thương nghiệp. Tin tức nhanh chóng truyền tới ngân hàng tỉnh như thế, rồi ngân hàng tỉnh lại vội vàng gọi điện tới. Đại khái là chỉ muốn Tín Thông giao quyền khống chế ra ngay lập tức, thêm vào đám Hoàng Kỳ Vân tới Bắc Kinh, âm mưu sau lưng này còn chưa đủ rõ ràng sao. Nghiêm Văn Giới gục đầu ngồi xuống ghế, tình thế trước mắt đã rõ, không những vấn đề của Hải Thúc không che giấu được, mà cả vấn đề của Tín Thông cũng không che giấu được, có lẽ một số vấn đề căn bản chẳng là cái gì, nhưng dưới tình thế người ta hè nhau đánh hội đồng này, vấn đề gì cũng có thể thành chuyện lớn. Chính phủ tỉnh Chiết Đông điều phối các ngân hàng cho Tín Thông vay gần 10 tỷ, tích cực tận dụng giới truyền thông phủ nhận các tin đồn, ngân hàng tỉnh lại đứng ra đảm bảo tín dụng cho Tín Thông, mới khiến Tín Thông vượt qua làn sóng rút tiền trung tuần tháng 11 một cách ngặt nghèo. Chưa nói Tín Thông trong vòng một tuần chảy mất gần 20 tỷ, chỉ riêng việc ngân hàng thương nghiệp thứ hai trong nước gặp phải chuyện đua nhau rút tiền, tính chất nghiêm trọng hơn cả cổ phiếu Hải Thúc 3 lần bị mất giá, đả kích với Nghiêm gia càng chí mạng hơn. 3 ngày sau làn sóng rút tiền, ngân hàng tỉnh Chiết Đông chính thức phái tiểu tổ giám sát tới trú ở ngân hàng Tín Thông theo dõi chuyện vận hành thường nhật, Đồng Tô Văn từ chức giám đốc ngân hàng Tín Thông, Nghiêm Văn Giới cũng bị ép từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, có nghĩa là Hoành Tín Hệ hoàn toàn mất quyền khống chế Tín Thông.
Đồng thời ngân hàng TW cũng chính thức thành lập tổ điều tra có cấp bậc cao hơn nữa tới Văn Chu, điều tra các vấn đề tồn tại trong việc vận hành Tín Thông những năm qua. Ngày 1 tháng 12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Chiết Đông là Giang Tấn Nguyên được TW điều tới đảm nhận Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Quốc vụ Viện, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Dương kiêm chức Tỉnh trưởng tạm quyền. Ô dù bảo hộ trên quan trường lớn nhất của Nghiêm gia ở Chiết Đông, từng là thư ký của Nghiêm Khoan Hòa, Bí thư Thành ủy Văn Chu Kim Lập Bình cũng bị miễn chức vào ngày 2 tháng 12, tạm thời làm tuần thị viên cấp phó bộ của Bộ Xây dựng. Đám Nghiêm Lị Hoa, Nghiêm Nghị đảm nhận chức vụ đảng chính phủ địa phương cũng nối tiếp nhau bị điều khỏi cương vị lãnh đạo, những điều này có nghĩa là việc điều tra vấn đề đằng sau của Tín Thông được đi sâu triệt để. Những người đứng ra đả kích Nghiêm gia, Hoành Tín Hệ không một ai muốn cho Nghiêm gia cơ hội nghỉ lấy hơi. Ngày 6 tháng 12, Viện Kiểm sát hai tỉnh Đông Hải, Chiết Đông chính thức đưa ra quyết định giám sát nơi ở của đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Cùng với việc điều tra sâu hơn, vấn đề bại lộ ở Tín Thông cùng Hoành Tín Hệ ngày càng nghiêm trọng, theo ước chừng sơ bộ, Nghiêm gia lợi dụng quyền khống chế Tín Thông, cho các xí nghiệp liên quan vay tới 24 tỷ, trong đó 60% khoản vay trái quy định, trong khi đó tổng số tiền cho vay của Tín Thông còn chưa tới 100 tỷ. Những tội chứng Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết lợi dụng đầu tư Hoành Tín, địa ốc Tinh Điển vay phi pháp từ Tín Thông 4 tỷ đồng, thao tác trái phép giá cổ phiếu của Hải Túc đã được xá nhận sơ bộ. Thực tế những tội chứng này dễ xác nhận nhất, quan trọng các cơ quan hữu quan có muốn tra hay không. Thúc giục trả nợ với Hoành Tín Hệ là nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Tín Thông, mặc dù tổng giá trị tài sản của các xí nghiệp Hoành Tín Hệ tới 60 tỷ, nhưng muốn ngay một lúc trả 24 tỷ chẳng khác nào giết người. Vì tránh Hoành Tín Hệ phá sản gây tác động tới kinh tế địa phương, công ăn việc làm và ổn định xã hội, Triệu Dương chủ trì phối hợp chính phủ, ngân hàng tỉnh và ngân hàng TW, quyết định tập đoàn sắt thép Văn Chu thuộc đầu tư Hoành Tín do tập đoàn sắt thép tỉnh tiếp quản trọng tổ, xây dựng Hoành Tín do tập đoàn xây dựng tỉnh phụ trách, khoản vay gần 18 tỷ của hai xí nghiệp lớn này do ngân hàng kiến thiết tỉnh thành liên hợp đảm bảo. Còn về phần 6 tỷ khác của những xí nghiệp liên quan, Tín Thông lấy thân phận chủ nợ tiếp quản đầu tư Hoành Tín cùng các tài sản liên quan cho tới khi trả hết nợ. Chương 1339, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được 12. Trước Tết Dương lịch năm 2001, có người nói đùa bảng 100 người giàu nhất đúng là sao chổi, nếu không vì sao Hoành Tín Hệ vừa mới được xếp đứng đầu bảng công bố ra công chúng chưa tới 3 tháng đã tan rã. Trương Khắc nghe thế cũng chỉ cười xòa, y luôn muốn tới Văn Chu một chuyến, không ngờ trì hoãn tới tận trước Tết Dương lịch năm 2001. Trương Khắc không thích ngồi máy bay, y xuất phát từ Hải Châu. Mượn đường Tân Đình tới Văn Chu chỉ mất có 5 tiếng đi đường, y có Hứa Tư đi cùng nói chuyện, chẳng cảm thấy thời gian dài buồn tẻ. Từ Lương Văn Quân, Vương Thái Linh đi cùng tới bái phỏng nhà Vương Chí, còn có Đỗ Phi, Mông Nhạc cùng Mã Lực CEO của Trác Vực và Lâm Băng. Trương Khắc tới Văn Chu là thực hiện lời hứa tới thăm Triệu Tử của y và Hứa Tư, còn với đám Đỗ Phi, lấy lời bọn họ mà nói là tới Văn Chu là để phân chia chiến lợi phẩm. Theo cách làm bình thường, Hải Túc phải ngừng giao dịch vô thời hạn. Cho tới khi vụ án được điều tra rõ ràng mới mở cửa giao dịch trở lại, nhưng cách làm này là tổn hại chí mạng với Hải Túc, khó tưởng tượng được Hải Túc có thể duy trì tốt nghiệp vụ trong thời gian điều tra, kéo dài 1-2 năm, e chỉ còn lại cái xác sống trên TTCK, không chỉ tổn hại lớn tới các nhà đầu tư vừa và nhỏ, cũng là tổn hại với kinh tế Đông Hải. Ngoài ra Sở Vệ Sinh, Phóng Nghiên Cứu Phần Mềm cũng là cổ đông chủ yếu của Hải Túc, bọn họ không muốn Hải Túc sụp đổ hoàn toàn. Lúc này hy vọng duy nhất của bọn họ được gửi gắm lên người cầm hồ. Ngân hàng Tín Thông lấy thân phận chủ nợ tiếp quản đầu tư Hoành Tín và tất cả sản nghiệp của Nghiêm gia cùng toàn bộ tài sản của địa ốc Tinh Điển, tất nhiên bao gồm cổ phần của Hoành Tín và Tinh Điển ở Hải Túc. Cầm hồ có thể thuận lợi tiếp nhận Hải Túc hay không, đối tượng đàm phán không phải Nghiêm gia hoặc Tinh Điển, mà là ngân hàng Tín Thông đã bị ngân hàng tỉnh tiếp quản. Trương Khắc dù có muốn tiếp nhận Hải Túc cũng sẽ giao cho Sáng Vực Đông Đại, nên để Đỗ Phi, Mông Nhạc đi theo, tài sản phức tạp nhất của Hải Túc là 8.818, cho nên Mã Lực và Lâm Băng cũng theo cùng. Lâm Băng nhận lời làm bạn gái của Mã Lực, quan hệ của hai người đã tới mức có thể bàn tính chuyện cưới hỏi. Sau khi tới Văn Chu, Lương Văn Quân và Vương Thái Linh tới thẳng nhà Vương Chí, đám Đỗ Phi và Mông Nhạc thì được Ngân hàng Tín Thông an bài ở nhà khách thành phố, còn Trương Khác và Hứa Tư tới trang viên của Triệu Tử nằm bên hồ Dịch Mã ngoại ô Văn Chu. Hôm sau mới vào thành phố, để Hứa Tư ở lại chơi với Triệu Tử thêm vài ngày, và lại Hứa Tư cũng không muốn tham gia hoạt động thương nghiệp của Cầm Hồ. Tới trưa Triệu Dương mở tiệc tẩy trần cho Trương Khác ở nhà khách Chinh Phủ tỉnh, Trương Khác đặc biệt bảo Vương Thái Linh đưa Vương Chí tới,
chính thức giới thiệu cho Triệu Dương và lãnh đạo tỉnh làm quen. Bác vợ của Vương Chí là Hầu Chiêu Quý, nguyên là phó thư ký trưởng Văn Chu, sau khi nguyên bí thư thành ủy Văn Chu là Kim Lập Bình lên đã chèn ép khỏi Văn Chu, bí thư thành ủy mới tới nhậm chức, Hầu Chiêu Quý được điều bề phàm thư ký trưởng thành ủy, tiến vào ban thường ủy thành phố. Cha con Nghiêm Khoan Hòa ảnh hưởng tới kinh tế lẫn chính trị Văn Chu rất sâu, chuyến này sẽ loạn một thời gian rất dài tiến hành chỉnh đốn. Dùng cơm xong, Triệu Dương mời riêng Trương Khác uống trà, đây chính là thời cơ để Cẩm Hồ tiến vào Chiết Đông, vậy mà cậu bình chân như vậy. Nếu tôi nói tôi không nổi lòng tham ngân hàng Tín Thống thì là nói dối, nếu tôi bảo không bận tâm tới sắt thép Văn Chu cũng là nói dối, nếu tôi nói không có ý đồ gì với xây dựng Hoành Tín cũng không phải là lời thật lòng. Trương Khác cười nói, Hoành Tín gây ra lỗ thủng lớn như thế, người có lập trường giống với Giang Mẫn Chi rất vui mừng, tốt nhất là có thể khơi lên phong trào kiểm điểm lại về kinh tế phi quốc hữu, lúc này tôi dám thò tay ra hái quả sao. Lòng ngứa ngáy cũng đành chịu, cho dù là hải thúc tôi cũng phải giả vờ bị cưỡng ép, cực kỳ không muốn, thực ra ông biết tôi muốn cỡ nào. Triệu Dương cười phá lên, ông ta biết không phải là Trương Khác thoái thác mà vì nền móng phát triển bền vững của Cẩm Hồ, cần có dũng khí từ bỏ một số lợi ích, không vươn tay vào Tín Thông, không thôn tính sắt thép Văn Chu, không chiếm lấy xây dựng Hoành Tín, đúng là cần ý chí tương đối. Chẳng phải là vì sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ không đủ, ủng hộ chính trị không đủ, mà nhớ lại quá trình phát triển của Cẩm Hồ những năm qua, chính vì không tham, cho nên mới phát triển mau chóng cùng nền móng vững chắc. Cho dù lúc này Ngân hàng Tín Thông có chuyển nhượng 71% cổ phần của Hoành Tín và Tinh Điển ở Hải Túc cho Cẩm Hồ với giá bán rau, thì Trương Khác cũng chỉ muốn một nửa số đó, còn lại do Sở Công nghệ tỉnh và Phòng Nghiên cứu Phần mềm tỉnh Đông Hải cùng nhau tiếp nhận quản lý. Triệu Dương khoát tay, Cẩm Hồ hiện bỏ những thứ này, ngày sau nhất định có cơ hội kiếm lại được, chỉ khổ cho tôi thu dọn đống hỗn loạn thôi. Buổi tối, bác của vợ Vương Chí là Hầu Chiêu Quý mời ăn cơm, nên Trương Khác cáo từ Triệu Dương tới chỗ hẹn. Mã Lực, Lâm Băng cũng vừa tới khách sạn, Trương Khác nhất quyết không để Hầu Chiêu Quý ra cửa đón cùng Mã Lực, Lâm Băng lên lầu. 71% cổ phần của Hải Túc có giá giống nhau, nhưng tính chất hoàn toàn khác hẳn, số cổ phần Sáng Vực Đông Đại là cổ phần pháp nhân giá trị thấp nhất lại không thể lưu thông, nhưng phải trả giá cao hơn phần còn lại, rất nhiều người đang nghi hoặc. Mã Lực đi bên cạnh Trương Khác, khẽ thảo luận chuyện đàm phán buổi chiều. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Lúc này 100-200 triệu với Sáng Vực Đông Đại không cần phải tiếc. Trương Khác vỗ vai Mã Lực, giải thích, chúng ta thua thiệt chỉ là thua thiệt so với Phòng Nghiên cứu Phần mềm và Sở Công nghệ thôi, thực tế là chiếm lợi không ít rồi, chính vì thua thiệt này mà quyền chủ đạo công ty họ mới nhường cho chúng ta một chút. Cổ phần của bọn họ tới thời gian giao dịch có thể bán thẳng ra TTCK, lúc đó chúng ta nhìn tình hình để mua lại, như thế không cần lo có kẻ nói ra nói vào sau lưng. Trương Khác chưa nói hết thì đột nhiên thấy Lâm Băng đứng khựng lại, mắt đờ ra nhìn về phía trước, dáng vẻ như gặp phải người quen, y quay đầu lại nhìn theo mắt cô, gặp phải một người quen không ngờ gặp được ở nơi này, Ngụy Đông Cường. Ngụy Đông Cường mặc vest tây phẳng phiu, đầu trải chuốt, khí độ bất phàm, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn 2 năm qua sống khá tốt. Trương Khác thì chẳng sao cả, nhìn sang Lâm Băng, mãi cho tới tận bây giờ Lâm Băng vẫn không thể quên được hắn. Ngụy Đông Cường tuyệt tình bỏ đi đã làm cô tổn thương rất lớn. Mã Lực phải kiên trì không mệt mỏi rất lâu, lại có cơ sở làm việc chung, mới khiến có gạt bỏ tình cảm với Ngụy Đông Cường, còn có gạt bỏ được hoàn toàn hay không thì người khác không thể biết được, nhưng nhìn Lâm Băng bàng hoàng đứng đó như bị điểm huyệt có thể đoán ra phần nào. Ngụy Đông Cường cũng nhìn thấy Trương Khác và Lâm Băng, vẻ ngạc nhiên trên mặt lập tức biến thành nụ cười rất giả tạo, đi về phía bọn họ, nếu chẳng để ý tới cảm thụ của Lâm Băng thì Trương Khác đã muốn quay đầu bỏ đi. Xin chào, không ngờ mọi người lại tới Văn Chu, sao không liên lạc với tôi? Tốt xấu gì cũng phải để tôi làm chọn tình địa chủ chứ. Ngụy Đông Cường cười rất đắc ý, giọng khá to, cứ như bạn bè lâu ngày gặp lại. Thấy Lâm Băng mím chặt môi sắp bật khóc, Mã Lực mới hiểu ra thanh niên ăn mặc trải chuốt kia là ai, đi tới bên cô, khẽ ôm vai, hy vọng có thể làm cô dễ chịu hơn một chút. Chương 1340, mọi chuyện không thể kết thúc như thế được 13. Ngụy Đông Cường thấy thế, trong mắt thoáng hiện qua chút gì đó, chớp mắt lại cười ha hả, bạn trai em phải không? Anh cứ lo cho em mãi, giờ xem ra không cần anh phải lo rồi, nếu mọi người đã tới Văn Chu, vậy hãy để tôi mời khách, ngay ở đây đi, mọi người cũng biết chọn chỗ thật đấy, khách sạn Vương Tử có nhà hàng cao cấp nhất ở Văn Chu, mời cơm ở đây mới thể hiện được thành ý của tôi. Rồi đi tới nắm cánh tay Lâm Băng muốn kéo vào trong, tựa hồ nhất định muốn mời bọn họ ăn cơm.
Trương Khắc muốn nhắc nhở hắn một tiếng, bọn họ được người khác mời nên mới xuất hiện ở đây, đương nhiên y chỉ yên tĩnh đứng một bên thôi, hiện y là người ngoài, mặc cho Ngụy Đông Cường biểu diễn cho thoải mái, có lẽ vì quan hệ với Lâm Băng mới làm hắn bất thường như vậy. Lâm Băng gặp lại Ngụy Đông Cường hoàn toàn mất bình tĩnh, cứ thụ động để hắn nắm tay kéo vào bên trong, Mã Lực thì chẳng biết phải làm sao cũng đi theo nốt. Trương Khắc thở dài theo sau, ngẫm lại thì cái gọi là ân oán với Ngụy Đông Cường mấy năm qua chẳng thể gọi là ân oán được, chút va chạm nho nhỏ có thể xảy ra với bất kỳ ai khi gần chục tỷ con người chen chúc nhau trên tinh cầu ngày càng trở nên chật hẹp mà thôi, dù ăn bữa cơm do hắn mời cũng có sao, phía bên Hầu Chiêu Quý để Phó Tuấn nói một tiếng là được. Ngụy Đông Cường mở cửa một phòng bao, mời ba bọn họ vào, nói với những người đã ngồi sẵn trong đó, ngại quá, không ngờ gặp mấy người bạn cũ ở kiến nghiệp, tôi mời họ tới ăn cơm cùng, mọi người không để ý chứ. Trong phòng bao có một Trung Niên béo út, mày nhíu lại nhìn đám Trương Khắc, tựa hồ không thoải mái gì với hành động của Ngụy Đông Cường. Ngụy Đông Cường liền đẩy Trương Khắc ra, bổ sung, giám đốc Tạ, người bạn này của tôi có cha làm thị trưởng ở Đông Hải đấy, không ngờ được gặp cậu ấy ở đây. Tên béo thầm chửi, thị trưởng ở tỉnh Đông Hải thì liên quan chó gì. Có điều ông ta là người khéo léo, vẫy tay nói, bỏ đi, nếu là bạn của giám đốc Ngụy vậy ngồi xuống ăn cùng. Ngụy Đông Cường như chút được gánh nặng kéo ghế mời Trương Khắc, Lâm Băng ngồi xuống, rồi bảo một thanh niên mặc áo khoác ra đi tìm phục vụ, cậu bảo phục vụ đem ba bộ bát đũa vào đây. Tên béo chẳng muốn lấy lòng Trương Khắc, chỉ nhiệt tình nói chuyện với một thanh niên mặc vest tây bên cạnh, tiểu Ngụy không hiểu chuyện, giám đốc Trần đừng chấp, hôm qua cậu ta nói với tôi là Trần công tử chịu nể mặt ăn bữa cơm này, làm tôi vui suốt một ngày, ăn cơm xong tôi còn có an bài, đảm bảo khiến làm giám đốc Trần hài lòng. Trương Khắc mới hiểu người trẻ tuổi đó là nhân vật chính của bữa tiệc này. Giám đốc Trần, lại chẳng thèm nghe tên béo nói gì, nhìn Mã Lực và Lâm Băng một lúc, chắc chắn không nhầm người, mới cung kính đứng dậy, vẻ mặt rất nịnh bợ, giám đốc Mã, giám đốc Lâm, tôi thực sự không biết mọi người lại là bạn của giám đốc Ngụy, anh ấy chưa bao giờ nhắc tới với tôi. Cả bàn đều trố mắt ra, nhìn chằm chằm vào thanh niên họ Trần, rồi lại nhìn sang Lâm Băng, Mã Lực. Vẫn là tên béo phản ứng nhanh nhất. Đứng bật dậy bắt tay Mã Lực, giám đốc Mã, hân hạnh quá, tiểu Ngụy luôn nói với tôi Mã Lực của Trác Phực là người bạn kiệt xuất nhất của cậu ta ở Đới Ết Đông Hải. Ai, không ngờ tiểu Ngụy lại bày trò vui như thế, cậu ta oán trách tôi trả lương thấp quá, đúng thế tiểu Ngụy là bạn giám đốc Mã, thì cũng là nhân tài cùng cấp, cái chức vị tổng giám đốc này của tôi nhường cho cậu ấy cũng chưa đủ. Kẻ hèn này trọ cung, City chuyển phát thân hối sau này mong được nhờ cậy giám đốc Mã nhiều hơn. Nói rồi rút danh thiếp nhét vào tay Mã Lực, Lâm Băng. Mã Lực và Lâm Băng luống cuống, ai mà ngờ xảy ra chuyện trùng hợp đến thế, Hoành Tín Hệ tan rã làm Trác Phực mới có cơ hội tiến vào thương mại điện tử Chiết Đông. Họ Trần kia chính là người phụ trách thị trường của Trác Phực ở Chiết Đông, đang hợp tác nhà phân phối ở Văn Chu, không ngờ Ngụy Đông Cường lại làm giám đốc cho công ty đó. Ngụy Đông Cường sững sờ, Trương Khắc thầm than trò đời oái oăm, tên này sao mà số đen như thế, không muốn để hắn tiếp tục khó xử. Bảo Mã Lực, coi như đã gặp mặt rồi, chuyện còn lại giao cho Tiểu Trần phụ trách đi. Đứng dậy rời phòng bao. Lúc này cửa phòng bao bị người ta mở ra từ bên ngoài, Phó Tuấn và Vương Chí dẫn hai người trung niên tới, người lớn tuổi hơn một chút đi đến nhiệt tình bắt tay Trương Khắc. Chào Khắc thiếu gia, tôi là Hầu Chiêu Quý, Tiểu Chí nói tới Khắc thiếu gia bao lần rồi mà tôi không có cơ hội gặp. Vị này là Tần Chiêu Dương tân bí thư thành ủy của Văn Chu, bí thư Tần cũng muốn có cơ hội uống chén rượu với Khắc thiếu gia. Nên tôi tự chủ trương mời bí thư Tần tới đây. Nghe nói Khắc thiếu gia gặp bạn cũ ở kiến nghiệp, nên tới chúc rượu. Tên béo vừa đứng dậy định giữ Mã Lực ở lại ăn cơm, nhìn thư ký trưởng thành ủy và bí thư thành ủy đi vào chúc rượu, dù ông ta thấy quen sóng gió cũng choáng váng, lưỡi cứng nở, muốn nói một vài câu xã giao mà không sao nói lên lời, lòng thầm mắng, thằng khốn Ngụy Đông Cường này đúng là biết vờ vịt. Ngụy Đông Cường thẫn thờ ngồi ngây ra trên ghế, nhìn từng bóng người áo quần sang trọng trước mắt. Cảm thấy tất cả như chỉ là ảo ảnh. Hắn thấy mình thua kém quá xa, việc mình vừa làm mới rồi, đúng là trò hề cho người ta. Trương Khắc không muốn khiến Ngụy Đông Cường bị đả kích thêm nữa, đưa tay ra hiệu, mời Tần Chiêu Dương, Hầu Chiêu Quý ra khỏi phòng, lúc này mới nói, bí thư Tần, thư ký trưởng Hầu cũng thật là, sao dám làm phiền hai vị lãnh đạo tới chúc rượu, tôi còn định nhờ thư ký trưởng Hầu giới thiệu với bí thư Tần cơ, vậy là lần này được thỏa nguyện rồi. Vừa nói chuyện vừa sóng vai lên lầu, Lâm Băng tất nhiên cũng không ở lại. Buổi tối, những người khác đều ở lại nhà khách trong thành phố,
Trương Khắc tất nhiên tới Tử Viên Sơn Trang bồi thiếp Hứa Tư. Tới rạng sáng, di động ở đầu giường đột nhiên vang lên, Trương Khắc bật đèn, thấy số điện thoại của Lâm Băng, bề ngoài trời vẫn âm u, lấy làm lạ sao Lâm Băng lại gọi điện cho mình vào lúc này. Ai thế? Hứa Tư cũng bị tiếng di động đánh thức, cánh tay trắng như bạch ngọc đặt lên chăn, ngái ngủ hỏi. Lâm Băng, giờ này cô ấy gọi điện làm cái gì? Có vấn đề gì chẳng phải có Mã Lực nằm bên gối sao? Trương Khắc lẩm bẩm, Lâm Băng và Mã Lực đều là người tới trưởng thành nói chuyện hôn nhân được rồi, đi ra ngoài làm việc có ngủ với nhau cũng là bình thường, nhất là hôm nay xảy ra chuyện như thế, sao Mã Lực có thể để Lâm Băng cô đơn một mình trong phòng chống được? Nhận điện thoại trêu, alo, giờ này gọi điện cho tôi có chuyện gì thế? Không phải nhắc tôi đêm ngủ dậy đi vệ sinh chứ? Chưa nói hết câu đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lâm Băng. Trương Khắc giật mình, y chưa bao giờ nghe thấy Lâm Băng khóc, cho dù là lúc Ngụy Đông Cường tuyệt tình bỏ đi, Lâm Băng không khóc, lo lắng hỏi, sao thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trời có sập xuống cũng có tôi đỡ cho cô. Hứa Tư cũng quan tâm ngồi dậy, lắng nghe tiếng bên kia điện thoại. Lâm Băng cứ khóc mãi, nói không ra lời, mất một lúc phía bên kia Mã Lực nhận lấy điện thoại nói nguồn cơn cho Trương Khắc, Ngụy Đông Cường nhảy lầu tự sát rồi. Ngụy Đông Cường chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, có lẽ trong lòng không chịu nổi chênh lệch quá lớn cho nên nhảy lầu, nhớ lại kiếp trước mình cũng là nhân vật nhỏ vất vả vật lộn với cuộc sống, Trương Khắc cầm di động hồi lâu, không nói nổi một câu an ủi. Chương này vốn là Trương Vĩ Thanh, câu chuyện của tác giả Cảnh Tục đã kết thúc ở đây. Nhưng câu chuyện cổ tích của mình vẫn sẽ còn tiếp tục, thực ra từ lâu nó đã không hoàn toàn là một chuyện dịch rồi. Đây là một tác phẩm đồ sộ, phần tiếp theo không phải là viết tiếp câu chuyện, chỉ là hoàn thiện để nó kết đẹp và hoàn mỹ đúng kiểu một câu chuyện cổ tích thôi. Chương 1341, không thể đối diện được. Hứa Tư nghe nói tới ân oán giữa Trương Khắc và Ngụy Đông Cường, có điều cô chưa bao giờ gặp người này, thấy Trương Khắc thẫn thờ cầm điện thoại, trong lòng hơi lo, vòng tay ôm lấy y. Áp mặt vào lưng y nói nhỏ, đó không phải lỗi của cậu. Em biết Trương Khắc nghe câu này lòng cười khổ, trả lời với Hứa Tư cũng là tự nhắc bản thân. Cái chết của Ngụy Đông Cường không ảnh hưởng tới tiến trình Sáng Vực Đông Đại tiếp nhận Hải Túc, Sáng Vực Đông Đại nắm 30% cổ phần, City Công nghệ Kim Đỉnh thuộc Sở Công nghệ tỉnh Đông Hải và Phòng Nghiên cứu Phát triển Phần mềm lần lượt nắm 25% và 16% cổ phần. Chỉ là so với cổ phần của hai nhà kia, cổ phần Sáng Vực Đông Đại tiếp nhận là cơ bản là cổ phiếu pháp nhân không thể lưu thông, trong mắt người ngoài, chuyến này Cẩm Hồ bị thua thiệt không nhỏ, nhưng từ bố cục sản nghiệp mà nói, bất kể từ nhu cầu Internet hóa di động, hay là phát triển phần mềm, Cẩm Hồ cần gây dựng sản nghiệp phần mềm nghênh đón xu thế máy vi tinh phổ cập, hoàn thiện toàn bộ sản nghiệp công nghệ thông tin. Còn với Lâm Băng mà nói, người yêu ngày nào không từ mà biệt đột nhiên xuất hiện trước mắt, rồi lại nhảy lầu tự sát, khổ đau trong lòng cô không cần nghĩ cũng biết. Lâm Băng không tham gia vào cuộc đàm phán sau đó. Ngụy Đông Cường ở Văn Chu chẳng có bạn bè thân thích gì ở Văn Chu, chuyện hậu sự của hắn do City Thân Hối ra mặt lo liệu. Cung Tự Chân tổng giám đốc Thân Hối ban đêm nghe tin Ngụy Đông Cường nhảy lầu hết sức bất ngờ, nhưng đa phần là cảm thấy tiếc, tiếc mối liên hệ với cao tầng Trác Vực thế là đứt rồi, cũng lo chuyện hợp tác với Trác Vực vì thế mà xảy ra biến cố, nhưng vẫn tích cực lo liệu chuyện hậu sự của hắn, đồng thời bảo người thông báo cho cha mẹ hắn ở Đại Sơn Sa Tít. Không cầu người ta nhớ ơn, chỉ phòng người ta có oán giận. Cho tới tận khi ký hiệp nghị hợp tác với Trác Vực, đồng thời được Trần Công Ngầm truyền đạt, lấy danh nghĩa Thân Hối chuyển một khoản tiền 20 vạn của Trác Vực giao cho người nhà Ngụy Đông Cường. Cung Tự Chân mới hiểu ra quan hệ giữa Ngụy Đông Cường với Trác Vực không hề đơn giản, có điều ông ta cũng không tìm hiểu sâu thêm, chỉ thêm vào 5 vạn nữa, thành 25 vạn, coi như tiền an ủi của công ty, giao cho người nhà Ngụy Đông Cường. Vì chuyện này, nên khi điều khoản chuyển giao cổ phần Hải Túc cơ bản đàm phán xong, Trương Khắc không ở lại Văn Chu, trưa ngày hôm sau lên máy bay cùng Hứa Tư, Lâm Băng rời đi, có lẽ do chưa hoàn toàn dứt bỏ được tình cảm bao năm với Ngụy Đông Cường, Lâm Băng không muốn ở bên Mã Lực, theo hai người bọn họ rời đi, Mã Lực đành ở lại cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc xử lý chuyện chuyển giao cổ phần. Trên đường về Lâm Băng dựa vào lòng Hứa Tư không ngừng khóc tự trách bản thân, Trương Khắc nhìn cô nói, nếu nói tự trách, kỳ thực tôi càng nên tự trách mình hơn, có lẽ trước kia tôi quá khắt khe với anh ấy, có điều nếu muốn tìm nguyên nhân thực sự là do anh ta không thể đối diện với bản thân. Nói những lời này y bất giác nhớ tới Trần Ninh, y không biết mình không thể đối diện với Trần Ninh, hay không thể đối diện với chính bản thân, sợ vết thương lòng vỡ ra. Trương Khắc đưa Hứa Tư về nhà, Lâm Băng cũng ở lại Hải Châu cho khuây khỏa, tránh về kiến nghiệp rồi nhìn cảnh nhớ người,
chỉ Trương Khác một mình tới kiến nghiệp ngay trong đêm. Mùa đông kiến nghiệp rét cắt da cắt thịt, sau buổi chiều ngõ học phủ đã chẳng còn mấy người đi lại nữa, ai cũng chui hết vào trong những quán bar, quán cà phê ấm úng cả rồi, đại sảnh 1978 cũng có đám đông túm năm tụm ba, đa phần là sinh viên đợi ít Đông Hải chuẩn bị tham gia thi cuối kỳ. Điền Hà đứng sau quầy ba cầm khăn lau chùi, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Trương Khác ngồi bên cửa sổ. Cô tới 1978 đã được mấy tháng rồi, thi thoảng cũng tiếp xúc với đám Trương Khác, Đỗ Phi, Mông Nhạc, biết Đỗ Phi và Mông Nhạc là thủ lĩnh sáng nghiệp giới sinh viên, ở ngõ học phủ này có tiếng tăm rất cao, thành tựu và địa vị xã hội đáng nể, nhưng cô mơ hồ nhận ra trong nhóm người đó Trương Khác là người cầm đầu. Đối với thanh niên đẹp trai đưa cô từ quán cơm nhỏ tới đây này, cô thấy y gọi một cú điện thoại là phó cục trưởng công an khu tới xử lý ngay một chuyện nhỏ nhặt, được thấy y bày trò khôi hài dí dỏm cùng nhóm người Đỗ Phi, càng thấy vẻ tự tin chấn định của y khi thảo luận chuyện kinh tế to lớn mà cô nghe không hiểu gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Trương Khác một mình xuất hiện ở 1978. Trương Khác ngồi một mình bên cửa sổ, bóng lưng gầy gò, mang theo cô đơn tịch mịch trước kia chưa từng có, Điền Hà tự thấy mình không có lập trường và lý do để an ủi y. Cô rất cảm kích những gì Trương Khác làm cho mình, nên chỉ lặng lẽ đổi một chiếc đĩa CD âm nhạc. Nghe thấy tiếng nhạc trong quán ba chuyển từ giọng nữ trầm buồn thành tiếng dương cầm nhanh tươi vui, Trương Khác quay đầu về phía quầy ba, mỉm cười nâng ly rượu với Điền Hà. Sao hôm nay anh lại tới đây một mình? Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đâu rồi? Nhìn Trương Khác uống hết ly rượu đi tới quầy ba ngồi xuống, Điền Hà nhận lấy chiếc ly rỗng hỏi. Bọn họ hiện giờ là người thành đạt rồi, đâu có nhàn nhã được như tôi. Hai bọn họ ra ngoài công tác, cũng phải tới mấy ngày cuối tháng mới về được. Điền Hà thành thạo mở một chai rượu, cho đá và nước khoáng vào ly, rót rượu đưa cho Trương Khác. Trương Khác cầm lấy nhấp một ngụm, cười nói, làm ở đây đã quen chưa, khi đó định làm kẻ lừa đảo một lần, trực tiếp lừa bán cô tới đây đấy. Trương Khác nhìn ly rượu màu hổ phách trong tay, nhớ tới trước kia mình có nói rất thích loại rượu Chivas này, vì thế Tôn Tĩnh Mông dặn Điền Hà mỗi khi y tới đây, chuyên môn dành một chai Chivas cho y. Dưới bề ngoài của điêu ngoa của Tôn Tĩnh Mông, kỳ thực cũng có một mặt chu đáo tỉ mỉ, ly rượu này chưa đựng cả sự ôn nhu và thâm tình. Trương Khác khẽ lắc ly rượu đá và cốc chạm vào nhau, phát ra tiếng động leng keng vui tai, một nụ cười hiện lên môi. Rõ ràng không phải thế nhưng cứ thích nói thật khó nghe, Điền Hà lườm Trương Khác một cái, cúi đầu lau chùi quầy ba, cảm ơn anh chuyện cha tôi, bác sĩ nói nếu không kịp thời cắt bỏ, khối u có khả năng trở thành ác tính, tới khi đó sẽ rất khó chữa trị. Đó là chuyện trước khi Trương Khác tới Hàn Quốc, cha Điền Hà không rốt cuộc không yên tâm con gái làm việc ở quán ba, nghe nói đó là chỗ phức tạp nhất trên thành phố, con gái nhà lành vào đó thành đa phần thành gái hết, ở quê cũng có mấy cô gái như vậy rồi, lúc đi thì hiền lành nết na lúc về thì mắt xanh mỏ đỏ còn mang theo đủ tai tiếng, cho nên từ quê lên kiến nghiệp, muốn xem tình hình thực sự của 1978 ra sao. Sau khi tới 1978 tìm hiểu chuyện nơi này liền yên tâm, không nói chuyện muốn con gái đổi chỗ làm nữa, bản thân chỉ coi như tới kiến nghiệp du lịch một chuyến. Trương Khác tình cờ gặp cha Điền Hà ở 1978, nói chuyện với ông, biết dạ dày ông bị đau, mới nhớ ra cảnh ngộ kiếp trước của Điền Hà, liền kiến nghị Điền Hà đưa cha cô tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh kiểm tra, không ngờ phát hiện trong cơ thể có khối u. Đó cũng chỉ là một trong nhiều lần y thay đổi vận mệnh của người xuất hiện trong kiếp trước của y, chỉ là sự thay đổi đó không phải lúc nào cũng là chuyện tốt, ví như trường hợp của Ngụy Đông Cường. Đối với Ngụy Đông Cường mà nói, Trương Khác không thể nói là ghét. Nhưng khi nghe tin hắn nhảy lầu tự sát, có sự bi ai khó hiểu bao lấy toàn thân, bi ai vì nhân vật nhỏ, vì Ngụy Đông Cường, cũng vì kiếp trước của mình. Trước kia nhất quyết lựa chọn vào học đợi ít Đông Hải, sâu trong tâm khảm không phải khát vọng được tình cờ gặp lại Trần Ninh ở sân trường sao. Mặc dù sau buổi chiều mưa ở Tân Vu đó, y đứng suốt một đêm trên bờ đê trong mưa gió, quyết định quên đi mối tình kiếp trước này, nhưng hai lần tình cờ gặp lại, trong lòng vẫn đau xé tim như ngày Trần Tĩnh nói lời chia tay kiếp trước. Y chỉ còn nửa năm cuối cùng ở đợi ít Đông Hải nữa thôi, có lẽ còn có cơ hội tình cờ chạm mặt trong trường, rồi như bạn bè bình thường trò chuyện vài câu, sau đó giống như hai đường thẳng tình cờ gặp nhau một điểm, sau đó ai nấy tiếp tục quỹ tích cuộc đời của mình. Hoặc có thể cứ thế lặng lẽ tốt nghiệp rời trường, sau đó vô số lần suy đoán vận mệnh an bài như thế nữa không, Trần Ninh sẽ cùng Vu Trúc về Tân Vu, kết hôn, sinh con. Tình cảm kiếp trước thực sự trở thành giấc mộng, còn y, như lời Địch Đan Thanh nói, trong tim sẽ mãi mãi có một khoảng trống. Về tới chung cư thanh niên, hiện giờ ở đây trở nên quá trống vắng rồi,
mặc dù có vợ chồng Tần Cương, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm chuyển vào ở, nhưng bọn họ đều chọn tòa nhà bên cạnh, tòa nhà này vẫn là vùng trời riêng của Trương Khác, nhưng lúc này sự riêng tư của nó chỉ mang lại Trương Khác sự cô đơn. Phía tầng dưới không còn cô gái Hàn Quốc thi thoảng gặp y lại cúi mình chào hết sức thùy mị, trong nhà cũng không còn tiểu yêu tinh Tôn Tĩnh Mông mặc mỗi áo tê, sớt để chân trần chạy đi chạy lại nữa. Trương Khác cầm chai nước khoáng đi ra cửa sổ, thấy tòa nhà cao khoa KV vẫn còn sáng đèn, Trương Khác thấy kiếp này tình nhiệt của mình chẳng ít. Tâm tình của Trương Khác tới sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Tấn Thành cuối cùng sẽ tốt lên, chiếc 618 của Ái Đạt tranh thủ kịp bán ra vào đúng mùa mua sắm Giáng sinh của Âu Mỹ, trong vòng 2 tuần bán được hơn 10 vạn chiếc, được rất nhiều tờ báo đưa tin. Tới khuya Trần Tĩnh gọi điện qua, nói thấy phòng y sáng đèn, hỏi sao y về sớm như thế, Trương Khác kể qua chuyện của Ngụy Đông Cường, chêm vào một câu đùa để câu chuyện không quá nặng nề, xảy ra chuyện như thế này anh phải về sớm để chuẩn bị thi cuối kỳ chứ. Nếu không lại có thêm một tên dở người nào đó tóm được anh gian lận, thế thì trách nhiệm của anh lớn quá rồi. Hay em qua đây phụ đạo cho anh đi. Chương 1342, gia nhân có hẹn. Đại bản doanh của Hoành Tín ở Văn Chu sụp đổ, khiến lực cản tổ điều tra liên hợp gặp phải rất ít, ngoại trừ báo cáo tài vụ giả, thao túng cổ phiếu, dùng đất trái phép tra một cái là rõ. Công ty thần bí khi lập hạng mục sản nghiệp phần mềm, mượn xác lên thị trường chứng khoán, bị bại lộ. Phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh bị song quy, cháu ông ta Hồ Kim Tinh thì không biết đi đâu mất. Nguyên nhân sâu xa kế hoạch phát hành cổ phiếu công khai của Hải Thúc là do bong bóng Internet vỡ, nhưng tháng 11, Cẩm Hồ thông qua Côn Đằng Online và Tiêu Thụy Dân của Liên Tín Liên Hợp công kích, đánh tan cơ hội thoát thân cuối cùng nhờ vào điện tử hoa hạ của đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Băng, từ đó gây phản ứng dây chuyền khiến Hoành Tín hệ sụp đổ, những người am hiểu nội tình thì thầm kinh sợ trước đòn phản kích dữ dội của Cẩm Hồ. Đồng thời cũng bội phục Cẩm Hồ thủ đoạn cao minh, nắm bắt thời cơ chuẩn xác. Còn đối với Lưu Văn Đào, người trực tiếp dẫn tổ điều tra liên hợp đả kích Hải Thúc, cũng được chính thức tặng cho danh hiệu Gia Nô Hai Họ. Tiết Minh Lâu thấy Lưu Văn Đào gõ cửa đi vào, dẫn hắn tới văn phòng của Giang Mẫn Chi, pha trà nước xong rồi đi ra, trở tay khép cửa lại, quay về chỗ ngồi của mình. Lưu Văn Đào lúc này lâm vào cục diện khó xử, hắn hiểu rõ. Trước kia dựa vào Nghiêm gia hỗ trợ mới rời khỏi bộ ủy TW tới Hải Châu làm bí thư thành ủy, hoàn thành giấc mơ làm thổ hoàng đế, ai ngờ thế cục không diễn ra như trong dự liệu. Giang Mẫn Chi tới Đông Hải, hắn muốn thoát khỏi cục diện bị cho ra rìa ở Đông Hải, quy thuận Giang Mẫn Chi lên tỉnh, lần nữa không ngờ bị Giang Mẫn Chi đẩy ra làm tiên phong đả kích, chủ cũ, Nghiêm gia Văn Chu. Cái danh xưng, Gia Nô Hai Họ, đoán chừng hắn phải vác trên lưng suốt cuộc đời chính trị của mình rồi. Tiết Minh Lâu nghĩ cũng thấy bị ai thay cho Lưu Văn Đào, lại nghĩ tới biến hóa trong tỉnh Đông Hải sau vụ án Hải Thúc. Thực ra ảnh hưởng trực tiếp Hải Thúc gây ra trong tỉnh không lớn, ít nhất nhìn bề ngoài là như thế, nhưng thủ đoạn gõ núi dọa hổ mạnh mẽ cứng rắn của Giang Mẫn Chi, thể hiện uy thế vô cùng, phát sinh tác dụng hóa học, Tiết Minh Lâu là thư ký của ông ta nên có cảm thụ rõ ràng nhất. Từ ánh mắt nhìn tới của những người khác trong chính phủ tỉnh, sự cung kính mang theo khoảng cách trước kia, hiện thêm phần kính sợ và khúm núm. Nhưng Tiết Minh Lâu hiểu, Đông Hải không phải là Đông Hải của Giang Mẫn Chi, mà là của bí thư tỉnh ủy Lý Viễn Hồ. Thành phố kiến nghiệp vì vụ án của Hải Thúc mà phó thị trưởng thường vụ Hồ Tôn Khánh bị song quy, trở thành quan viên cấp bậc cao nhất bị lôi xuống ngựa, thị trưởng Tiêu Minh Kiến vì thế mà bị liên lụy, rời khỏi kiến nghiệp là điều không thể tránh khỏi, Vương Duy Quân tiến bộ thêm một bước là điều định sẵn. Những chuyện này chẳng lẽ đã sớm ở trong dữ liệu của y? Tiết Minh Lâu bất giác nhớ tới một thanh niên có dáng vẻ lười nhác. Cùng với tư liệu về Cẩm Hồ thu thập được, Tiết Minh Lâu càng cảm thấy lo lắng. Cẩm Hồ bắt đầu từ giấy Tân Quang và sản nghiệp đầu đĩa, tiếp đó bố cục vườn sồi, tới phát triển chuỗi sản nghiệp di động, tiếp đó là trung tinh vi tâm và sản nghiệp bạch điện, cùng chiến lược hành lang số đã trói chặt toàn bộ nền kinh tế tỉnh Đông Hải vào với bản thân. Tiếp đó mua giấy Thần Hy, xây dựng đảo Đông Sơn, có sự trợ lực của Từ Học Bình, Đường Học Khiêm. Địa vị của Cẩm Hồ ở Giang Nam đã không thua kém ở Đông Hải. Giờ thông qua vụ án Hải Thúc, Cẩm Hồ bắt đầu tiến quân vào thị trường Chiết Đông, tin rằng với sự giúp đỡ của tỉnh trưởng Chiết Đông là Triệu Dương, tốc độ phát triển của Cẩm Hồ sẽ không kém hai tỉnh trước đó. Trong vòng 7 năm ngắn ngủi Cẩm Hồ đạt tới quy mô như thế, làm người ta khó tránh khỏi hoài nghi trong đó tồn tại vấn đề, đoán chừng Giang Mẫn Chi cũng suy nghĩ như vậy. Là tâm phúc của Giang Mẫn Chi. Tiết Minh Lâu biết mục đích ông ta bảo mình thu thập tài liệu của Cẩm Hồ để làm gì, nhưng Cẩm Hồ lấy Đông Hải, Giang Nam, Chiết Đông làm căn cơ, thêm vào Diệp gia, Cố gia, Tôn gia Hong Kong và mối quan hệ ở bộ ủy TW,
hoàn toàn không phải một tỉnh trưởng có thể lay động được, huống hồ thế lực khổng lồ ẩn mình dưới nước của Cẩm Hồ ở hải ngoại mà thanh thế trong giới thương nhân người Hoa, nếu Giang Mẫn chỉ đâm đầu vào, không khéo vỡ đầu chảy máu. Tiết Minh Lâu nhìn cửa phòng đóng chặt, đoán chuyến này Lưu Văn Đào có khi phải tiếp nhận một củ khoai nóng lớn hơn nữa. Nghiêm gia lần này rất đài, với Cẩm Hồ mà nói, vừa có lợi lại vừa có hại. Trên phòng trà ở tầng thượng chung cư thanh niên, Hứa Hồng Bá ngồi đối diện với Trương Khác, một tay mân mê chén trà, mắt chăm chú nhìn bàn cờ. Trên đường Đỗ Phi, Mông Nhạc rời Văn Chu về kiến nghiệp, Trương Khác đặc biệt bảo họ qua Hải Châu mời ông, để xin chỉ giáo tình thế biến hóa sau vụ án của Hải Túc. Những kẻ vốn có đeo kính màu nhìn vào Cẩm Hồ không ít, sau khi Nghiêm gia đổ rồi, đám người này càng quả quyết về cái nhìn của mình là điều khó tránh khỏi. Trương Khác thấy Hứa Hồng Bá thời gian qua ở Hải Châu, so với lúc bôn ba vì Tân Quang, cả tinh thần lẫn khí sắc đều tốt hơn rất nhiều, đoán chừng cũng uống rượu thừa ở Bát Cẩm Chân không ít. Có người nói Cẩm Hồ đã bị cháu tẩy thành con thỏ trắng tinh, nhưng thực ra cháu muốn thành con thỏ trắng không trắng, đen không đen, hòa trộn vào cùng bầy thỏ, để khiến nó quá trắng bị người ta ghét. Những cái kính đó không dễ dàng bỏ xuống được nữa, nếu như có kẻ muốn nhìn, cứ để cho bọn chúng nhìn, dù sao cũng làm bọn chúng yên tâm hơn. Trước kia có kẻ muốn tra, cháu luôn che che giấu giấu, lần này thế nào cũng phải để tỉnh trưởng đại nhân toại nguyện. Dù sao Cẩm Hồ cũng là lương dân dưới sự trị vì của tỉnh trưởng đại nhân mà. Trương Khắc cười. Lùi một bước trời cao biển rộng, với Cẩm Hồ mà nói chưa chắc không phải là một cơ hội. Hứa Hồng Bà nhìn bàn cờ, nghiền ngẫm nói. Cẩm Hồ cũng không phải là quả hồng mềm cho kẻ nào muốn bóp thì bóp, tao thấy chủ yếu là vì thuận tiện cho mày tiếp tục ở lại đỡ ết Đông Hải lêu lồng thì có. Đỗ Phi ở bên cạnh xen vào một câu, qua năm nay hắn sẽ bị Trương Khắc đá đít sang Mỹ. Kha kha kha, Hứa Hồng Bá ngẩng đầu cười lớn, lời của tiểu Đỗ có đạo lý đấy. Trương Khác đang định lên tiếng phản bác thì di động đặt ở trên bàn nhá đèn, cầm lấy xem, thì ra là số máy của Trần Tĩnh. Tử gia buổi chiều tới nhà máy Hải Châu, em cũng lười một buổi nghỉ làm sớm, nhớ ra lâu lắm rồi không được ăn cơm anh làm. Đầu kia điện thoại giọng Trần Tĩnh lười biếng mang chút nhõng nhẽo. Ừ, tôi biết rồi. Trương Khác vờ nghiêm túc đáp. Tưởng ra có lẽ lúc này Trần Tĩnh đang mặc váy ngủ nằm trên ghế sofa, đường cong uốn lượn như hiện ra trước mắt, tim đập thịch một cái. Em mua sẵn thức ăn đợi anh đấy. Trần Tĩnh nghe giọng y biết bên cạnh có người, không tiện nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Thu di động lại, Trương Khác không để ý tới ánh mắt nghi ngờ của Đỗ Phi, tiếp tục đánh cờ, chỉ là lòng phân tâm chuyện khác mất rồi, phong độ sụt giảm, ván cờ đang rất tốt, cuối cùng bị Hứa Hồng Bá đánh cho thua tan tác. Ha ha ha. Người có thể làm khác thiếu gia không phải là nhiều, nếu như có hẹn với gia nhân thì không cần ở lại bồi tiếp lão già này nữa. Hứa Hồng Bá già thành tinh rồi, không khó đoán ra người vừa gọi điện thoại là ai, trêu. Ở trước mặt Hứa Hồng Bá, Trương Khác biết giấu giếm cũng vô ích, dặn Đỗ Phi tiếp đãi Hứa Hồng Bá rồi ngượng ngùng cáo lỗi rời đi. Chương 1343, xuân sắc đầy phòng. Tới biệt thự Yến Viên, trong nhà im ắng, Trương Khác nhẹ nhàng mở cửa vào. Trần Tĩnh nằm trên ghế sofa, mái tóc bồng bềnh như mây, một phần xõa trên hối, một phần che đi nửa khuôn mặt trắng như tuyết tinh tế của cô, tay ngọc lõa lộ bất an lộ ra ngoài không khí, càng tăng thêm sự dụ hoặc mê người, chiếc chăn đỏ tùy ý che trên người, không che đi được bầu ngực với đường nét gần như hoàn mỹ, phập phồng theo nhịp thở, làm người ta không nhịn được muốn hất tung chiếc chăn ra, muốn khám phá sự mềm mại đàn hồi của gò đồi cao vút đó. Trần Tĩnh mơ mơ màng màng cảm thấy có người hôn lên má lên môi mình, giật mình mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đầy nhu tình của Trương Khác đang nhìn mình. Chỉ biết bắt nạt người ta thôi, mỹ nhân mới tỉnh ngủ thỏ thẻ hờn dỗi, hơi thở như lan, dễ dàng làm nội tâm nam nhân ngứa ngáy. Vừa rồi làm sao có thể nói là bắt nạt, hiện giờ mới đúng này. Trương Khác cúi đầu xuống ngấu nghiến cánh môi đỏ, săn đuổi chiếc lưỡi thơm mát, ra sức mút dòng nước ngọt trong miệng giai nhân. Nụ hôn ướt át kiểu Pháp làm Trần Tĩnh hô hấp khó khăn, mũi phát ra tiếng ư, a, khe khẽ, tựa khóc tựa mừng, gò má đỏ hồng như máu, người nhũn ra trong lòng Trương Khác, cánh tay quấn quanh cổ y, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của y. Chiếc áo len trắng bị kéo xuống, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa lộ ngoài không khí, nổi lên gai ốc nhỏ, ngón tay lành lạnh của Trương Khác thuần thục cởi nút chiếc áo lót đen, hai trái cầu tròn trịa no căng bật trung ra, rung rinh hoa mắt. Đó là hai trái đào chín mọng, tượng trưng sắp chảy mật, đợi nam nhân tới hái. Cơ thể thành thục tự biết nhu cầu của nó, trước mặt nam nhân trong lòng, chẳng cần phải che giấu gì,
hai tay Trần Tĩnh lần cởi y phục Trương Khác. Ngả mình trên ghế sofa, Trần Tĩnh mặc cho Trương Khác quần tất lụa màu đen kéo xuống bắp chân, váy bó màu đen bị lột bỏ, lộ ra cặp đùi trắng mê người, theo cùng động tác của Trương Khác từ chậm thành nhanh, tiếng rên rỉ tỉ tê biến thành tiếng kêu kéo dài và hơi thở rực lửa. Ánh mắt mê ly, cơ thể co giật kịch liệt, chân tay Trần Tĩnh như con bạch tuộc quấn chặt lấy Trương Khác, không ngừng hôn lên tóc y, hít lấy mùi nam nhân mạnh mẽ. Ọc ọc ọc, đột nhiên tiếng kêu kỳ quái từ bụng mình truyền ra, làm Trần Tĩnh bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện một mình nằm trên ghế sofa, hạ thân vừa ướt vừa dính, té ra vừa rồi là giấc mộng xuân. Ngẩng đầu nhìn nhà bếp, bên trong sáng đèn, ngửi thấy mùi thơm từ khe cửa truyền ra, bụng lại réo, ọc ọc, bị cơn đói đánh thức. Nếu như ăn đồ anh làm quen miệng thì em biết phải làm sao. Trần Tĩnh đi vào phòng ăn, nhìn Trương Khác đang đứng bếp làm thức ăn, nhu tình dịu ngọt lấp đầy ngực, đi tới ôm lấy y từ đằng sau, mặt áp vào sống lưng gầy của y. Anh biết em dễ nuôi lắm mà. Trương Khác quay lại, khẽ vỗ lên cặp mông đầy đặn của cô, anh sắp xong rồi đây, thời gian qua em vất vả rồi, hôm nay để anh phục vụ em. Trần Tĩnh nhón chân hôn lên má Trương Khác, ôn nhu đáp một tiếng. Hoàn toàn không có chút dáng vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt khi ở trước mặt cộng sự. Trương Khác tay chân nhanh nhẹn, đợi khi Trần Tĩnh ở phòng tắm ra thì thức ăn lẫn bát đũa đều đã được bày biện xong, rượu vang cũng đã được rót vào ly, tuy không đốt nến, nhưng bữa tối diễn ra trong không khí ngọt ngào, ăn cơm xong lười dọn dẹp, mai tự có giúp việc tới dọn. Hai người mang theo ly và rượu, nắm tay nhau trên tầng 2, ngồi ở ban công trải thảm nhung, nép mình bên nhau, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Ngày kia anh tới Bắc Kinh phải không? Trần Tĩnh đầu dựa vào vai Trương Khác, tay đặt lên ngực y, cảm thụ nhịp tim đập chậm nhưng mạnh mẽ. Năm nay tình thế di động sản xuất trong nước không tốt, ngoài trừ Cao Khoa KV và Liên Tín ra, thì các nhà khác đều thua lỗ. Trương Khác lưng dựa vào tường, cúi đầu nhìn người ngọc trong lòng, lấy ngón tay khẽ chạm vào má cô, làn da ấy trơn mịn như mỡ đông, cục diện này thế nào cũng phải thay đổi. Hiện thực sẽ làm cho nhiều người nhận rõ tình thế, như vậy áp lực của Cẩm Hồ sẽ nhẹ hơn một chút. Tay còn lại của y luồn qua mép áo len, vuốt ve vòng eo nhỏ và cái bụng nhỏ phẳng lì. Em lại cảm thấy lần này anh đi Bắc Kinh có mùi âm mưu, Tiêu Thụy Dân công khai phản đối tăng cường đầu tư vào Hải Túc, chẳng lẽ không chút liên quan gì tới anh? Cơ thể truyền tới từng cảm giác ngứa ngáy, làm cơ thể Trần Tĩnh bắt đầu vặn vẹo. Âm mưu gì chứ, hay là em cùng anh đi Bắc Kinh? Trương Khác hôn cánh môi hồng mọng ướt, đem rượu trong miệng truyền sang miệng Trần Tĩnh, tay mân mê đồi ngực mềm mại. Có thể ở bên cùng tình nhân tất nhiên là chuyện sung sướng hạnh phúc rồi, gò má Trần Tĩnh đỏ như chảy ra máu, người cũng nóng như phát sốt. Đừng ở đây, mệt suốt cả ngày, còn chưa tắm. Đôi mắt mông lung của Trần Tĩnh như phủ một lớp sương mù, khẽ cắn tai Trương Khác, hai tay yếu ớt giữ lấy cái miệng tham lam vùi giữa ngực mình, không cho ý kích thích mình nữa. Vậy anh bế em đi tắm. Trương Khác đứng dậy, bế cơ thể cao ráo đầy đặn của cô vào phòng tắm. Ngoài phòng gió đông buốt ra, bên trong xuân sắc đầy phòng. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Khác bị di động của mình đánh thức, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm u ám, có vẻ tuyết sắp rơi rồi. Ai gọi điện sớm thế? Mái tóc dài như thác nước che nửa khuôn mặt Trần Tĩnh, mắt lim dim cựa mình ngồi dậy, cô váy ngủ trễ cổ, một cái quai đeo trượt xuống tận cánh tay. Lộ ra bờ vai trơn bóng và mảng da ngực trắng hấp dẫn. Là Diêu Văn Thịnh, còn sớm, em ngủ tiếp đi. Trương Khác khẽ hôn lên trán Trần Tĩnh, khẽ ấn cô nằm xuống giường, kéo chăn lên, rồi mới nhận điện thoại. Chủ nhiệm Diêu, nếu đồng chí không có việc gì gọi điện thoại bừa bãi, thì chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của tổ chức. Vương Duy Quân một khi thăng lên làm thị trưởng, Diêu Văn Thịnh nước lên theo thuyền, hắn lên cấp chính sử nhiều năm rồi, thăng lên một cấp nữa cũng là chuyện hiển nhiên. Mặc dù chưa có gì được công bố, nhưng kết cục đã được định sẵn, vì chuyện này hắn bị Trương Khác và Đỗ Phi tống tiền được bữa cơm ngon lành. Nhờ ơn Khác thiếu gia thường xuyên đánh thức tôi giữa đêm khuya, thế nào tôi cũng phải cảm tạ lại một lần chứ, nếu không sao phải phép. Trọng điện thoại truyền ra giọng nói thản nhiên như không của Diêu Văn Thịnh, nếu như có đánh thức Khác thiếu gia từ ổ ôn nhu nào đó, vậy thì cáo tội. Tiếp đó là tiếng cười cố kìm nén của nữ nhân, nghe rất là giống giọng tiểu nha đầu Dịch Hinh. Hiện giờ ở kiến nghiệp tôi chỉ lẻ loi một mình, trời lạnh thế này, tôi cũng muốn kiếm mỹ nữ nào đó ôm vào lòng lắm chứ, hay là cho tôi mượn cô em bên cạnh anh đi. Trương Khác tay trái cầm di động, tay phải khẽ vuốt bàn tay Trần Tĩnh lộ ra ngoài. Bằng vào sức hút của Khác thiếu gia thì còn cần gì phải mượn, để tôi tư vấn cho một chút nhé,
mỹ nữ giám đốc cả cao khoa KV đến lúc cần chinh phục rồi. Lần này thì Dịch Hinh không nhịn cười được nữa, tiếng cười trong như chuông bạc truyền tới. Đôi gian phu dâm phụ này trước khi kết hôn chẳng hề có tình cảm, lại từ nhỏ lớn lên bên nhau, nghĩ ngủ với nhau lại cảm giác tội ác như anh em loạn luân, vậy mà kết hôn xong thì vợ bảo sao chồng nghe thế, Diêu Văn Thịnh bị Dịch Hinh trông coi gắt gao, nhưng lại có một loại hạnh phúc khác. Ai chả biết ba mỹ nữ giám đốc của cao khoa KV đều dưới sự quản lý của anh, ai mà biết anh nói tới ai chứ? Trương Khắc chột dạ nhìn người ngọc nằm bên cạnh, rụt tay lẹ, hoài nghi tối qua Đỗ Phi ở cùng vợ chồng Diêu Văn Thịnh, nghe nói bữa tiệc hôm nọ anh còn lịch sự đưa Úc Bình tiểu thư về tận nhà. Chương 1344, người trong tranh. Khục khụ, không bị nhéo một cái đau nhói, Diêu Văn Thịnh biết mình nói nữa chỉ thua thiệt, tên Trương Khắc này mồm miệng thất đức bịa chuyện hại người không chớp mắt. Tôi biết mai cậu đi Bắc Kinh, rồi bay thẳng sang Hong Kong gặp cô bạn gái nhỏ, hôm nay khu Cao Tân mở tiệc tiễn chân Bí Thư La, Bí Thư Vương mời cậu tham gia. La Quân sắp sang tỉnh khác làm tỉnh trưởng, Trương Khắc cũng sang Hong Kong bồi tiếp Đường Thanh đang thực tập ở quỹ khuyến học, trước Tết âm lịch mới về, tối nay là lần cuối cùng gặp La Quân ở kiến nghiệp, lần sau gặp lại sẽ mang thân phận khác rồi. Được, buổi tối tôi nhất định sẽ tới, bằng vào chuyện này anh không cần thông báo cho tôi sớm như thế. Nói đi, còn có chuyện gì nữa? Vừa mới nhận được tin tức ở phía Văn Chu, rạng sáng nay tìm thấy thi thể của Vương Hải Thúc rồi. Mấy giây sau Diêu Văn Thịnh mới hạ thấp giọng nói, đoán chừng không muốn để Dịch Hinh nghe mấy chuyện xấu xa này. Có manh mối gì không? Trương Khắc cũng cố gắng để ngữ khí nghe bình thường một chút, trong lòng y căm thù loại hành động tàn ác này. Thi thể tìm thấy ở trong động một ngọn giả sơn ở biệt thự ngoại ô Văn Chu, hiện đã tìm được hai nhân chứng. Nghiêm Văn Giới không thể tránh được liên quan, hắn và Lâm Tuyết đều đã bị gọi đi hiệp trợ điều tra. Nghiêm gia xa cơ thất thế lúc này không ít người hào phóng đạp thêm cho vài cái, cả trong tối lẫn ngoài sáng đều có người sẽ đem chuyện này đổ lên đầu Nghiêm Văn Giới, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, kẻ làm chuyện ác rồi sẽ có ngày bị trừng phạt, cộng tất cả các tội danh lại như giết người, thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo vay vốn, cho dù với tiêu chuẩn thẩm phán bình thường. Nửa sau cuộc đời Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết sẽ phải sống sau những bức tường cao với dây thép gai. Đợi Trương Khắc gập di động lại nằm xuống, Trần Tĩnh quay người qua gối đầu lên tay y, có chuyện gì không? Diêu Văn Thịnh mời anh buổi tối đi tham gia tiệc tiễn chân Bí Thư La, có thể về khá muộn, lúc đó em cứ ngủ trước đi. Trương Khắc tì cầm lên đầu Trần Tĩnh, người mùi tóc trộn lẫn u hương trên cơ thể cô, không muốn cô nghe được tin tức xấu làm hỏng tâm tình. Ăn sáng xong. Trương Khắc ngồi xe Trần Tĩnh rời Yến Viên, nửa đường xuống xe tới tòa nhà văn phòng của Sáng Vực Đông Đại, lúc này bầu trời có tuyết rơi lác đác. Bọn chúng đúng là trắng trợn, giết người xong cứ thế chôn xác trong vườn hoa biệt thự. Mặc dù chẳng có thiện cảm gì với Vương Hải Túc, nhưng cách làm hung tàn như thế, vẫn khiến Đỗ Phi phẫn nộ. Vì bọn chúng hoàn toàn coi Văn Chu là địa bàn của mình, cho nên mới làm dám làm chuyện này, nếu như chẳng phải bọn chúng thất thế. Ở Văn Chu ai dám vào biệt thự Nghiêm Văn Giới tìm kiếm, cuối cùng Vương Hải Túc có khả năng vĩnh viễn xử lý coi như người mất tích. Đó là nơi an toàn nhất. Trương Khắc nhìn quanh, Tịch sư tỷ đâu rồi? Lão Mông đang an ủi chị ấy. Đỗ Phi hất đầu sang một gian phòng khách, còn ổn, không như Lâm Băng. Mặc dù là bạn trai cũ chia tay đã lâu, bản thân cũng có người làm bạn suốt đời, nhưng nghe tin dữ như vậy, thật khó tránh khỏi đau khổ, lúc này đại khái nằm trong lòng người yêu là sự an ủi lớn nhất. Tới nước này rồi người ném đá xuống giếng sẽ rất nhiều, chúng ta chỉ cần quan tâm làm tốt chuyện của mình là được. Trương Khắc vỗ vai Đỗ Phi, buổi tối cùng tao đi tham gia tiệc tiễn chân Bí Thư La. Tuy nói là tiệc tiễn chân lấy danh nghĩa khu Cao Tân, nhưng cũng chỉ đặt một phòng bao lớn ở khách sạn kiến nghiệp. Khi Trương Khắc và Đỗ Phi đến nơi thì cơ bản khách khứa đã tới đủ, trừ những người quen như La Quân, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh, Chu Tiểu Quân ra, còn có thư ký chuyên chức, cùng một người quen lâu ngày chưa lộ diện. Hoàng Khắc Quần phó thị trường thành phố kiến nghiệp. Khi quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ vì hạng mục bột giấy ở thời kỳ đóng băng thì Hoàng Khắc Quần lúc đó vừa lên làm phó thị trưởng là người đầu tiên chủ động đứng lên tiến hành tiếp xúc với Cẩm Hồ về hạng mục vườn xôi. Nhưng sau đó do Diêu Văn Thịnh nhảy dù từ TW xuống, cùng Vương Duy Quân thực hiện phá băng, trong mấy năm Cẩm Hồ phát triển lớn mạnh ở kiến nghiệp, Hoàng Khắc Quần trở thành nhân vật có hay không cũng được, chuyện này cũng có ảnh hưởng bởi đánh giá cá nhân Trương Khắc. Cũng vì khi ông ta làm chủ nhiệm khu Cao Tân thành tích không tốt. Cho tới sau bạo loạn Indo năm 98, Hoàng Khắc Quần phối hợp với Vương Duy Quân phụ trách thu hút vốn người Hoa chạy khỏi Indo, mới hoạt động tích cực trở lại. Bằng vào chính tích này,
tương lai Vương Duy Quân lên làm thị trưởng, ông ta sẽ thành nhân tuyển làm bí thư đảng ủy khu Cao Tân. Khu Cao Tân do Hoàng Khắc Quần cộng tác với Diêu Văn Thịnh, đó là điều có lợi nhất cho sự phát triển của Cẩm Hồ, an bài này trong phạm vi chức quyền của La Quân, sau lưng cũng mơ hồ thể hiện chỉ thị của Lý Viễn Hồ. Sau bữa cơm, Trương Khắc và La Quân, Vương Duy Quân tìm một phòng trà bố trí trang nhã ở bên Yến Quy Hồ, từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, có thể thấy cảnh sắc toàn bộ Yến Quy Hồ, lúc này cả thành phố đã sáng đèn, từng vùng sáng nối tiếp nhau, dưới trời đêm tuyết rơi khắp nơi, như vương miện trên đầu quốc vương phương Tây. Ở đằng xa là khu Cao Tân và kiến trúc vườn sồi, phát tán ánh sáng lưu ly đủ màu, chính là viên bảo thạch quý giá nhất trên chiếc vương miện, hiện chỉ có thể nhìn thấy một bản thiết kế tòa nhà Cẩm Hồ khổng lồ, tạo hình thời thượng đơn giản hình tam giác, thiết kế sinh hoạt hóa đầy sức sống, từ ngày nó được công bố, đã định sẵn tỏa ánh hào quang chói lọi vô song. Đợi phục vụ bày xong đồ pha trà lui ra, ba người bọn họ vẫn còn nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ bị cảnh đêm thu hút, nhất thời không ai muốn nói chuyện. Cuối cùng do La Quân phá vỡ sự im lặng, vậy là rốt cuộc tôi không đợi được tới lúc tòa nhà này xây xong. Đợi tới khi hoàn công nhất định sẽ mời bí thư La tới tham gia, không có bí thư quan tâm và ủng hộ, bức tranh trước mặt chúng ta đây có lẽ đã hoàn toàn khác rồi. Trương Khắc cười nói, y và Vương Duy Quân đều hiểu cảm giác có chút mất mát lúc này của La Quân. Dù là ai tới lúc hoàn thành việc vẽ mắt cho rồng cũng có cảm giác này. Cho dù là thăng quan nơi khác, bên ngoài đúng là một bức tranh đẹp lộng lẫy. Trong mắt người ngoài, bức tranh này hoàn thành, công thần lớn nhất chính là mình người lèo lái kiến nghiệp những năm qua, nhưng bản thân La Quân hiểu, chàng thanh niên vừa mới trên 20 này mới là linh hồn ở đằng sau bức tranh, còn ông ta và Vương Quy Quân chỉ điểm tô thêm màu sắc của bức tranh mà thôi. Nếu thực sự hoàn thành được chiến lược sản nghiệp mới ở kiến nghiệp, tôi nghĩ thành phố này sẽ mãi mãi nhớ bí thư La. Đó là câu nói của Trương Khắc trong lần đầu tiếp xúc riêng với La Quân ở sự kiện xử lý nhà máy nhuộm, việc kiến thiết thành phố mới đã thành hình, mặc dù trong cái đẹp vẫn còn chỗ tiếc nuối, nhưng không uổng mấy năm ở kiến nghiệp. Được, tới lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia, chứng kiến thời khắc lịch sử của kiến nghiệp. La Quân đứng dậy tới bên cửa sổ, lòng tràn ngập hào khí nói, lúc này ông ta không so đô chút được mất nữa, gần như thành một nhà chính trị hợp cách, mà không phải chỉ là một chính khách. Sự kiện này tôi sẽ liệt vào đại sự hàng đầu của chính phủ năm 2002. Vương Duy Quân nói đùa, đợi tòa nhà Cẩm Hồ xây xong đúng là năm 2002 rồi. Ha ha ha, ba người bọn họ không hẹn mà cùng cười lớn. Cảnh hồ như mộng như ảo ánh chiếu lên bức tường kính của phòng trà, người trong phòng hoặc đứng hoặc ngồi, trông như người trong tranh. Chương 1345, cơn đau đầu của Liêu Hồng Lôi. Biết sáng sớm ngày mai Trương Khắc còn bay tới Bắc Kinh, ba người bọn họ ngồi ở phòng trà chưa tới 12 giờ đã giải tán. Khi quay về Trương Khắc tự mình lái xe, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen theo sau tới cửa chung cư thanh niên thì rời đi, y quay đầu xe lái tới biệt thự của Trần Tĩnh ở Yến Viên. Lúc này toàn bộ biệt thự tối om, đoán chừng Trần Tĩnh đã ngủ rồi, Trương Khắc không muốn gây ra tiếng động đánh thức cô, liền tắm rửa ở tầng dưới rồi mới lên lầu, đẩy cửa vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, Trương Khắc đi thật nhẹ nhàng tới bên cạnh Trần Tĩnh nằm xuống, khẽ thở một hơi, quay sang nhìn thấy đôi mắt của cô, dưới ánh đèn lờ mờ sáng như trăng sao, đang mỉm cười nhìn mình. Bữa tiệc tối nay gặp phải vấn đề gì à? Trần Tĩnh đưa bàn tay mềm ấm áp vuốt trán Trương Khắc, như muốn giãn đôi mày nhíu lại của y, dịu dàng hỏi. Tiệc gì mà tiệc chứ, đúng là một bữa hồng môn yến, La Quân chuẩn bị ỉ vào Cẩm Hồ rồi. Hôm nay thiếu điều bắt anh viết thư đảm bảo kế hoạch đầu tư mới chịu cho anh đi. Trương Khắc ôm cơ thể ngọc ngà của Trần Tĩnh vào lòng, ngửi mùi thơm mê người trên cơ thể cô, miệng cười nhưng mày vẫn hơi nhíu lại, thở dài vờ đau đầu chỉ là muốn làm em không vờ ngủ nữa, chủ động nói chuyện với anh thôi. Tiến cử Tiêu Minh Kiến và Vương Duy Quân làm bí thư thành ủy và thị trưởng kiến nghiệp, thêm vào Hoàng Khắc Quần cộng tác Diêu Văn Thịnh cộng sự ở khu Cao Tân, là bố cục thuận tiện nhất giúp Cẩm Hồ phát triển theo quy hoạch của mình. Phần ân tình này của La Quân có thể nói là dày nặng, nhưng đời này, ân tình là thứ thế nào cũng phải trả, mặc dù Trương Khắc cũng đau đầu sau này lấy hạng mục gì mà trả, chỉ là với tốc độ phát triển hiện nay của Cẩm Hồ, đoán chứng tới lúc đó không còn là vấn đề gì nữa. Cẩm Hồ có nhiều hạng mục như thế, tùy tiện lấy ra một cái là đủ người ta no bụng rồi, cái đó làm anh đau đầu sao được. Ánh mắt Trần Tĩnh ánh lên vẻ giảo hoạt. Thật ra là anh hối hận về muộn quá, lãng phí mất bao nhiêu thời gian tốt đẹp. Trên đường rơi mất bao nhiêu vàng. Trương Khắc cười cợt nói. Lại lấy mấy lời lừa tiểu cô nương ra rồi,
cuốn băng ghi hình ai đó vừa say rượu vẫn nằm trong ngăn kéo ở văn phòng làm việc của em kia kìa. Nhắc lại chuyện xấu, Trương Khắc biết lúc này người thông minh không nên nói nhiều, chờ mình đè Trần Tĩnh xuống, lúc này tất cả phải nhìn vào hành động. Á, đừng, đừng hôn chỗ đó không. Ư, tiếng la hoảng của Trần Tĩnh lập tức biến thành tiếng rên rỉ. Gần đây tính khí Liêu Hồng Hôi hết sức nóng nảy, mấy vị phó tổng giám đốc liên tục bị gọi tới quát mắng tàn tệ, nhưng chẳng xua đi được đám mây đen trong lòng ông ta. Đông Hưng năm 2000 lỗ là cái chắc rồi, trên chiếc bàn lớn màu nâu sậm là báo cáo tài vụ cho tới tháng 11, hàng cuối cùng là con số 18 vạn, trông cực kỳ nhức mắt, con số lỗ không đáng kể nhưng nó làm Liêu Hồng Lôi mất ngủ. Tháng 12 chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, nhưng tình thế chẳng có chút dấu hiệu chuyển biến nào, thua lỗ toàn năm thế nào cũng khó tránh khỏi, nhớ lại năm 99, Đông Hưng còn là một xí nghiệp ưu tú doanh thu trên 3 tỷ, lợi nhuận gần 500 triệu. Mặc dù khi đó biểu hiện của Liên Tín còn nổi bật hơn, nhưng Liêu Hồng Lôi chẳng hề hâm mộ Tiêu Thụy Dân, ai chẳng biết Liên Tín có thành tích đó là nhờ kết quả, phản bội Hàng Địch, câu kết với Cẩm Hồ, Cát Kiến Đức coi Cẩm Hồ như rắn độc. Liêu Hồng Lôi tin rằng sau khi Cát Kiến Đức cắm chắc rễ ở Hoa Hạ, thì Tiêu Thụy Dân chắc chắn là kẻ bị xử lý đầu tiên. Liêu Hồng Lôi bội phục cái gan của Tiêu Thụy Dân, cũng ngầm cười mỉa Tiêu Thụy Dân không nhìn rõ tình thế, điện tử Hoa Hạ tách khỏi bộ thông tin liệt vào Ủy ban Thương mại, Tiêu Thụy Dân xuất thân từ bộ bưu điện, sự hỗ trợ nhận được từ nhà mẹ đẻ bộ thông tin rất hữu hạn. Chỉ cần điện tử Hoa Hạ tiếp tục giữ được xu thế phát triển, duy trì được lợi nhuận, khi đó với kẻ gian xảo như Cát Kiến Đức, dùng chiến thuật ngoài thăng trong dáng, nhổ đi mấy cái gai không chịu nghe lời căn bản không phải là vấn đề. Khi nghe tin Tôn Chí Cương của Liên Tấn vào tháng 8 năm nay có tiếp xúc riêng với Cẩm Hồ, lập trường dao động, xuất phát từ tình nghĩa trước kia ở cùng Bộ Công nghiệp Điện tử, Liêu Hồng Lôi còn khuyên ông ta đừng phạm phải sai lầm không nhìn rõ tình thế. Nhưng không ngờ rằng nửa cuối năm tình thế quay ngoắt 180 độ, mạng GPRS của di động được nâng cấp trước thời hạn, đại bộ phận di động sản xuất trong nước đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi đó cự đầu di động thì liên tục đưa ra di động mới với công năng phong phú, cuộc đại chiến di động đã mở màn. Nếu như mọi người cùng thua lỗ, mọi người cùng mông trần cả thì Đông Hưng lỗ vốn cũng không tới mức ép cho Liêu Hồng Lôi không thở nổi như thế. Nhưng trên bàn còn có hai con số tài vụ khác của Liên Tín và Liên Tấn, dự đoán năm nay Liên Tín sẽ lãi gần 900 triệu, thành tích của Liên Tấn tuy có sụt giảm nhưng cũng có lợi nhuận trên 200 triệu. Dù chỉ là dự đoán, sẽ có chênh lệch với tình hình thực tế. Nhưng cũng chuẩn xác 89 phần 10 rồi. Cùng là ba cỗ xe ngựa của điện tử Hoa Hạ, thành tích cùng kỳ tương phản mạnh mẽ như thế làm sao người ta chịu nổi, đó chính là tảng đá lớn đè lên ngực Liêu Hồng Lôi. Người anh em đây trầm luân trong bể khổ, thỉnh kinh từ lão ca đây. Nhớ tới động tác nửa đầu năm của Liên Tấn, Liêu Hồng Lôi gọi điện cho Tôn Chí Cương. Trong mắt kẻ nào đó tôi đã là phần tử phản động, còn khó sống hơn cả anh. Anh nói thế làm tôi phải đỏ mặt đấy. Tôn Chí Cương hình như đang họp, từ trong điện thoại có thể nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện, giọng quen quen, loáng thoáng còn nghe thấy Tôn Chí Cương nhắc tới tên mình với người kia. Nếu như anh rảnh rỗi, lại không sợ ai đó không vui, thì tôi đợi anh ở biệt thự trong rừng ở trấn Hương Lâm. Tôn Chí Cương báo một cái địa chỉ rồi cúp điện thoại. Liêu Hồng Lôi biết đó là chỗ ở của ai, do dự một lúc rồi hạ quyết tâm, một mình lái xe tới tiểu trấn Hương Lâm, rẽ vào biệt thự trong rừng. Xuống xe thấy trong sân có mấy cỗ xe khác, có thể đoán ra những ai ở trong biệt thự. Liêu Hồng Lôi được nhân viên công tác mời vào trong nhà, những nhân vật ngồi trong đại sảnh, trừ mỹ nữ giám đốc của Cao Khoa KV làm người ta hơi bất ngờ, thì những nhân vật trọng yếu của sản nghiệp di động trong nước Trương Khắc, Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Tôn Chí Cương đều đông đủ, không khác bao so với suy đoán của ông ta lúc ở trong sân. Không ngờ vừa chào hỏi xong ngồi xuống. Ngay câu đầu tiên Trần Tín Sinh nơi với Tiêu Thụy Dân đã làm Liêu Hồng Lôi cả kinh. Liên quan tới kỹ thuật độc quyền di động âm nhạc màn hình màu và tích hợp FM, sau Tết Cẩm Hồ có thể thông qua hiệp hội cấp quyền cho xí nghiệp thành viên phù hợp với yêu cầu, một số linh kiện quan trọng do Cẩm Hồ trực tiếp cung cấp. Di động âm nhạc màn hình màu của Cẩm Hồ có thể nói là đại biểu kiệt xuất nhất trong phân khúc di động cao cấp trong nước hiện nay, màn hình màu SNT cùng với kỹ thuật tích hợp âm nhạc. Cho dù phóng mắt nhìn khắp toàn cầu cũng thuộc kỹ thuật hàng đầu. Liêu Hồng Lôi biết chiếc di động này của Cẩm Hồ từ lúc ra đời vào tháng 9 năm nay đã được hưởng ứng nhiệt liệt, cho dù giá bán tới 10.999 đồng, nhưng ngay tháng đầu tiên dự định bán trên 5 vạn chiếc, mặc dù vì vấn đề sản lượng của Cẩm Hồ, tháng đầu tiên chỉ cung cấp được 1 vạn chiếc, tới giờ 3 tháng trôi qua, Liêu Hồng Lôi tin rằng lượng tiêu thụ của nó dứt khoát phải hơn 5 vạn chiếc.
với chuỗi sản nghiệp của Cẩm Hồ, lợi nhuận của chiếc di động này không thấp hơn 40% giá máy, một chiếc di động trong vòng 3 tháng đem về khoản lợi nhuận 650 triệu, đúng là một con bò sữa siêu cấp, huống hồ Cẩm Hồ còn có thị phần di động tầm trung lớn hơn nữa. Chương 1346, Idea Insight. Vậy mà Trần Tín Sinh nói những kỹ thuật này đều có thể cấp quyền cho người trong nghề sử dụng, khác nào nhà nước nói với anh, ngày mai anh có thể tự in nhân dân tệ để tiêu, làm người ta không sao tin nổi. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Thụy Dân và Tôn Chí Cương không có phản ứng quá lớn, Liêu Hồng Lôi không muốn mất tư thế, cầm cốc nước lên uống, che giấu chấn động trong lòng. Thế nhưng Trương Khác ở bên cạnh bổ sung thêm một câu làm Liêu Hồng Lôi, phụt một tiếng, phun nước trong miệng ra. Theo thông lệ, Cẩm Hồ ở việc nghiên cứu kỹ thuật mới tương quan, sau một thời gian nhất định sẽ thông qua hiệp hội tiến hành cấp quyền có lựa chọn. May mà phía trước mặt không có ai, Liêu Hồng Lôi luống cuống lấy khăn tay ra lau khô, cáo lỗi ngồi lại. Tình hình đại khái là thế, một số chi tiết về phương án và yêu cầu cấp quyền cụ thể đều ở trong cuốn sổ này, rất xin lỗi, thời gian hơi gấp gáp, chỉ kịp chuẩn bị 3 cuốn, không tiện sao ra, làm phiền giám đốc Lôi mượn giám đốc Tôn để xem. Trương Khác tựa cười tựa không nhìn Lôi Hồng Lôi. Không sao, không sao, tôi mượn giám đốc Tôn xem là được rồi, không sao đâu mà. Không tiện sao ra, chỉ là nhắc nhở mình ít nhất trước khi phương án được công bố, không được tiết lộ nội dung liên quan, Liêu Hồng Lôi làm gì dám có ý kiến, liên tục gật đầu. Chỉ chuẩn bị 3 cuốn sổ, cũng có nghĩa là bản thân mình vốn không có phần ở trong cuộc hội đàm này, đoán chừng vừa rồi gọi điện thoại Tôn Chí Cương tiến cử mình với Trương Khác. Xem ra cú điện thoại này đúng là chính xác, nếu không minh ra rìa rồi. Hoặc đợi tới khi có phần của mình thì đã bị Liên Tín, Liên Tấn và Cao Khoa KV bỏ cách một quãng xa, nhưng sao Tôn Chí Cương anh không nhắc nhở người anh em này trước một tiếng. Ánh mắt u oán của tiểu thiếp chiếu tới làm Tôn Chí Cương đau đầu, vội đưa mắt ra hiệu, ý tứ là đừng có vội khóc lóc sụt sùi vào lúc này, có gì đợi khi về chúng ta sẽ nói. Tiêu Thụy Dân cầm một cuốn sổ lên, không nói nhiều, cáo từ rời đi. Tiếp đó Trần Tĩnh cầm một cuốn sổ khác cho vào túi xách tay chào tạm biệt mọi người, nhưng cô không lái xe tới, chắc là liên hệ người trong công ty tới đón rồi. Liêu Hồng Lôi cũng theo Tôn Chí Cương cáo từ rời đi. Tạm thời đừng nói vội, chúng ta đi kiếm chỗ để bàn bạc thêm. Vừa mới ra cửa, Tôn Chí Cương đã lên tiếng chặn họng, không để ý tới ánh mắt Liêu Hồng Lôi nhìn cuốn sổ như phạm nhân biệt giam 20 năm, giờ mới được nhìn thấy nữ nhân, cứ lên xe, mở máy khởi động. Liêu Hồng Lôi lái xe tới một mình, lại chẳng thể vứt xe ở đó gọi người tới lấy, dù lòng hết sức sốt ruột cũng đành quay lại xe, theo sát chiếc Mercedes của Tôn Chí Cương rời biệt thự. Lúc này tuyết ở Bắc Kinh rất lớn, tầm nhìn cực kém, xe của hai bọn họ phải giảm tốc độ xuống thật thấp, dọc đường đi chậm gì gì chẳng thấy có chỗ nào tiện để đỗ lại, kiên nhẫn lái xe, Liêu Hồng Lôi cũng dần bình tĩnh lại, Cẩm Hồ đâu phải là nhà từ thiện, với bản tính tên nhóc Trương Khác đó, ném một cái bánh to như thế tới. Khẳng định phải báo đáp không ít. Chiếc xe Mercedes đi trước nhá đèn bên, hai chiếc xe một trước một sau rẽ vão chỗ lõm bên đường cao tốc. Liêu Hồng Lôi xuống xe, chui vào xe của Tôn Chí Cương, nhìn cuốn sổ khổ A4 đặt trên bảng điều khiển, không cầm lấy xem mà lấy thuốc lá ra cho Tôn Chí Cương, rồi tự châm cho mình một tiếng. Cả hai không nói chuyện, vừa hút thuốc vừa nhìn màn tuyết mù mịt trước mắt, gạt nước quét sạch tuyết rơi trên kính chắn gió, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết trong lòng anh oán tôi, có cuộc gặp mặt quan trọng như vậy mà không cho anh biết tin trước. Rất lâu sau Tôn Chí Cương mới lên tiếng. Nếu tôi phủ nhận là tôi nói dối, nhưng vừa xong tôi đã nghĩ thông rồi, cứ nhìn xem những người tham gia cuộc tụ họp ngày hôm nay là ai, có quan hệ gì với Cẩm Hồ. Cao Khoa KV hoàn toàn do Cẩm Hồ nâng đỡ lên, Tiêu Thụy Dân vì hợp tác với Cẩm Hồ mà công khai chống đối Cát Kiến Đức. Còn anh, năm nay vì ngầm hợp tác với Cẩm Hồ ít nhiều bị Cát Kiến Đức áp chế làm khó dễ. Anh đừng có chối, cái di động có công năng của đèn pin rất được hoan nghênh ở nông thôn chẳng phải Cẩm Hồ giúp anh phát triển. Anh dám nói Thịnh Hâm không hỗ trợ anh tiêu thụ di động không? Liêu Hồng Lôi thở dài, còn tôi làm cái gì? Vì cái lão già họ Cắt đó sau tháng 8 còn ít liên lạc với anh, tôi có tư cách gì mà oán trách anh chứ? Tôn Chí Cương biết Liêu Hồng Lôi nói thật lòng, cũng là vì thời gian qua chịu nhiều áp lực sinh tâm trạng, vỗ vai ông ta, nói, lão Liêu, chúng ta đều là người trong thể chế. Nói thật tình nếu như trước kia đánh cược một chuyến như Tiêu Thụy Dân, tôi tự hỏi bản thân không thể làm được. Nhưng ít nhất tôi không thể để Liên Tín hỏng trong tay mình, nếu không làm sao có thể xứng đáng với kỳ vọng lão bộ trưởng gửi gắm chúng ta khi từ bộ đi ra. Tôi biết Đông Hưng của anh năm xưa khi gây dựng tình hình khác,
quan hệ rối rắm phức tạp trong đó làm anh bị níu kéo, phải cố kỵ suy tính nhiều hơn tôi. Nhưng mà con mẹ nó, đôi khi phải giống một nam nhân chân chính, liều mình quyết tâm làm thật tốt một chuyện, nếu không kiếp này sống uổng rồi. Những người thế hệ cũ như bọn họ, ít nhiều vẫn mang trong lòng hào khí anh hùng, lời cổ vũ hơi thô tục của Tôn Chí Cương làm máu trong người Liêu Hồng lôi nóng lên như thời thanh niên. Được, chuyến này tôi nghe anh, mau nói Cẩm Hồ định nhượng quyền những kỹ thuật này thế nào. Tôn Chí Cương đem phần Liêu Hồng lôi tới muộn không được nghe kể lại. Cái gì, ở vỏ ngoài tất cả sản phẩm di động được cấp quyền kỹ thuật hạch tâm của Cẩm Hồ, và trong quảng cáo các loại sản phẩm liên quan, đều phải có dấu hiệu Idea Inside, thế thì có khác gì tự vả vào mặt mình. Mới nói tới khúc mở đầu, Liêu Hồng lôi đã nhảy dựng lên. Anh nói xem yêu cầu này liệu có làm bọn họ cảm giác tự vả vào mặt mình không? Trương Khắc nói với Tô Tân Đông ngồi ở bên cạnh, thoải mái nhấm nháp một ly Chivas pha đá, loại rượu màu vàng này làm người ta cảm giác uống vàng vậy. Yêu cầu những sản phẩm được cấp quyền thêm vào dấu hiệu Idea Inside là Trương Khắc chịu ảnh hưởng của Intel, chẳng biết từ bao giờ, tất cả máy vi tính dùng CPU của Intel đều phải theo hiệp nghị cho thêm dấu hiệu Intel Inside trên máy. Hơn nữa ở quảng cáo cũng phải thêm vào nhạc và ảnh động cố định của Intel. Nhưng chuyện này khác nhiều với yêu cầu của Cẩm Hồ, Intel không tự sản xuất sản phẩm máy vi tính hoàn chỉnh, cho nên thêm vào dấu hiệu của Intel cũng không gây xung đột với nhà sản xuất máy vi tính. Nhưng bản thân Cẩm Hồ lại là nhà sản xuất di động, giờ lại bắt các doanh nghiệp sản xuất di động khác thêm vào dấu hiệu Idea Inside, chẳng phải bắt người khác tự tát vào mặt là gì. Chắc là khó tránh được cảm giác này. Nhưng dù sao tốt hơn bị di động nước ngoài dựa vào ưu thế kỹ thuật từng bước xâm chiếm thị phần của bản thân, hiện giờ căn bản không còn thời gian cho doanh nghiệp di động trong nước thong thả phát triển kỹ thuật mới của mình, từng bước thoát khỏi lạc hậu nữa, cách làm khiến người ta thấy hổ thẹn mà đuổi theo này của Khắc thiếu gia đúng là ngoài dự liệu. Tô Tân Đông không thích rượu Tây, thích uống trà hơn, vừa thổi cốc trà cho khỏi nóng vừa nói, Tín Sinh, anh thấy ra sao? Tôi đã sớm không còn ngạc nhiên bởi những chiêu tuyệt diệu của cậu ấy nữa rồi. Hôm nay bảo không phải bảo anh tới khen tôi, muốn thực hiện được mục đích này còn không ít việc phải làm. Trương Khắc vẻ mặt thích ý, có vẻ vẫn tiếp nhận lời tán dương của Tô Tân Đông. Chương 1347, có người muốn song phi. Biết xấu hổ mà đuổi theo, chuyện này đúng là cần nghị lực lớn mới được, quá trình thống khổ này tin rằng đám người Thiêu Thụy Dân có thể chịu đựng được. Chúng ta yêu cầu nghiêm khắc xí nghiệp được cấp quyền, mỗi năm dự toán nghiên cứu không thấp hơn 10% doanh thu. Cùng với gợi ý kỹ thuật mà chúng ta cung cấp, có thể đốc thúc bọn họ nhanh chóng đề cao trình độ kỹ thuật của bản thân. Trần Tín Sinh nhìn Trương Khắc khép hờ mắt uống rượu, mỉm cười nói, Lão Tô, tôi lại cho rằng biểu hiện của Khắc thiếu gia không khéo trong lòng đang nghĩ, tôi làm nhà từ thiện, đám Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương các công đã được lợi còn ra vẻ, tôi cho tấm biến vàng lấp lánh của Ái Đạt, không thu phí sử dụng thương hiệu, đêm ngủ phải cười ra tiếng mới đúng. Trần Tín Sinh trêu ghẹo làm Trương Khắc sặc rượu. Mặt đỏ bừng, tay chỉ Trần Tín Sinh không nói lên lời. Ha ha ha, xem ra Khắc thiếu gia bị anh đoán trúng rồi. Tô Tân Đông vỗ ghế sofa cười lớn, nhưng nghĩ một lúc lại nói, có điều sinh tồn được qua quá trình thống khổ này, bọn họ không còn là thỏ nữa, mà là một bầy sói. Cho ra có thể không chỉ là một bầy sói, cuối cùng khả năng còn có một con mãnh hổ nhảy ra. Trương Khắc thở đều lại, mỉm cười nói. Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông nhìn nhau. Chớp mắt hiểu ra ý của Trương Khắc. Thằng nhóc Trương Khắc đó quá biến thái, sao dám đề xuất yêu cầu thế này, đây hoàn toàn coi nuôi chúng ta như nuôi sói mà. Nghe xong Tôn Chí Cương kể, Liêu Hồng lôi ngồi trong xe gào lên. Con người Trương Khắc cái gì không nói, riêng nhãn quang và khí phách, ở trong nước không có mấy ai bì được. Tôn Chí Cương hạ cửa sổ xe xuống, ném mấu thuốc hút xong ra ngoài, với hiện trạng di động trong nước hiện nay, không biết mình thành sói chỉ còn nước để cho người ta cắt xẻo. Nếu y không có đẳng cấp đó, Cẩm Hồ làm sao có được thành tựu như hiện nay, nhưng mỗi năm phải bỏ ra tỷ lệ lớn như thế để nghiên cứu, một khi nghiên cứu thất bại hoặc tính sai chiều hướng của thị trường, mà kỹ thuật cấp quyền nếu không có sáng tạo và nâng cấp, tối đa chỉ có thể dùng 2 năm, đây đúng là cách làm không thành công cũng thành nhân. Liêu Hồng lôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại đau đầu nói, cứ như thế, 15 doanh nghiệp di động trong nước, trừ Cẩm Hồ ra, cuối cùng còn mấy nhà sinh tồn nổi. Anh nhìn ngành nghiệp đầu đĩa hiện nay đi, khi xưa đổ xô nhau lập hạng mục này, hiện thực sự sống sót được có mấy nhà. Tiêu Vương 97 Khoa Vương, Tiêu Vương 99 bộ cao tới nay được bao nhiêu phân ngạch thị trường. Chỉ có xí nghiệp nắm giữ kỹ thuật hạch tâm thực sự mới có sự phát triển lâu dài.
Tôn Chí Cương hiển nhiên có tầm nhìn hơn vị đồng môn của mình. Những cái đó tôi đều biết, nếu chẳng phải năm 99 bộ thông tin một lần phát ra 11 tấm giấy phép, làm cả đống người hè nhau làm di động, tình thế đã chẳng tệ như bây giờ. Nhưng anh đâu phải không biết tình hình tập đoàn, bên trên làm sao chấp nhận điều kiện này được. Hiệp nghị này còn thương lượng và điều chỉnh, hiện không cần nghĩ tới nó, chúng ta bây giờ có một công tác chuẩn bị trọng yếu phải làm trước mới được. Tôn Chí Cương ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vô lăng, cần phải tìm Tiêu Thụy Dân cùng ngồi xuống thương lượng thật kỹ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Chí Cương là Liêu Hồng Lôi đoán ra đại khái việc gì, nghĩ tới lúc đó mình phải đưa ra lựa chọn, nhất thời lại có chút lo được lo mất. Mặc dù mỗi lần trước khi cấp quyền kỹ thuật mới, đều có kỳ hạn bảo hộ, nhưng cảm giác dồn ép này, tôi nghĩ cũng cảm thấy khó ở thay cho Lão Đinh, có lẽ phòng thực nghiệm sẽ chửi chúng ta là đổ bại gia tử. Chuyện cần giao lưu cơ bản đã xong, Tô Tân Đông và Trần Tín Sinh trong tay đều có cả đống việc phải làm, đứng dậy chuẩn bị cùng cáo từ. Theo dự đoán sản nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, 2 năm tới là thời phát triển bùng nổ của thị trường di động trong nước. Di động sản xuất trong nước nếu không đứng vững chân ở thời kỳ quan trọng này, chiếm lấy phân ngạch thị trường, vào thời kỳ lợi nhuận mỏng hơn, căn bản không thể sinh tồn được. Trần Tín Sinh nói, đây là thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, tin rằng thế nào cũng có người hiểu ra. Nếu để đám cự đầu di động nước ngoài lợi dụng ưu thế kỹ thuật sử dụng chiến thuật biển người loại bỏ hết các doanh nghiệp sản xuất di động trong nước ra khỏi cuộc chơi, Cẩm Hồ tuy có thể trụ lại được, nhưng lúc đó một tay vỗ không kêu, đám cự đầu nước ngoài nếu muốn loại bỏ một mình Cẩm Hồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên Cẩm Hồ mới muốn nuôi lên một bầy sói để đánh lại đám hổ báo hải ngoại, san sẻ phần nào áp lực cho mình, còn về phần nuôi hổ gây họa, thì không phải lo. Doanh nghiệp trong nước hiện chưa đủ lực thành đối thủ của Cẩm Hồ, ít nhất trong vòng 5 năm tới là thế. Phù hợp với lợi ích quốc gia, phù hợp với lợi ích dân tộc, nhưng càng phù hợp với lợi ích của bản thân, đó chính là cách làm nhất quán của Trương Khác. Có những việc cho dù không được người ta hiểu thì vẫn phải làm. Trương Khác đứng dậy tiến chân bọn họ, biết các anh đều là người bận rộn, tôi không giữ các anh ở lại ăn cơm nữa. Nghe nói trong tiểu trấn Hương Lâm có nhà hàng Pháp không tệ chút nào. Ánh mắt Trần Tín Sinh như vô tình liếc qua biệt thự liền kề bên cạnh. Tô Tân Đông đứng bên cạnh mặt nghiêm túc tỏ vẻ hết sức tán thành. Nhà hàng Pháp đó cứ tạm nhớ kỹ đã, bữa tiệc kiểu Pháp chính tông đợi chuyến đi Hong Kong lần này tôi sẽ mời các anh. Trương Khác chắp tay cáo tội, phụng trộm bị người ta phát hiện bắt chẹt, cấp dưới quá thông minh đôi khi làm người ta đau đầu. Nhìn hai chiếc xe biến mất trong gió tuyết, Trương Khác quay vào trong lấy áo khoác, rồi đi thẳng sang biệt thự sát bên. Chị Vãn Tình, kiến trúc ở đây rất đẹp, quy hoạch tiểu khu và cảnh sắc xung quanh cũng không tệ, em muốn mua một cái ở đây. Trần Tĩnh nhìn thấy Trương Khác đi vào, nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Nói chuyện gì với chị Vãn Tình mà kích động thế? Trương Khác ngồi xuống bên Trần Tĩnh, thấy trên má cô còn hồng hào vì phấn khích chưa tan hết. Nói biệt thự ở đây rất đẹp, em cũng định mua một cái làm hàng xóm với chị Vãn Tình. Trần Tĩnh mân mê chiếc di động trong tay, cười tủm tỉm. Không nói cho y biết nguyên nhân thực sự làm cô đỏ mặt. Trước khi gọi điện cho Tạ Vãn Tình, Trần Tĩnh còn gọi một cú điện thoại cho Úc Bình, nói cho Úc Bình đại khái nội dung hợp tác lần này. Úc Bình hưng phấn reo ầm lên, Trần Tĩnh, tiểu nam nhân của cô thật là đáng yêu, chỉ cần cô không phản đối, chỉ cần cậu ta muốn chúng ta cùng song phi, tôi cũng sẵn lòng. Chị muốn làm trâu già gặp cỏ non liên quan gì tới tôi, đừng có mà kéo tôi vào. Trần Tĩnh thẹn tới nóng bừng mặt, phản kháng yếu ớt. Cô biết một số biến hóa của mình gần đây sớm bị Úc Bình từng trải nhìn ra, chỉ là chiếu cố tới thể diện của cô nên không nói ra, lúc này kích động lên quên cả cố kỵ. Còn may Tạ Tử Gia chưa từng trải chuyện nam nữ, chỉ hay truy hỏi mình gần đây dùng phấn trang điểm gì mà mặt sáng hồng khác thường, nếu để tiểu ma nữ đó biết được mối quan hệ giữa mình và Trương Khác, sẽ rất đau đầu, cô cũng lờ mờ đoán được chút tâm sự của Tạ Tử Gia. Nhắc Úc Bình tạm thời không nên để tin tức này lộ ra ngoài, Trần Tĩnh vội vàng cúp máy. Nếu không chẳng biết Úc Bình còn nói ra những lời lớn mật gì nữa. Trương Khác có sức tưởng tượng tới đâu cũng không đoán ra được có người hẹn Trần Tĩnh cùng mình song phi. Chúng ta tới nhà hàng Pháp trong tiểu trấn ăn cơm đi, nơi đó có món Pháp chính tông, còn ngon hơn mấy nhà hàng ở Hong Kong nhiều. Trương Khác nắm tay Trần Tĩnh kéo Tĩnh lên từ ghế sofa, khoác áo vào cho cô, ăn cơm xong anh đưa em ra ga, anh đặt phòng bao cho em rồi, trời tuyết thế này đi tàu hỏa an toàn hơn. Chương 1348, ăn thịt người không nhả xương. Trần Tĩnh ngồi bên cửa sổ phòng nhỏ trên tàu, nhớ lại cùng Trương Khác ăn cơm xong, đưa mình tới tận phòng, bố trí xong xuôi ổn thỏa rồi mới đi,
quan tâm ân cần như thế, làm trong lòng cô ngọt lịm tới tận bây giờ, có lẽ chính vì thế mà mình như con thiêu thân lao mình vào lửa, yêu y hết mình không để ý bên cạnh y đã có rất nhiều nữ nhân, cuối cùng không rút mình ra được nữa. Nhìn qua cửa kính, bầu trời chỉ còn lại những bông tuyết thưa thớt, không biết tuyết nhỏ đi từ khi nào. Chiếc tàu hỏa chạy về phía nam chậm chậm khởi động, Trần Tĩnh ở một mình trong phòng, lúc này mới tĩnh tĩnh suy nghĩ tới ảnh hưởng hành động lần này của Cẩm Hồ mang lại. Trần Tĩnh tất nhiên biết rõ hơn Liêu Hồng Lôi, chiếc di động âm nhạc màn hình màu của Cẩm Hồ, trong thời gian chừng 3 tháng qua, cộng cả ở thị trường Hong Kong và hải ngoại, thực tế lượng tiêu thụ đã hơn 20 vạn chiếc, lợi nhuận gần 1 tỷ, tương đương với lợi nhuận toàn năm của nghiệp vụ đầu đĩa ái đạt năm 96. Cao Khoa KV là xí nghiệp tư nhân, chỉ cần vài cổ đông cùng đồng ý, là lập tức có thể ký hiệp nghị tiếp nhận cấp quyền kỹ thuật rồi, không có quá nhiều vấn đề, thậm chí sau khi ký hiệp nghị không lâu là có thể đưa ra di động của mình. Nhưng những xí nghiệp quốc hữu như Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng, cho dù giám đốc công ty có chấp nhận hiệp nghị cấp quyền, trước khi ký hiệp nghị còn có rất nhiều công tác phải làm, có rất nhiều người phải thuyết phục. Đó là nguyên nhân hôm nay đề xuất phương án hợp tác, nhưng phải kéo dài tới tận qua Tết âm lịch mới chính thức ký hiệp nghị. Gần đây ở cùng với chương khác, Trần Tĩnh được xem một báo cáo dự đoán sản nghiệp di động của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, báo cáo dự đoán thị trường di động trong nước đang nghênh đón kỳ bùng nổ. Nhưng với tình hình xí nghiệp sản xuất di động trong nước hiện nay, kỹ thuật quá yếu mà không nắm bắt được cơ hội. Nghiêm trọng hơn, thậm chí trước khi tới thời kỳ lợi nhuận mỏng đi, sẽ vì thua lỗ lớn mà liên tục bị cự đầu di động nước ngoài đuổi khỏi thị trường. Đó là nguyên nhân vì sao lựa chọn thủ đoạn phi thường như thế nâng cao trình độ kỹ thuật trong nước. Không cầu kiếm lợi nhiều nhất, mà nguyện ý giúp đỡ đối thủ cạnh tranh cùng nắm được cơ hội khi thời cơ tới, từ đó khiến cả sản nghiệp phát triển khỏe mạnh. Có lẽ chính vì sự khác người đó mới khiến mình yêu một cách mù quáng như cô thiếu nữ ngây thơ, hoàn toàn không để ý tới hiện thực tình yêu này mãi mãi không được hưởng thụ ảnh mặt trời. Trần Tĩnh nhìn ảnh phản chiếu bản thân trong kính cửa sổ, miệng mang nụ cười dịu ngọt, như cô thiếu nữ mới yêu đắc ý vì đoán trúng tâm tư người trong lòng. Có lẽ cũng chính vì Trương Khắc sức hút ấy của Trương Khắc cho nên Úc Bình mới không kìm được nói muốn cùng mình và anh ấy song phi, đó chỉ là một câu nói đùa trong lúc quá vui mừng thôi sao. Trần Tĩnh đột nhiên có một loại kích động muốn về kiến nghiệp tìm Úc Bình hỏi trước mặt đó có phải là một lời nói đùa, hay trong lòng thực sự có suy nghĩ như thế. Không biết cùng cô ấy và Trương Khắc song phi, cảm giác sẽ như thế nào. Trần Tĩnh bị suy nghĩ hoang đường lớn mật của mình làm giật mình, gò má trên cửa kính đỏ dư. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có giọng nói trầm trầm, cảnh sát kiểm tra đột xuất, mời hành khách mở cửa phối hợp. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tĩnh hít sâu một hơi, làm cảm xúc lắng lại, đi ra mở cửa phòng bao, nhìn rõ người đứng bên ngoài, che miệng mừng rỡ reo lên, á! Sao lại là anh? Dự báo thời tiết nói ngày mai Bắc Kinh khả năng có bão tuyết, chuyến bay của anh tới Hong Kong bị hoãn, cho nên anh định ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp rồi mới bay sang Hong Kong, cũng là một chủ ý không tệ. Trương Khắc đứng nghiêng người dựa vào bên cửa, bắt chước tư thế trong một bộ phim kinh điển nào đó, bất mà không ngờ, kinh mà không ngạc. Trần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khắc, mấy giây sau mới nhào tới ôm chặt lấy y, hai tay siết thật chặt, đầu dựa lên vai y, nhắm mắt lại như muốn hòa vào cơ thể y làm một, đôi môi nóng bỏng ghé sát vào tai y, giọng mê say, có phải anh nhất định muốn từng bước nuốt chửng cả trái tim, linh hồn lẫn xương cốt của em không còn lại chút nào mới cam tâm không hả? Một vấn đề triết lý nhân sinh nghiêm túc như thế, hay là chúng ta vào bên trong rồi hẵng thảo luận? Mặc dù lối đi rất ấm áp, Trương Khắc vẫn toát mồ hôi lạnh. Sao mấy nữ nhân của mình quan điểm ở phương diện này lại nhất trí kinh người như thế? Địch Đan Thanh cái lần bị cảm cũng nói những lời không khác là bao. Trần Tĩnh mở mắt ra, qua vai Trương Khắc nhìn thấy cuối lối đi, Phó Tuấn và mấy vệ sĩ đang hút thuốc, đang đồng loạt quay mặt đi, tức thì gò má đỏ bừng. Trần Tĩnh chẳng biết số lần đỏ mặt trong mấy năm qua có nhiều bằng mấy ngày vừa rồi ở bên Trương Khắc hay không. Vội vàng vào phòng bao. Trần Tĩnh cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện tình cảm không kìm nén được với Trương Khắc trước mặt người khác, xoay người đi nhìn ra cửa sổ, lúc này bên ngoài đã là thế giới tĩnh mịch bao phủ trong màn tuyết trắng, tuyết rơi mấy ngày cuối cùng đã ngừng, trận tuyết mùa đông đầu tiên của kiến nghiệp kết thúc đêm nay. Đóng cửa phòng bao lại, Trương Khắc ôm lấy cơ thể mạn diệu của Trần Tĩnh, áp sát cặp mông tròn của cô, ngậm lấy vành tai non mịn, chúng cùng tới Bắc Kinh, sao anh nỡ để em trở về một mình. Đây chính là kết quả cuối cùng. Chẳng lẽ hội trưởng lý của các vị không rõ làm như thế sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới Samsung hay sao?
chỉ tá Tú Tàng cực lực khống chế lửa giận trực lấn át lý trí mới không xé nát bức thư trong tay, mỹ nhân mà mình chờ đợi tới tận 10 năm, chẳng lẽ từ nay cùng mình vô duyên vô phận. Cho dù có đọc tin bài liên quan tới bông hoa Hàn Quốc và người tình Trung Quốc, chỉ tá Tú Tàng cũng không cho rằng Lý Hinh Dư và tên nhãi Trung Quốc kia có kết quả gì, cuối cùng cô phải nghe theo sắp xếp của cha ngoan ngoãn gả vào nhà chỉ tá. Không ngờ hôm nay Lý Tại Thù đại biểu Lý Kiện Hy tới thăm giữa đêm khuya, đề xuất giải trừ hôn ước giữa hai nhà, nếu chẳng phải có bức thư do chính tay Lý Kiện Hy viết, hắn còn hoài nghi, Lý Tại Thù đã bị Trương Khác mua chuộc. Hội trưởng vì việc này bày tỏ áy náy sâu sắc với anh. Lý Tại Thù đứng thẳng dậy trên chiếc giường thấp kiêu nhật, khom mình thật sâu biểu thị xin lỗi xong ưỡn thẳng lưng, bình thản nói, còn về phần hậu quả nó gây ra, Samsung sẽ một mình gánh chịu, không cần anh Tú Tàng phải nhắc. Samsung sớm đã có xung đột lợi ích cực lớn với Sony, Panasonic những xí nghiệp hạch tâm của Mitsui ở mảng điện tử gia dụng, đồng thời cùng với việc Samsung đem chủ yếu tinh lực vào nghiệp vụ số hóa sản phẩm điện tử, va chạm với xí nghiệp Nhật Bản vốn đang là ông vua ở sản nghiệp này càng lúc càng trở nên quyết liệt. Trước đó tất cả mâu thuẫn đều vì hôn ước giữa chỉ tá Tú Tàng và Lý Hinh Dư được cố ý áp chế và làm nhạt đi. Lý Tại Thù hiểu quan hệ hợp tác yếu ớt giữa Samsung và Mitsui giờ đã đổ vỡ. Hắn không cần phải vì lợi ích của Samsung mà hạ mình với chỉ tá Tú Tàng như trước kia nữa. Chương 1349, biến thái. Thái độ cứng rắn của Lý Tại Thù khiến một bụng lửa giận của chỉ tá Tú Tàng đông cứng lại, hắn được chuẩn bị thành nhân vật lãnh đạo nhà chỉ tá thế hệ tiếp theo, sẽ không để tình cảm cá nhân làm hoàn toàn mất lý trí. Mặc dù quai hàm bành ra, ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập có thể nghe rõ trong gian phòng yên tĩnh, nhưng kích động dần bị trấn áp. Nếu vì thế hoàn toàn trở mặt với Samsung sẽ không phù hợp với lợi ích của Mitsui. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, Samsung đang triển khai cạnh tranh toàn diện với Sony, Panasonic, nhưng ở thị trường Trung Quốc mà hắn phụ trách, Mitsui và Samsung cùng đối diện với một kẻ địch hùng mạnh là Cầm Hồ, Samsung biểu hiện không tệ ở nơi này vẫn còn có giá trị lợi dụng nhất định. Chỉ tá Tú Tàng trấn tĩnh lại, cầm chén nước lên uống một ngụm, cố gắng dùng ngữ khí bình thường, chuyển đề tài. Hôm qua tên đó và Mỹ nữ giám đốc của Cao Khoa KV cùng tới Bắc Kinh, tiếp đó gặp mặt đám Tiêu Thụy Dân và Tôn Chí Cương, anh Lý có cái nhìn thế nào về sự kiện ấy? Thái độ của chỉ tá Tú Tàng đột ngột mềm xuống, làm Lý Tại Thù bất giác nhớ tới khi hắn nhận lá thư này, chú hắn Lý Kiện Hy có nói, Samsung lấy vượt qua Sony làm mục tiêu, không sợ triển khai cạnh tranh toàn diện với họ, nhưng ở thị trường Trung Quốc, Mitsui và Samsung có cùng lợi ích và cùng kẻ địch, chỉ tá Tú Tàng sẽ nhìn thấy điểm này. Trừ Cẩm Hồ, Cao Khoa KV và mấy xí nghiệp của Hoa Hạ, những doanh nghiệp sản xuất đi động Trung Quốc năm nay đa phần sẽ lỗ vốn, năm sau tình thế sẽ làm khốn cảnh của những doanh nghiệp này càng thêm nghiêm trọng, đoán chúng vì thế mà bọn chúng ngồi lại với nhau bàn đối sách. Trở mặt với chỉ tá Tú Tàng hiển nhiên không phải là cách làm sáng suốt, Lý Tại Thù cũng hòa hoãn ngữ khí, di chuyển chủ đề. Ưu thế tích lũy kỹ thuật thời gian dài càng về sau càng thể hiện rõ trong cạnh tranh, Cẩm Hồ mới thành lập 7 năm. Tích lũy kỹ thuật không đủ ứng phó với cạnh tranh lâu dài, chẳng lẽ y cho rằng quy tụ đám tàn binh bại tướng kia lại là có thể thay đổi cục diện bản thân đơn độc tác chiến, làm bản thân trở nên cường đại hay sao? Chỉ tá Tú Tàng cười lạnh đầy khinh miệt. Có lẽ bọn chúng sẽ có động tác lớn nào đó. Lý Tại Thù không cho rằng mấy doanh nghiệp di động ưu tú bản địa Trung Quốc lần này bí mật tu hội, không đơn giản chỉ là kết minh, hợp tác. Về mặt đánh giá Trương Khác dù sao chỉ tá Tú Tàng khó tránh nổi thành kiến và cảm tính còn hắn tỉnh táo hơn một chút. Từ biệt thự chỉ tá Tú Tàng đi ra, vào trong xe, Lý Tại Thù gọi điện cho Kim Nam Dũng đang ở kiến nghiệp, với hệ thống tình báo của chỉ tá Tú Tàng thì đáng lẽ hắn phải sớm biết Trương Khác đưa Lý Hinh Dư từ Seoul đi từ lâu rồi mới phải, tất nhiên hành động đó cũng phải có sự cho phép của Lý Kiện Hy, nhưng hôm nay vẫn tỏ ra không kiềm chế được lửa giận, có lẽ phải có sự kiện khác kích thích hắn. Hôm nay có tin tức gì liên quan tới Cẩm Hồ không? Lý Tại Thù hôm nay mang thư của Lý Kiện Hy từ Seoul bay sang Tokyo, cho nên không biết chuyện xảy ra trong ngày. Hôm nay chính phủ Trung Quốc đưa ra một nghị quyết thúc đẩy cải cách nhà ở thương phẩm, tiến thêm một bước thừa nhận địa ốc trở thành sản nghiệp mang tính trụ cột của kinh tế quốc dân. Viện nghiên cứu lập tức đưa ra kết luận, cho rằng điều này sẽ khiến chính phủ địa phương các cấp của Trung Quốc ra sức phát triển địa ốc, từ đó thúc đẩy sản nghiệp đầu nguồn như sắt thép, xi măng phát triển. Có lẽ chỉ cần chưa tới một năm nữa, giá cả vật liệu như quặng sắt sẽ tăng vọt, nghênh đón một chu kỳ phát triển mới của sản nghiệp. Giọng Kim Nam Dũng rất là mất tinh thần. Chẳng lẽ nhãn quang của y lại chuẩn xác như thế, từ hơn một năm trước đã dự đoán biến hóa hôm nay,
cho nên khi sản nghiệp khoáng thạch ở thời kỳ đáy vực không nhìn thấy chút hy vọng nào, khi tài chính của Cẩm Hồ eo hẹp, đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào khai khoáng ở Perth, sơ bộ kiến lập lên một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh từ thăm dò, khai thác, vận tải đường sắt cho tới viễn dương. Tính toán của người này không phải có thể lấy con mắt người bình thường ra để suy đoán, Cẩm Hồ một ngày tiến ngàn dặm đều là do y. Trong đầu Lý Tại Thù loáng lên đánh giá của Lý Kiện Hy sau khi gặp Trương Khác ở Seoul, đánh giá này làm hắn cảm thấy hết sức thất bại, Cẩm Hồ do Trương Khác lèo lái chẳng lẽ thực sự không thể đánh bại. Chuyện liên quan tới phương diện sản nghiệp quặng sắt, Chí Tá Tú Tàng sẽ càng bận lòng hơn phía chúng ta, Mitsui hẳn sẽ có hành động ứng phó. Còn phía Samsung chúng ta cũng phải đẩy nhanh bước tiến, công tác phát triển di động mới nhất này phải chắc chắn hoàn thành trong thượng tuần tháng 1, cuối tháng 1 phải chuẩn bị đầy đủ để đưa sản phẩm mới hoàn toàn ra thị trường, bắt kịp mùa mua sắp trước Tết của người Trung Quốc. Cho dù cách xa hàng vạn dặm, Lý Tại Thù vẫn nghe ra được cảm giác thất bại sa sút của Kim Nam Dũng, hắn hoàn toàn cảm thông được, đó chính là cảm giác của hắn hiện tại, nhưng là người nắm quyền, không thể không phấn chấn tinh thần an ủi và khích lệ cấp dưới. Bằng vào chiếc di động mới mang kỹ thuật mới nhất này, Samsung nhất định tỏa ánh hào quang rực rỡ, ở thị trường di động Trung Quốc, sẽ không còn là sân chơi của một mình Cẩm Hồ nữa. Xin chuyên vụ cứ yên tâm, tôi sẽ đốc thúc cơ cấu nghiên cứu tăng cường tiến độ, dứt khoát đảm bảo di động mới đưa ra thị trường vào cuối tháng. Trọng điện thoại ngữ khí của Kim Nam Dũng cũng lộ ra vài phần hưng phấn, giống như Lý Tại Thù, lòng tràn ngập niềm tin tất thắng vào lần ra mắt sản phẩm mới này. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp tới Hong Kong, đến hiện trường xem lễ giới thiệu di động của Cẩm Hồ ở đó, phương án và kế hoạch đưa sản phẩm mới ra thị trường, đành nhờ cậy vào anh. Lý Tại Thù gập máy, ra hiệu lái xe rời khỏi tòa nhà cổ kính này. Chỉ tá Tú Tàng đứng trong bóng tối bên cạnh cửa sổ, cho tới tận khi chiếc Mercedes hành chính của Lý Tại Thù rời khỏi cổng chính mới bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn chiếu lên người hắn, lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo tột độ, làm khuôn mặt vốn đẹp trai của hắn trở nên xấu xí và khủng bố. Hắn siết chặt tay, đấm mạnh lên cửa sổ bằng gỗ lim phát ra tiếng va chạm lớn, cùng tiếng gầm xen lẫn đau đớn và thù hận. Chỉ tá Tú Tàng mở toang cửa bỏ đi, không để ý tới đóng cửa lại. Làm gió lạnh ùa vào thổi tung những tờ giấy ở trên giường thấp, trong bóng tối trông như những con bướm trắng đang bay múa. Trong phòng ngủ tầng 2 đèn vẫn sáng, trên chiếc giường lớn màu đỏ thắm, một cơ thể trần truồng trắng như tuyết nằm ở đó, mái tóc đen nhánh tán loạn, che đi nửa bên mặt, chỉ thấy nửa còn lên với đường nét cực kỳ mềm mại dịu dàng, chiếc múi xinh nhỏ nhắn, cặp môi hồng nhuận ướt cát, cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp đó run run theo nhịp thở. Làm người ta kinh ngạc nhất là cô gái đang trong giấc mộng đó giống Lý Hinh Dư vô cùng, hai bầu vú quá khổ cũng không kém chút nào, chỉ có điều cô gái này vóc dáng nhỏ nhắn chứ không cao ráo như Lý Hinh Dư. Chỉ tá Tú Tàng cởi chiếc áo tắm rộng thùng thình kiểu Nhật, để thân trần lặng lẽ đứng bên giường, nhìn mỹ nữ cực phẩm khuôn mặt thiên sứ ngọt ngào, hai bầu vú nóng bỏng làm người ta phun máu mũi, cặp chân dài miên man, khu rừng rậm rạp đen xì. Đó là vật thay thế mà hắn tốn không biết bao công sức tìm kiếm. Từng mang lại cho hắn sự thỏa mãn dị dạng, nhưng lúc này lại khiến hắn cảm thấy sỉ nhục tột độ, không kiềm chế được cơn giận như núi lửa phun trào. Đứa con gái đê tiện, dám khiến ta phải nhục nhã ê chề như thế, dám nhào vào lòng thắng khốn kiếp đó. Chỉ tá Tú Tàng không hề thương xót nắm lấy bàn chân nhỏ của cô gái kéo tới bên giường, gác hai chân cô gái lên vai mình, điều chỉnh góc độ rồi thình lình đâm thẳng vào chỗ non mềm nhất của người phụ nữ, bắt đầu ra sức nhấp mạnh, tao chơi chết mày đứa con gái đê tiện. Cô gái đang ngủ bị cơn đau khủng khiếp đánh thức, nhìn thấy khuôn mặt như ác quỷ, tức thì rơi vào khủng hoảng, hoàn toàn không tiếp thụ được nam nhân vừa rồi ôn nhu hoan ái với mình trở nên bạo ngược, như thế thậm chí gần như biến thái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1350, Mỹ Nhân Công Sở. Kết thúc thi cuối kỳ Trương Khác và Đỗ Phi bay sang Hong Kong, vì không để ảnh hưởng tới Tôn Tĩnh Hương dưỡng thai. Hội nghị 29 người năm nay tổ chức ở Hong Kong, 10 giờ 30 phát sáng xuất phát, chuyến bay từ quốc tế từ Kiến Nghiệp tới Hong Kong hạ cánh đúng giờ. Vài phút sau Trương Khác, Đỗ Phi và Phó Tuấn xuất hiện ở lối đi nhập cảnh, từ xa xa đã thấy Đường Thanh đứng trên cùng trong đám đông đón người, hưng phấn vẫy tay với mình. Đường Thanh đã thực tập ở quỹ trợ học ái đạt được gần 2 tháng, cô thay đổi trang phục thiếu nữ thanh xuân trước kia, mái tóc dài rợn sóng được quấn chỉnh tề sau đầu. Lộ ra chiếc đầu nhỏ nhắn và chiếc cổ ngọc thon dài, lông mi được trang điểm tỉ mỉ, môi tô son, người mặc trang phục công sở màu xanh thẫm, trong là chiếc áo sơ mi trắng nổi bật đồi ngực nảy nở vun tròn khiến người ta mê đắm, ngoài là chiếc áo khoác xanh da trời dài tới gối,
để lộ cặp chân nhỏ nhắn đi tất lụa đen, hoàn toàn thành mỹ nhân văn phòng rồi. Không biết đã làm bao nhiêu anh chàng đồng nghiệp phải điên đảo thần hồn. Đứng ở bên cạnh là Trần Phi Dung kiều diễm như hoa, cả hai mặc trang phục công sở cùng loại cùng màu, trông xa xa như một đôi hoa tỉ muội mọc từ một gốc. Ở đằng sau hai cô gái là đám Diệp Kiến Bân, Dương Vân, cùng tới sân bay đón Trương Khác. Cô bé con cuối cùng đã thành nữ nhân thành thục rồi. Ôm Đường Thanh vào trong lòng, Trương Khác khẽ vuốt ve vòng eo mềm của cô, ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên người, nhớ lại người thương mãi mãi mất đi kiếp trước, y đã bao giờ được nhìn cô trong trang phục thế này, đột nhiên vành mắt cay cay, hai tay ôm lấy khuôn mặt giai nhân, nhìn đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ làm y say mê, vẻ thẹn thùng mang theo tình yêu sâu đậm, hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận mỏng manh như cánh hoa. Có lẽ là tâm linh tương thông giữa tình nhân, Đường Thanh cảm nhận được tâm tình lúc này của Trương Khác, không thẹn thùng vùng ra, mà ôm lấy cái lưng gầy của y, nhắm mắt lại cảm thụ ái tình truyền qua đôi môi. Khụ khụ, Diệp Kiến Bân ho khan vài tiếng rất không đúng thời điểm, làm đôi tình nhân đang chìm đắm trong thế giới riêng giật mình tỉnh dậy. So với Trương Khác coi Diệp Kiến Bân như không khí thì Đường Thanh lại xấu hổ gỡ tay Trương Khác ra, nấp sau lưng Trương Khác, ôm lấy một cánh tay y, che đi nửa khuôn mặt đỏ hồng. Chị Tĩnh Hương sắp tới kỳ sinh nở rồi, anh Diệp sao còn rảnh rỗi tới đón tôi thế này? Dương Vân xuất hiện ở đây thì Trương Khác còn hiểu, nhưng Diệp Kiến Bân tới đây khiến y lấy làm lạ. Sắp cũng gần một tháng nữa Tĩnh Hương mới sinh vậy mà mọi người đã cuống cả lên bắt cô ấy vào bệnh viện ở rồi, nói sinh con đầu lòng khả năng sớm hơn dự tính, cho nên cần chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào, có cả đống người vây quanh, tôi trông mà còn đau đầu thay cho cô ấy, nên ra ngoài cho thoáng khí. Diệp Kiến Bân nói thế nhưng miệng thì cười tâu tuét hạnh phúc, làm Trương Khác không khỏi nghĩ, hắn tới đây là để khoe với mình, tôi sắp làm cha rồi. Cảm giác làm cha thế nào? Trương Khác hai kiếp làm người cũng chưa được cảm thụ, nhưng nhận ra được niềm vui lúc này của Diệp Kiến Bân, tin rằng bất kể là sinh con trai hay con gái, hắn cũng coi đó như châu báu. Nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Diệp Kiến Bân không sao tắt nổi, Trương Khác chơi ác hỏi, chị Văn Di đang ở cùng chị Tôn à? Thấy nụ cười Diệp Kiến Bân cuối cùng cũng méo đi, Trương Khác mới cười vui vẻ. Diệp Kiến Bân trả lời, Văn Di dù sao cũng không tiện ở bên này, cô ấy về Bắc Kinh rồi, đợi khi em bé sinh mới tới. Chỉ là lễ giới thiệu sản phẩm thôi, cần gì tôi góp ý chứ? Ngồi máy bay cả ngày đau đầu lắm rồi, đừng áp bức tôi như thế. Nhìn thấy Dương Vân đi tới mở miệng ra định nói, Trương Khác khoát tay chặn hỏng hắn, làm Dương Vân cười khổ, nhưng đành thôi. Ánh mắt Trương Khác lúc này lại chuyển sang Trần Phi Dung đứng ở bên cạnh, mái tóc thẳng cũng quấn gọn gàng ra phía sau, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi mặc dù chỉ cởi chiếc cúc trên cùng, để lộ ra một chút xíu làn da trắng mịn, nhưng đủ làm người ta tơ tưởng liên miên, áo trắng phập hồng nổi bật bầu ngực tròn tròn, vòng eo nhỏ nhắn. Mặc dù không nhìn thấy bóng lưng của cô, nhưng có thể tưởng tượng ra chiếc váy bó dài tới gối đó bọc lấy bờ mông tròn trịa. Tôn lên đường cong hoàn mỹ đầy đặn làm khiến những thiếu niên hơi kém định lực chút thôi là phải mê muội. Trương Khác nhìn như thế, làm Trần Phi Dung đỏ mặt trừng mắt nhìn y chấn áp, đi tới trước mặt Phó Tuấn, nhận lấy cặp tài liệu trong tay hắn, thân là trợ lý riêng, cầm cặp cho ông chủ cũng là công tác trong chức phận của Trần Phi Dung. Trong tay anh có máy mẫu của lần này không, lấy ra để cho tôi khoe khoang trước mặt mỹ nữ một chút nào. Rời khỏi sân bay, đi tới đội xe đỗ bên đường. Trương Khác quay đầu lại hỏi Dương Vân. Vừa vặn chỗ tôi có một cái. Dương Vân lấy từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo, mở ra đưa cho Trương Khác. Trương Khác lấy trong hộp ra chiếc điện thoại nắp gập, ấn vài nút rồi đưa cho Đường Thanh nép mình bên cạnh. Qua, nhận lấy chiếc di động, Đường Thanh nhìn màn hình thốt lên, Phi Dung, mau xem này, di động còn làm được việc này nữa. Chiếc di động này cho bạn và Phi Dung chơi đấy. Trương Khác khẽ vỗ gò má hồng hào vì hưng phấn của Đường Thanh. Tạm tha cho bạn đó, tối kể cho mình chuyện đại náo Hàn Quốc, anh hùng cứu mỹ nhân cho mình nghe, mình rất hứng thú muốn biết đấy. Đường Thanh khẽ thổi một hơi vào tai y, nói. Nhìn Đường Thanh nắm tay Trần Phi Dung chạy sang cô xe khác, Trương Khác run run sờ tai, lo lắng tối nay ở đó sẽ mất đi một ít thịt. Sau 3 ngày nghỉ năm mới, tân bí thư thành ủy Đồng Giản Niên sẽ tới nhậm chức, ông ta cấp bách thật đấy. Ngồi lên xe, Diệp Kiến Bân nói ra mục đích thực sự hắn tới đây. Cậu ở trên máy bay nên Diêu Văn Thịnh không liên lạc được, liền gọi tới chỗ tôi. Lúc này La Quân đã rời Kiến Nghiệp, theo trình tự thông thường, phải đợi Tiêu Minh Kiến rời nhiệm sở, Vương Duy Quân làm phó bí thư thành ủy kiêm thị trưởng trước, sau đó bí thư thành ủy mới tới nhậm chức, hiện Tiêu Minh Kiến còn chưa đi,
tân bí thư lại tới nhậm chức nhanh như thế, đúng là quá vội vã. Chuyện này chẳng thể nào tránh được, chúng ta không thể ngăn được, cứ mặc ông ta. Trương Khát thoải mái dựa lưng vào ghế, tựa hồ ngồi máy bay mệt thật rồi, nhắm mắt lại day huyệt thái dương, so với chuyện này tôi càng lo nghị quyết liên quan tới địa ốc đưa ra mấy ngày trước, sẽ khiến giá địa ốc các nơi tăng vọt, các nơi khác chúng ta mặc kệ, nhưng xây dựng thành phố cảng Đông Sơn phải nhanh lên, tôi thấy hiện giờ có thể công bố giá bán trước đi. Tôi dự liệu được cậu sẽ có yêu cầu thế này nên đã gọi điện cho chú cậu rồi, chỉ cần hiệp thương với phía cơ quan chức năng hữu quan bên Tân Đình là có thể công bố giá bán. Diệp Kiến Bân trầm ngâm, chỉ có điều chúng ta làm thế sợ khiến cho rất nhiều kẻ bất mãn đấy. Mặc kệ chúng, những kẻ ngứa mắt với Cẩm Hồ nhiều lắm, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, phải rồi, anh chọn tên cho con chưa? Trương Khác tựa hồ muốn gạt bỏ chuyện phiền lòng ra sau đầu, chuyển đề tài. Vốn định để Lão Gia Tử đặt tên, về sau chị Tĩnh Hương cậu chọn một cái tên, tôi thấy rất hay, Lão Gia Tử cũng công nhận chỉ có cái tên này là thích hợp nhất. Tính bất kể nam hay nữ đều sẽ dùng cái tên này. Nhắc tới con sắp ra đời, làm tâm tình Diệp Kiến Bân rất tốt. Ồ, tên gì mà làm mọi người cùng nhất trí thông qua thế? Trương Khác biết càng ở trong gia tộc lớn, đặt tên cho sinh mệnh mới càng khó khăn, thông thường chọn một cái tên phải lật xem hết cả cuốn tử điển, có khi mời mấy thầy tướng số tới tư vấn. Chương 1351, Song Phi là bá đạo, Tam Phi là vương đạo. Diệp Đinh Hương, Diệp Kiến Bân ngừng cười. Nghiêm túc nói, con của chúng tôi sẽ lấy tên là Diệp Đinh Hương. Diệp Đinh Hương, đúng là không có một cái tên nào thích hợp hơn nữa. Trương Khác nhẩm lại một lần, biết chúng tôi, mà Diệp Kiến Bân nói ở đây không phải là hai người, mà là ba người, cho nên Diệp Đinh Hương không phải là cái tên hay nhất, nhưng lại là cái tên thích hợp nhất. Nhưng thoáng cái Trương Khác lại cười phá lên, cười thiếu chút nữa ngã lăn xuống ghế, làm Diệp Kiến Bân chẳng hiểu ra làm sao. Ngay Phó Tuấn ngồi ghế phụ lái không hiểu chuyện gì cứ quay đầu lại suốt. Bất kể Diệp Kiến Bân truy hỏi như thế nào, Trương Khác chỉ ôm bụng cười suốt. Diệp là cái lá, trong nhà có hai đóa hoa mỹ nhân, một đóa rực rỡ là hoa đinh, một đóa thanh lệ là hoa hương, sinh ra con đặt tên là hoa đinh hương, thế là thành cả nhà thực vật. Chuyện buồn cười như thế, Trương Khác quyết định trước khi người khác biết, tuyệt đối không kể cho Diệp Kiến Bân. Cứ thế suốt đường đi Trương Khác cứ cười như kẻ điên. Làm Diệp Kiến Bân cũng tức điên luôn, cho tới khi lái xe mất tập trung thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, Trương Khác mới không dám cười nữa. Đi vào phòng bệnh cao cấp của bệnh viện St. Mary, nhìn căn phòng bố trí và trang hoàng không kém gì khách sạn 5 sao, nhớ trên đường đi Diệp Kiến Bân nói trưởng bối hai họ Tôn Diệp nếu không phải lo ảnh hưởng không tốt đã bao hết cả bệnh viện, để toàn bộ bác sĩ y tá chỉ chuyên tâm phục vụ một mình Tôn Tĩnh Hương. Trương Khác không thể tưởng tượng được những ngày qua Tôn Tĩnh Hương sống như thế nào. Nhìn trong phòng khách có 6 nữ y tá, không khéo đi vệ sinh cũng có 4-5 người phục vụ. Căn phòng hơn 100 mét vuông, ngăn ra gian tiếp khách, vệ sinh, bếp đáng hoàng, Tôn Tĩnh Hương nằm trong một gian riêng biệt, Trương Khác đẩy cửa vào, thấy Tôn Thượng Nghĩa và Tôn Tĩnh Mông một trái một phải ngồi bên nói chuyện với cô. Nhìn thấy Trương Khác đi vào, đôi mắt đẹp dưới hàng mi dài của Tôn Tĩnh Mông ánh lên mừng rỡ, nhưng lo cha nhận ra nên cúi đầu xuống. Vì Đường Thanh và Trần Phi Dung đều xin nghỉ nửa ngày, chiều phải về nơi công tác, thêm vào phụ nữ có thai cần tĩnh dưỡng, không thích hợp có quá nhiều người ở xung quanh. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là vì hiện giờ Trương Khác hơi sợ gặp Tôn Thượng Nghĩa, cho nên ở trong phòng chừng 10 phút, thò chân dưới gầm giường, thành công để Tôn Tĩnh Mông dẫm mạnh cho một phát chút giận, y liền đứng dậy cáo từ. Thương vụ Cẩm Hồ cùng các cơ cấu và chi nhánh đặt ở Hong Kong đều tập trung ở một tòa nhà, chiếm cứ hết tòa nhà văn phòng 30 tầng. Trương Khác cùng hai cô gái về nơi làm việc, lên phòng ăn tầng 15 dùng cơm. Khi ăn cơm gặp Hà Huyền buổi sáng ra ngoài cùng Tương Vi ra ngoài làm việc giờ mới về, ba cô gái tụm lại một chỗ nói cười huyên náo, Trương Khác liền biến thành đối tượng bị chà đạp, may là loại giác ngộ này Trương Khác có từ lâu rồi. Chỉ là phía trước phía sau, bốn phương tám hướng nhà ăn đầy các nam đồng chí, những ánh mắt gườm gườm thi thoảng lại ném sang, tưởng chừng như có thể băm nát y thành trăm miếng, ngàn mảnh. Này này mấy vị đại mỹ nữ, chiếu cố cho cái xác phàm này với, ăn nhanh nhanh lên, trốn nước sôi lửa bỏng này, ở thêm phút nào nguy hiểm phút ấy, xem đi mình chảy hết mồ hôi ra rồi đây này. Lời này của Trương Khác chẳng hề khoa trương, món canh gà ớt ở đây không tệ, một mình Trương Khác ăn hết quá nửa, nên mặt đỏ tía tai, mồ hôi như suối. Trông dáng vẻ bi thảm của Trương Khác, ba cô gái không nhịn được cười, Hà Huyền là quá đáng nhất, chẳng chú trọng hình tượng thục nữ, ôm bụng cười gục xuống bàn. Dám cười à,
không trừng phạt sau này làm sao chấn chỉnh được gia phong. Trương Khắc kéo tay Đường Thanh, muốn cù nách cô. Phi Dung, Hà Huyền mau cứu mình khỏi tên ác ma đầu heo. Đường Thanh bị cù gần như cười ngã vào lòng Trương Khắc. Trần Phi Dung và Hà Huyền đứng dậy kéo Đường Thanh khỏi lòng Trương Khắc, ba cô gái nắm tay nhau chạy khỏi phòng ăn, để lại chuỗi tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, làm người nghe sao xuyến. Trương Khắc liếc nhìn ánh mắt thù địch xung quanh, bỏ chạy giữ mạng. May quá, y chỉ là bạn trai của Đường công chúa. Đại bộ phận nam thanh niên trong nhà ăn khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có 1/3 rơi vào Kỷ Băng Hà, chừng như cầm que chọc vào mặt một cái có khi băng rơi xuống cả tảng. Anh nói xem thằng nhóc đó lai lịch ra sao mà lại thân thiết với ba đóa hoa của Cẩm Hồ chúng ta như thế, ngay cả băng mỹ nhân cũng cười hết sức vui vẻ, lại còn là bạn trai của Đường công chúa nữa, thật là không còn thiên lý nữa rồi. Hai thanh niên một cao một thấp từ trong thang máy tầng 8 đi ra nói chuyện với nhau, hiển nhiên vừa rồi có mặt trong nhà ăn. Ai mà biết, ở chỗ công cộng mà thân thiết như thế, chẳng biết chiếu cố tới cảm thụ của người khác chút nào. Anh chàng cao hơn này rõ ràng là người thầm yêu Đường Thanh. Xuyệt, im lặng nào, nghe xem, bên trong có tiếng nói, hình như là của Đường công chúa và tên nhãi đó. Tên lùn đi sát mé trong tường, dừng lại trước cửa một văn phòng, nghiêng tai lắng nghe. Cái gì, để tôi nghe với. Hai tên một cao một thấp cho nên chẳng phải tranh giành chỗ, một trên một dưới, áp tai vào khe cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng đối thoại bên trong. Tiểu Khác, nhanh chút đi, cái tư thế này mệt lắm. Giọng nói êm ru ngọt ngào đó, dứt khoát là của Đường công chúa. Tiểu Thanh, cố thêm một chút, dáng vẻ của bạn lúc này rất đẹp, lát nữa chúng ta đổi tư thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là giọng của tên nhãi kia. Đúng là quá dâm đáng, quá hạ lưu, quá vô liêm sỉ, không ngờ trong văn phòng của giám đốc Quỹ trợ học, còn giữa ban ngày ban mặt làm cái chuyện kia, tên nhãi đó còn lại còn bắt Đường công chúa bày ra các tư thế khác nhau, hai tên cao thấp trái tim rướm máu. Lúc này ở hành lang người từ nhà ăn về văn phòng rất nhiều, thấy hai tên đó nghe trộm với vẻ mặt kỳ quái như vậy, đều tò mò dừng chân, ghé tai nghe ngóng, chẳng mấy chốc không còn chỗ nữa. Bi kịch của hai người lập tức biến thành bi kịch của một đám người. Tiểu Khác, đã xong chưa, mình mệt lắm, không chịu nổi nữa rồi, Phi Dung, tới thay mình đi. Giọng mũi nũng nịu của Đường công chúa lại truyền ra. Cũng được, Phi Dung, tới đây nào, không không, tư thế khác, ừ, như thế, tuyệt lắm. Giọng tên nhãi kia hết sức vui vẻ. Cái gì, tới cả băng mỹ nhân cũng ở trong đó, hơn nữa còn tham gia cùng tên nhãi kia song phi. Cả đám đầu óc đen tối vừa ghen tị vừa phẫn nộ. Tên nhãi này bá đạo thật. Một chuyến song phi ngắt liền hai đóa hoa của Cẩm Hồ chúng ta. Giọng nói hả hê trên đau khổ của người khác này hiển nhiên là của một fan hâm mộ Hà tiên tử. Những anh chàng có vẻ mặt tương tự hẳn là cùng một trận tuyến. Nhưng lập tức lại có thêm vài trái tim vỡ nát nữa, tên nhãi kia không ngờ vô liêm sỉ yêu cầu, Hà Huyền, đừng đứng xem nữa, cùng tham gia đi. Đường công chúa hưng phấn nói, đúng đấy, Hà Huyền đến đây nào. Cứ ôm mình như thế, Phi Dung. Nâng mình lên một chút. Lần này tất cả bội phục, song phi là bá đạo, tam phi chỉ có thể là vương đạo. Khi tất cả những trái tim đang gào khóc, đau thương trên đời cùng lắm chỉ đến thế thì một giọng nữ nghiêm khắc từ sau lưng vang lên, các cậu tụ tập trước cửa văn phòng tôi làm cái gì thế hả? Giọng nói bất thình lình đó làm đám đông hoảng sợ, người vốn ngả về phía trước áp tai vào cửa, không tự chủ được nhào tới, đẩy cảnh cửa đóng kín mở toang ra. Chương 1352, tôi là Trương Triều Khác. Đám người gây họa chuẩn bị chạy trốn khỏi hiện trường, nhưng còn chưa cam tâm, quay đầu lại nhìn trong phòng, từng trái tim tan nát dần lành lại. Chỉ thấy Trương Khác cầm điện thoại di động đứng trước mặt Đường Thanh, Trần Phi Dung và Hà Huyền, khoảng 3 mét, nhìn tình hình đó, chớp mắt đầu óc đen tối không kém của y hiểu ra nội dung bọn họ vừa đối thoại có thể gây ra hiểu lầm gì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ba cô gái chừng cũng phần nào hiểu được, thoáng cái mặt đỏ dần. Ném cho Trương Khác một cái lườm rồi nhân lúc hỗn loạn bỏ đi. Giám đốc Lý về rồi ạ, cơm trưa tôi đã để trên bàn làm việc. Đường Thanh làm việc ở trong văn phòng này, cho nên không thể thoát thân, mặt thẹn đỏ dừ đi tới cửa chào giám đốc Lý, lúc qua bên người Trương Khác còn nhéo y một cái đau điếng. Giám đốc Lý là phụ nữ lớn tuổi vừa mới lên tiếng quát vừa rồi, tuổi chừng 60, người thấp bé, tóc trắng rất đẹp, trông rất có tinh thần, đeo kính gọng vàng, mặt nghiêm nghị nhìn Trương Khác. Trương Khác đã nghe Tôn Thượng Nghĩa nói người phụ trách quỹ khuyến học là sư tỷ cùng trường đại học của ông, từng là hiệu trưởng trường học tư ở Hong Kong,
nổi danh nguyên tắc tỉ mỉ, vốn nghỉ hưu, Tôn Thượng Nghĩa tới tận nhà mời bà tới chủ trì quỹ khuyến học. Trong kỳ thực tập Đường Thanh làm thư ký cho bà, chỗ làm việc là gian thư ký bên ngoài gian giám đốc. Mình đi trước đây, hết giờ làm mình sẽ tới đón. Trương Khác chỉ, dùng giọng câm nói với Đường Thanh, lách người định bỏ trốn. Cậu ở phòng ban nào? Cấp trên là ai? Không biết trong nội bộ công ty không được phép tùy tiện qua phòng ban khác à? Giám đốc Lý nghiêm khắc gọi Trương Khác lại. Đường Thanh ban đầu cũng do đích thân Tôn Thượng Nghĩa dẫn tới, nghe nói là thiên kim tiểu thư của một lãnh đạo cấp tỉnh trong nội địa, giám đốc Lý không thích cho lắm, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, Đường Thanh ngoan ngoãn lại thông minh hiếu học, làm bà thay đổi cái nhìn vốn có. Đường Thanh đã làm thư ký cho giám đốc Lý được gần hai, cô làm việc chuyên tâm lại xinh đẹp đáng yêu, cho nên rất được giám đốc Lý yêu quý, con cái của bà đều ra nước ngoài công tác, không ai bên cạnh, nên dần dần coi Đường Thanh như nửa con gái của mình. Hiện giờ nhìn thấy Trương Khác người mặc toàn hàng hiệu, suy nghĩ đầu tiên của giám đốc Lý là con cháu nhà giàu nào đó trong công ty tới trêu ghẹo Đường Thanh, nhất là thấy y trước mặt mình còn, liếc mắt đưa tình, với Đường Thanh, với tính cách của bà, sao chịu cho tên nhóc chuồn đi dễ dàng như thế. À, tôi, Trương Khác nhất thời không biết phải giới thiệu bản thân ra sao, nói tên mình chưa chắc bà ta đã biết, mà ở tình thế này cũng không mặt mũi nào nói mình là ai, khóe mắt nhìn thấy Đường Thanh che miệng cười trộm, bịa bừa, tôi là Trương Tiểu Khác, thuộc phòng ban của Tương Vi. Trương Khác định nói mình là cấp dưới của Tôn Thượng Nghĩa, những nghĩ với tính cách cố chấp nguyên tắc của bà lão này, không khéo gọi thẳng Tôn Thượng Nghĩa tới nhận người, cảnh đó nghĩ tới thôi đã giận người. Sau khi biết chuyện vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa nhìn ra quan hệ giữa mình và Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác mỗi lần gặp Tôn Thượng Nghĩa là chột dạ. Tương Tiểu Thư à, tôi là Lý Nghệ của quỹ khuyến học, bên phía cô có một nhân viên tên Trương Tiểu Khác tới quấy rầy ở văn phòng của tôi, làm phiền cô tới dẫn cậu ta về. Quả nhiên Lý Nghệ tới bàn làm việc, trực tiếp gọi Tương Vi tới, cậu đứng nguyên đó cho tôi. Trong thời gian đợi Tương Vi tới, Lý Nghệ gọi Đường Thanh vào văn phòng, đóng cửa lại bỏ Trương Khác ở bên ngoài. Trương Tiểu Khác, tôi đoán ngay là Khác thiếu gia mà, sao cậu ở đây một mình, giám đốc Lý đâu? Chừng hơn 2 phút sau Tương Vi vội vã tới nơi, hơi thở gấp gáp, đoán chừng sau khi nhận điện thoại không đi thang máy mà chạy thẳng cầu thang bộ tới đây. Đó chính là Trương Tiểu Khác, làm phiền Tương Tiểu Thư. Nghe gian ngoài có tiếng nói, Lý Nghệ đẩy cửa đi ra. Tương Vi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giám đốc Lý, rốt cuộc. Xin lỗi, làm phiền giám đốc Lý rồi. Trương Khác vội kéo Tương Vi ra khỏi văn phòng. Ra ngoài rồi Tương Vi đoán được phần nào, cười hỏi, không phải vừa rồi cậu làm gì Đường Thanh trong văn phòng bị người ta bắt gặp chứ hả? Tôi chỉ tiến hành nghiên cứu về thẩm mỹ và nghệ thuật chút thôi, chị đừng có suy nghĩ xấu xa như thế. Nhìn thấy ánh mắt Tương Vi rõ ràng không tin mình chút nào, Trương Khác kệ cô ta, bước nhanh hơn, cuối cùng thành bỏ chạy, tốc độ không kém đám nghe trộm lúc nãy là bao. Vốn cuộc họp mai mới mở. Nhưng tới chiều mọi người lục tục tới nơi, nói chuyện năm qua đều hưng phấn không thôi, Trương Khác liền nói không bằng họp luôn ngày hôm nay, Diệp Tiểu Động chọc ngay cho một câu, Khác thiếu gia vội gặp những tiểu tình nhân của mình vậy à. Nghe Diệp Tiểu Động cố ý nhấn mạnh từ những, mọi người cười rộ cả lên, Trương Khác hung dữ nói, Diệp Đào đâu rồi, mẹ nó hư quá, tôi phải đánh đít nó. Diệp Tiểu Động bĩu môi, anh thấy Diệp Đào nhà tôi không ở đây mới dám mạnh miệng, nó ở đây đái lên đầu anh một bãi. Cười chán, Tôn Thượng Nghĩa là người lên tiếng trước, hiện Kiến Bân và tôi đã thành người nhà cả rồi, tôi định không đảm nhận chức Tổng Giám Đốc Liên Hợp ở Thương Vụ Cẩm Hồ nữa. Nghe Tôn Thượng Nghĩa vừa lên tiếng đã nhắc tới đề tài nghiêm túc như thế, mọi người đều yên tĩnh lại nhìn Trương Khác, kỳ thực ở việc này mọi người sớm đã hình thành nhận thức chung, có điều Trương Khác không nói, không một ai thích hợp nhắc tới. Trương Khác nghĩ một lúc rồi nói, thực ra cháu có một việc rất trọng yếu muốn nhờ bác Tôn. Mục tiêu phát triển của Thương Vụ Cẩm Hồ là thương xã tổng hợp lớn của Nhật Hàn không cái nào không lấy ngân hàng làm cơ cấu huy động vốn trung tâm. Hiện Thương Vụ Cẩm Hồ có 6.6 tỷ thế chấp của cổ phiếu Tân Quang, tôi luôn suy tính muốn mua một ngân hàng vừa nhỏ. Chuyện này chỉ có thể nhờ bác Tôn giúp, còn về phía Thương Vụ Cẩm Hồ đành dựa vào anh Diệp vất vả nhiều hơn. Cẩm Hồ mấy năm qua khuếch trương nhanh chóng, cơn khát tài chính gần như không có điểm dừng, tiến vào ngành nghiệp tài chính là chuyện thuận theo lẽ tự nhiên. Nhưng như thế hạng mục LCD của Ái Đạt chỉ có thể dựa vào tài chính của bản thân và đi vay rồi. Năm nay di động của Ái Đạt tiêu thụ trong nước gần 10 triệu chiếc, doanh thu 40 tỷ, thêm vào lợi nhuận từ linh kiện của ISS, lợi nhuận quá 1.2 tỷ. E-player sau khi hạ giá, lượng tiêu thụ gần như tăng gấp đôi,
lượng tiêu thụ trên 5 triệu chiếc, lợi nhuận hơn 400 triệu, còn thị trường Flash Memory, Ái Đạt cho dù không vét lợi từ trung tinh vi tâm cũng cống hiến được 350 triệu đô la Mỹ. Thị trường di động hải ngoại, Ái Đạt bán được hơn 2 triệu chiếc, dựa vào sự tiêu thụ mạnh của 618, lợi nhuận còn hơn cả Flash Memory, đó là ba thứ vũ khí sắc bén của Ái Đạt, cho dù một phần lợi nhuận phải trả chi phí tài vụ và vận hành cho thương vụ Cẩm Hồ, lãi ròng của Ái Đạt vẫn hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Có điều năm nay Ái Đạt khuếch trương cũng kinh người, riêng trung tinh vi tâm đã ngốn mất 1.7 tỷ, thêm vào mua kỹ thuật LCD, cùng đầu tư và thu mua nghiệp vụ khác tiêu thêm gần 2 tỷ đô la Mỹ nữa, đầu tư 800 triệu cho nghiên cứu, xây dựng một tòa nhà Cẩm Hồ, nếu chẳng phải kiếm thêm được ở Microsoft và bán cổ phần ở Côn Đằng Online, một nửa số nghiệp vụ kể trên đã không được khởi động rồi. Thương vụ Cẩm Hồ ngoại trừ mua ngân hàng thì còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác chính là chỉnh hợp hệ thống chuyển phát của Cẩm Hồ. Trong Cẩm Hồ có xí nghiệp bán lẻ như Điện Khí Thịnh Hâm, còn cả website thương mại điện tử 8818, thêm lực lượng phân phối và tiêu thụ của Hương Tuyết Hải, Tân Quang và Điện Tử Ái Đạt. Những tài nguyên này cần phải nhanh chóng chỉnh hợp dưới cờ của thương vụ Cẩm Hồ để giảm bớt chi phí của các xí nghiệp, thương mại điện tử cũng cần nền móng đó để nhanh chóng có lãi. Chương 1353, cần tìm vệ sĩ. Còn chuyện cuối cùng nữa tôi muốn bàn với mọi người. Nghe Trương Khác nói thế tất cả bất giác ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn y. Trương Khác thấy vậy thì bật cười, đừng có nghiêm túc thế, tôi không bắt mọi người làm việc chuyện chống lại nhân loại đâu. Mọi người nghe thế đều bật rộ lên, không khí tức thì buông lỏng. Quyết sách địa ốc mới ra đời, với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, nhất là với sản nghiệp quặng sắt của chúng ta ở Perth. Quyết sách mới ra vài ngày các vật liệu xây dựng liên quan trong nước đã bắt đầu tăng lên, tin rằng không được bao lâu sẽ ảnh hưởng tới giá quặng sắt. Vốn trong dự kiến của tôi, sản nghiệp quặng sắt muốn hồi sinh sẽ phải mất 2-3 năm nữa, hiện giờ tới quá sớm, ảnh hưởng xấu đem lại không ít. Nói tới đó Trương Khác dừng lại uống nước, để mọi người có thêm thời gian suy nghĩ. Bố cục của chúng ta ở Perth phải một năm nữa mới hoàn thành, công tác trước đó gần như không gặp phải lực cản gì là vì sản nghiệp vào thời kỳ chạm đáy, những kẻ muốn phá đám cũng chỉ đứng ngoài nhìn chúng ta tự lún vào vũng bùn không thoát thân được. Nhưng tình hình hiện giờ đã khác, ai cũng nhìn ra kinh tế địa ốc sẽ khiến sản nghiệp quặng sắt hồi sinh. Những kẻ trước kia cười thầm trong bóng tối sẽ nhảy ra. PSB Billiton và Rinotinto đã phát triển ở Tây Úc mấy chục năm, ảnh hưởng của Cẩm Hồ không sao bì được. Trong nước cũng có không ít kẻ thèm thuồng, đám người đó thành sự không đủ, hỏng việc có dư. Mặc dù Cẩm Hồ không phải không thể đối phó được nhưng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phát triển bình thường của Cẩm Hồ, cho nên tôi muốn thương lượng với mọi người. Trương Khác nhìn khắp lượt thành viên hạch tâm của Cẩm Hồ. Lúc này Phó Tuấn che di động gõ cửa đi vào, điện thoại ở bên kia. Vẻ mặt Trương Khác thoáng chút hưng phấn, đứng dậy nhận điện thoại ngay tại chỗ, ngay trong mấy ngày tới sao. Được rồi, phía bên Cẩm Hồ cũng sẽ phối hợp trong khả năng có thể. Dừng một chút, Trương Khác trịnh trọng nói, nếu như cuối cùng chuyện không được như ý muốn, hy vọng Cẩm Hồ được hân hạnh lọt vào mắt xanh của giám đốc Tiêu. Tiếng thở phía bên kia điện thoại rõ ràng lớn hơn vài phần, mấy giây sau giọng khàn khàn của Tiêu Thụy Dân truyền ra, hôm nay tôi mới đột nhiên nhận ra, quen biết Khác thiếu gia là may mắn nhường nào. Những người ở đây đều là nhân vật tinh minh, nghe thấy đoạn đối thoại một chiều cũng có thể cơ bản đoán được nội dung là gì rồi. Cúp điện thoại rồi, nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, Trương Khác nói đầy hào khí, ở một vài việc trước giờ Cẩm Hồ luôn bị động, tạm thời chỉ có thể để người ta bắt nạt mà không thể đánh trả. Lần này sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Rồi quay sang nói với Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông, chúng ta cũng cần tận lực, phía Bắc Kinh vài ngày tới không thể thiếu người chủ trì cục diện, Tín Sinh và Lão Tô, ai muốn tới đó. Trần Tín Sinh cười, để tôi đi, dù sao tôi ở Bắc Kinh khá lâu, so với Lão Tô ít nhất cũng sẽ không bị lạc lối. Mọi người cười ha hả, biết Trần Tín Sinh nói chuyện lần trước tới Bắc Kinh một mình, đi lòng vòng mãi không tới được điểm hẹn. Cuối cùng gọi điện báo đường để công ty phái người tới đón, mọi người lấy ra trêu suốt. An bài lòng chuyện nhân sự đi Bắc Kinh, Trương Khác bảo Phó Tuấn, liên hệ với viện trưởng thôi, mời ông ấy chuẩn bị viết một bài đánh giá phân tích ảnh hưởng việc Cẩm Hồ cấp quyền kỹ thuật cho sản nghiệp di động trong nước, ngoài ra bảo ông ấy cung cấp cho Giản Chí Khang của báo Sáng Kiến Nghiệp tài liệu sản nghiệp di động sản xuất trong năm qua, làm phiền anh ta viết một bài báo chỉ ra khốn cảnh và căn nguyên của sản nghiệp. Căn dặn xong Trương Khác ngồi xuống. Cao mày nói, chỉ là hai bài viết này không thể tùy tiện tung ra, nếu không sẽ gây phản tác dụng. Trong những người ngồi đây Tôn Thượng Nghĩa nhiều tuổi nhất, lịch duyệt nhất, bản thân xuất thân hào môn trong nước,
với phương diện này rất thấu triệt, gõ tay lên ghế tính toán nói, đúng là cần phải có thời cơ chuẩn xác, sớm quá sẽ khiến người ta phản cảm gây phản tác dụng, muộn quá thì không có tác dụng, tôi thấy chỉ cần đám Tiêu Thụy Dân hành động, ngày hôm sau chúng ta liên tục tung ra. Có hành động của đám Tiêu Thụy Dân, người bên trên sẽ có chuẩn bị tâm lý, không tới mức đọc các bài viết liên quan lại suy đoán có phải là âm mưu gì của Cẩm Hồ không, ngoài ra có thể để bọn họ tĩnh tâm lại nhận thức hiện trạng, suy nghĩ ý tứ thực sự bài viết muốn biểu đạt, cũng góp thêm một bó lửa giúp đám Tiêu Thụy Dân. Đúng là gừng càng già càng cay, Trương Khắc vỗ đùi định đoạt, chuyện ở Bắc Kinh cứ quyết như thế, Tin Sinh, anh tới đó rồi giữ liên lạc thường xuyên với viện trưởng thôi, có chuyện gì khẩn cấp chúng ta kịp thời liên hệ. Tiếp đó quay lại chuyện đang giang dở, tôi nghĩ mọi người dự liệu được chuyện tôi muốn nói rồi, hiện với cơ sở yếu kém của Cẩm Hồ ở Tây Úc, lại chiếm mỏ có trữ lượng phó phú như vậy, xung quanh toàn ánh mắt tham lam, muốn thay đổi hiện trạng này, biện pháp tốt nhất là tìm cho chúng ta mấy vệ sĩ. Diệp Kiến Bân gật gù, ví dụ này rất hình tượng, rất chuẩn xác song vệ sĩ này không dễ tìm. Đúng là phải lựa chọn thật kỹ, vệ sĩ quá yếu thì chỉ tốn tiền, quá mạnh lại lo khách át chủ. Cướp luôn tiền trong tay chủ cũng không biết chừng. Trần Tín Sinh cũng thuận theo giọng điệu của Trương Khắc nói. Này tôi chỉ thuận miệng lấy ví dụ thôi, không định bày trò cho các anh. Trương Khắc cười nói, tôi suy nghĩ rồi, chuẩn bị bỏ ra 30-40% cổ phần chuyển nhượng cho Trung Giã và các xí nghiệp liên quan trong nước, ngoài ra cũng để thế lực đương địa Tây Úc tham gia vào. Trung Giã, Luyện Kim Trung Quốc. Chuyển nhượng 30%, 40% cổ phần trong một lần. Dù mọi người đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hít một hơi khí lạnh. Chỉ riêng lượng quặng sắt hiện thăm dò được đã trên 1 tỷ tấn, hơn nữa là quặng sắt chất lượng cao hàm lượng phốt pho ít, mặc dù với sản lượng 10 triệu tấn một năm, dàn đều ra chi phí là $36 một tấn, với giá chuẩn của quặng sắt $26 một tấn như hiệu nay, sẽ lỗ không ít. Nhưng cùng với sản nghiệp ấm dần lên và quy mô khai thác mở rộng, chênh lệch sẽ càng ngày càng thấp, sẽ tới lúc giá mỗi tấn thấp hơn giá chuẩn. Cho dù chỉ chênh lệch $1 cũng tương đương dao động $1 tỷ, 30%, 40% cổ phần là con số kinh người. Tư bản người Hoa Đông Nam Á trước kia luôn hợp tác vui vẻ với chúng ta, chỉ là oán trách phân ngạch trong sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ quá ít, lần này có thể tính tới bọn họ. Còn thực lực của Trung Giã ở Tây Úc dù không mạnh, nhưng là đại biểu cho xí nghiệp người Hoa, có họ gia nhập, bằng với có bộ phận tương đối lớn đồng bào ở Tây Úc ra đoàn kết với nhau, hình thành lực lượng không nhỏ. Ngoài ra cũng tính tới lực lượng chính trị của Trung Giã ở trong nước, thêm vào bối cảnh quốc sĩ của nó, Cẩm Hồ có thể lấy tâm ra hổ này chắn ánh mắt tham lam của đám sói không bao giờ biết đủ trong nước. Còn về tư bản Tây Úc, suy nghĩ từ góc độ lâu dài, chúng ta phải kéo đám địa đầu xa này vào, nếu không Cẩm Hồ khó kháng cự lại được thủ đoạn đàn áp của tập đoàn Nhật thông qua chính quyền châu Úc. Mọi người hứng chí rất cao, ăn tối xong lại tiếp tục bàn việc bất chi bất giác đã tới nửa đêm, Trương Khắc nhớ đám Đường Thanh. Thấy chủ đề chính gần như đã nói hết, những chuyện khác không cần tụ hết mọi người lại cùng bàn nữa, liền đứng dậy vặn mình nói, không xong, già rồi, mệt chỉ muốn đi ngủ thôi. Chu Du cười, chúng tôi còn chưa kêu già mà cậu đã kêu cái gì? Ở đây cậu nhiều tuổi hơn được ai? Trương Khắc cười lớn, Đỗ Phi, mày biết vì sao tao đưa mày đi theo rồi chứ? Đi, đi, đi cả đi. Diệp Tiểu Đồng trừng mắt lên, nhưng không trêu y nữa, dù sao người khác đã đành. Tôn Tĩnh Hương sắp sinh, đúng là cần nghỉ ngơi rồi. Chương 1354, mình là của bạn. Diệp Kiến Bân tiễn mọi người ra ngoài cửa, giữ Trương Khắc lại nói, cậu Tống cho tôi nhiệm vụ chỉnh hợp hệ thống vận chuyển hậu cần, sau này tôi phải chạy toàn quốc mệt chết thôi, cậu nhất định phải phái cho tôi một trợ thủ. Trương Khắc nháy mắt, vậy anh muốn ai, chị Văn gì nhé? Liệu chị Tĩnh Hương có vui không? Cậu biến đi thích đấu khẩu đi tìm chị Đồng đừng bắt nạt người thành thật. Đưa Trương Dịch đây, cậu ta bôn ba cùng Hứa Hồng Bá không ít nơi, xem ra có thể chịu khổ được. Trương Khắc gật đầu, dù sao chuyện đã giao cho anh rồi, anh cứ xem mà làm là được, anh nghĩ trước đi, đợi em bé đầy tháng rồi hẵng nói. Lúc này Diệp Kiến Bân mới để Trương Khắc đi. Chạy nhanh tới chỗ ở của Đường Thanh, không dám gõ cửa, biết sau khi Trần Phi Dung tới Hong Kong, luôn ở chung với Đường Thanh, liền gọi điện vào di động của Trần Phi Dung. Di động vừa reo một tiếng thì thấy cửa mở ra rồi, Trương Khắc thấy Trần Phi Dung mặc áo ngủ đứng ở cửa thì ngớ ra hỏi, bạn vẫn chờ mình về à? Trần Phi Dung lườm y một cái, mơ đi, đang xem phim với Hà Huyền, vừa mới hết phim xong, Tiểu Thanh ngủ trước rồi. Trần Phi Dung nghiêng mình qua cho Trương Khắc vào, vừa vào trong Trương Khắc thấy Hà Huyền nhìn mình trêu,
anh đúng là lúc nào cũng tưởng bở, nghĩ ai cũng thích mình chắc. Nói tới đó đột nhiên không kịp được cười lớn, vội bịt lấy miệng, cười gập bụng. Trương Khắc cười khổ, biết Hà Huyền nhất định nhớ lại lần đầu gặp mình, lúc đó y bị Tôn Tĩnh Mông, cho nằm gối đầu lên giày ngủ, mới tỉnh lại chưa rõ nếp tẻ gì đã nói, nhìn cái gì, nhà đầu lớn thế này rồi còn chưa thấy anh chàng đẹp trai à. Đời em cũng thê lương thật đấy, hay là để hôm nay anh chiều em. Hà Huyền vừa cười vừa kéo Trương Khắc tới chỗ Trần Phi Dung chưa được xem, hay là anh diễn lại cho bạn ấy xem đi. Trần Phi Dung đã nghe Tô Nhất Đình kể chuyện này rồi, hiểu ra ngay, môi hơi cong lên, nhìn Trương Khắc một lượt, trong đầu tưởng tượng cảnh buồn cười hôm đó. Trương Khắc mặt có dày tới đâu cũng có dũng khí biểu diễn một lần nữa trước mặt Trần Phi Dung, đành chuyển đề đài, đang xem gì thế. Lần đầu tiên tiếp xúc, nghe thấy cái tên này, Trương Khắc cảm thấy góc kín dưới đáy lòng đột nhiên như có móng tay nhọn đâm một cái, bộ phim này vốn làm từ một bộ tiểu thuyết, y từng cùng một cô gái xem bộ phim này, cả bộ tiểu thuyết kia nữa, hình bóng cô gái đó hiện ra không gì ngăn cản nổi. Trên TV bản hát cuối phim cũng vang lên, thì ra không phải anh không nhớ em. Anh chỉ quên mất nhớ nhung là thế nào mà thôi, giống như không phải anh không hít thở, mà anh chỉ tạm thời quên đi mình đang hít thở mà thôi. Hít thở có thể tạm dừng, nhưng nỗi nhớ không gì ngăn được. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Hà Huyền nhìn Trương Khắc đứng đó, khuôn mặt hiện nỗi buồn mang mác, phát hiện ra lúc này Trương Khắc có chút xa lạ, nhưng thật đẹp trai. Phi Phi, mình nghĩ cái gì thế? Rõ ràng là đồ mặt trắng, đứng bật dậy nói, Tiểu Thanh ở gian phòng trong cùng đấy, anh còn không mau vào đi, đêm đừng có chạy lung tung. Đột nhiên phát hiện ra nói thế có chút ám muội, vội xoay người trốn về phòng. Trương Khắc tỉnh lại, gật đầu với Trần Phi Dung, nghỉ sớm đi nhé. Đứng dậy đi vào gian phòng trong cùng. Trần Phi Dung nhìn theo bóng lưng Trương Khắc biến mất sau cánh cửa, tắt TV về phòng ngủ của mình. Trong phòng của Đường Thanh chỉ bật chiếc đèn nhỏ đầu giường, ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt của cô, càng nổi bật làn da mịn màng, trắng hồng mê hoặc. Hàng mi dài đen nhánh run nhẹ theo nhịp thở, Trương Khắc vừa cởi y phục vừa đi tới đầu giường, khoanh chân ngồi xuống, chăm chú nhìn cô công chúa ngủ. Thấy cô giống như một con búp bê tinh xảo, lòng yêu thương không sao nói hết, đưa tay ra khẽ vuốt ve mái tóc Đường Thanh, lòng dần dần tĩnh lặng trở lại. Một lúc sau Đường Thanh mở mắt ra, nhìn thấy Trương Khắc, nũng nịu nói, về rồi à. Đưa tay ra kéo tay Trương Khắc ôm vào lòng, khoan khoái nói, mau ngủ đi. Trương Khắc gật đầu, nằm xuống kéo Đường Thanh vào lòng, Đường Thanh xoay người, rúc vào lòng Trương Khắc, lẩm bẩm, thế này dễ chịu hơn. Sáng hôm sau Trương Khắc bị một sợi tóc ngoáy lỗ mũi đánh thức, ngồi bật dậy ôm lấy giai nhân cùng, tập thể dục buổi sáng, rồi ôm nhau thủ thì tâm sự hồi lâu, mới nhớ ra không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì cả. Trương Khắc và Đường Thanh đi ra, phát hiện bữa sáng trên bàn đã nguội rồi, bên cạnh còn có một tờ giấy, đêm xuân ngắn ngủi, đám người số khổ chúng tôi đi làm đây. Nhìn nét chữ của Hà Huyền, Đường Thanh thẹn đỏ mặt, đá Trương Khắc một cái rồi đi rửa mặt trước. Trương Khắc thấy bữa sáng nguội cả. Liền gọi điện thoại hẹn Đào Hành Kiệt, Phó Gia Tuấn, Cát Minh Đức là Lục Cẩm Luật của chứng khoán Ngân Hanh cùng đi ăn sáng. Hai người ra ngoài, Đường Thanh ngập ngừng nói, mọi người có chuyện cần bàn phải không, hay là mình tự đi ăn sáng? Trương Khắc cười, bạn cũng phải nghe chứ, tương lai làm bà chủ rồi, không nghe sao được. Thấy Đường Thanh đỏ mặt muốn nhéo mình, vội vàng bỏ chạy. Mọi người tới nhà hàng đông đủ, hàn huyên vài câu rồi nói tới chuyện an bài Hương Tuyết Hải lên TTCK. Từ sau khi Hương Tuyết Hải được Ái Đạt tiếp nhận, liên tục đầu tư, không những phong phú chuỗi sản phẩm, trình độ kỹ thuật cũng được đề cao, năm ngoái bắt đầu khai thác thị trường Đông Nam Á, tiền cảnh không tệ. Từ sau khi Tân Quang lên TTCK thành công, Cao Thịnh và Quốc Dụ nhắm vào Hương Tuyết Hải, nhưng vì số lượng và giá cả cổ phiếu còn có ý kiến bất đồng, nên chưa đàm phán xong. Mấy người nói chuyện một hồi, Lục Cẩm Luật thấy Trương Khắc chỉ lo ăn, chẳng nói một lời, không khỏi có chút sốt ruột. Ý kiến của Khắc thiếu gia thế nào? Trương Khắc lau miệng, tôi chẳng có gì để nói, tình hình chứng khoán Hong Kong hiện không được tốt lắm, ở Mỹ cũng đang đi xuống, cứ thong thả mà bàn là được. Lục Luật Cẩm nghe thế ngớ ra, trấn tĩnh lại nói, Khắc thiếu gia nói đùa rồi, cậu quý nhân bận rộn, hiếm khi tới Hong Kong được một lần, chúng ta cứ quyết định như lời giám đốc Cát vừa nói mà làm. Đợi mọi người ai đi làm việc người nấy, Cát Minh Đức lắc đầu nói, nhờ thể diện của cậu lớn, vừa mới tới đã xong chuyện rồi. Trương Khắc cười, chẳng qua là cần cái thang để xuống thôi, chuyện này kỳ thực mọi người phải tranh thủ mà làm. Trương Khắc vẫy tay tạm biệt mọi người, kéo Đường Thanh chui vào xe, quay sang nói với cô,
xong việc rồi, giờ mình là của bạn hết. Đường Thanh cười quyến rũ, của mình hết thật sao? Ừ, bạn nói gì chúng ta làm nấy. Hôm Giáng sinh, có người trần truồng chạy quanh trường mình, đáng tiếc là mình không được xem, hay là bạn biểu diễn cho mình xem đi. Phó Tuấn ngồi hàng ghế trên không nhịn được cười, Trương Khắc mặt dày sán tới bên cạnh Đường Thanh, bạn chạy cùng mình thì mình làm. Còn cố ý hao háo nhìn qua cổ áo Đường Thanh. Đường Thanh đưa tay nhéo Trương Khắc, đừng mơ, lần này bạn trốn không thoát đâu. À, rõ ràng bạn nói trước mà. Trương Khắc đau méo miệng. Được rồi, tha cho bạn một lần, chúng ta tới công viên Hải Dương đi, mình tới Hồng Kông 3 năm còn chưa tới công viên Hải Dương. Trương Khắc kỳ quái hỏi, vì sao? Không muốn đi cùng người khác, chỉ muốn hai chúng ta đi với nhau thôi. Trương Khắc ôm Đường Thanh vào lòng, cảm động nói, được, hôm nay chúng ta chơi cho thỏa, có điều phải tới cửa hàng quần áo đã, mình không muốn đưa 4 tên mafia áo đen đi công viên giải trí. Xe rẽ vào trung tâm mua sắm gần đó, trước tiên chọn một cái máy quay phim kỹ thuật số, rồi tới nơi bán quần áo, Trương Khắc chuyên môn chọn cho các vệ sĩ mỗi người một bộ DKNY, cổ động bọn họ đi thử, đợi Phó Tuấn cũng vào gian thử quần áo, Trương Khắc nắm tay Đường Thanh chạy vội, thấy Đường Thanh còn chưa hiểu ra, nói, bạn định đi chơi cùng bọn họ thật đấy à? Đường Thanh nắm chặt tay Trương Khắc, cười như chuông bạc, chạy còn nhanh hơn Trương Khắc, cả hai như hai kẻ điên chạy khỏi trung tâm mua sắm. Đường Thanh vẫy một cái taxi, chui ngay vào, bảo lái xe tới công viên Hải Dương thì Trương Khắc ngăn lại, bảo lái xe, trước tiên tới phía trước đã. Rồi giải thích, Phó Tuấn chắc chắn là tới đó đợi chúng ta rồi, cho bọn họ uống gió một lúc đã. Rồi gọi điện bảo Phó Tuấn đừng tìm bọn họ. Đường Thanh hưng phấn đề nghị, vậy chúng ta tới bảo tàng tượng sắp đi. Bản thân tự nhận thấy cũng được. Mai tiếp, chương 1355, Cát Kiến Đức muốn phản kích. Khi Trương Khắc và Đường Thanh ở Hồng Kông hưởng thụ thế giới hai người trong ánh mặt trời ấm áp thì Cát Kiến Đức cảm thấy mùa đông Bắc Kinh năm nay lạnh cắt da cắt thịt, ngồi trong văn phòng nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, Cát Kiến Đức cảm thấy tường hai bên đang đổ lên người mình, làm lão ta không thở nổi. Tin tức từ phía Chiết Đông cho biết Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới đã chính thức bị bắt giữ, Tần Chiêu Dương ở Văn Chu lùng sục khắp nơi, không ngờ tìm ra xác của Vương Hải Túc ở trong biệt thự Nghiêm gia ngoại thành Văn Chu. Cát Kiến Đức chửi rủa Nghiêm Văn Giới làm việc không sạch sẽ, nhưng trong lòng hy vọng hắn vì gia tộc mà chống chọi lại được áp lực. Nhưng cho dù Nghiêm Văn Giới có giữ được miệng, cũng chẳng có gì đảm bảo Lâm Tuyết sẽ không nói ra, lão ta biết Lâm Tuyết cùng Đường nhất định sẽ kéo mình xuống bùn chết chùm, nhưng mình làm được gì đây? Nếu như trước kia không đầu tư vào Hải Thúc thì còn có thể chối bỏ dính dáng được, nhưng Tiêu Thụy Dân đang cắn chặt lấy quan hệ giữa lão ta và Hải Thúc không chịu buông tha, liên tục có hoạt động sau lưng. Từ sau khi báo cáo tài vụ của điện tử Hoa Hạ được đưa ra, Tiêu Thụy Dân càng được thế, năm 2000 chỉ có Liên Tín lãi 1 tỷ, Liên Tấn lãi 200 triệu, Đông Hưng miễn cưỡng gọi có lãi, nhưng không đáng kể. Hiện giờ ở tổng công ty, Tiêu Thụy Dân đối đầu với lão ta, Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi thì ở bên ngọt nhạt ném đá, lão ta muốn lấy cái ghế phó tổng giám đốc ra chia rẽ, vậy mà không ai nhận. Làm cái chức tổng giám đốc này thật khó chịu. Trước kia mình thoát khỏi ủy ban kế hoạch tới quốc sĩ chẳng phải để kiếm tiền sao, sao kiếm tiền mệt mỏi như thế. Nghĩ tới đó Cát Kiến Đức lại nhớ tới tên nhãi thối tha của Cẩm Hồ, làm sao y kiếm tiền dễ dàng như vậy. Có điều phía Cẩm Hồ cũng có thể làm được chút gì đó, Giang Mẫn Chi không phải muốn lấy điển hình về xí nghiệp dân doanh sao, nếu như có thể nộp Cẩm Hồ vào tay ông ta, có con cá lớn như thế, chắc ông ta sẽ nới tay cho Hải Túc. Trước kia Lâm Tuyết và mình từng tính. Cẩm Hồ có 3 tỷ nguồn gốc không rõ ràng, 3 tỷ. Đủ cho khối kẻ phải rớt đài rồi. Cát Kiến Đức hưng phấn đứng dậy, suy tính thật kỹ càng, gọi điện thoại cho Thành Tấn Kiệt, ngày hôm sau vừa đi làm, Cát Kiến Đức một mình lái xe tới Ủy ban Thương mại. Trương Khắc và Đường Thanh đi chơi khắp Hồng Kông, Đường Thanh nói hâm mộ y và Trần Phi Dung trước kia ngày ngày tới thư viện đọc sách với nhau, Trương Khắc cùng Đường Thanh tới thư viện Đại học Hồng Kông ngồi suốt một buổi chiều, lại còn lấy việc công làm việc tư. Gọi cả Trần Phi Dung và Hà Huyền tới, 4 người đi dạo phố nửa ngày, lúc này Đường Thanh mới thỏa mãn cùng Trương Khắc về kiến nghiệp. Về kiến nghiệp, đưa các cô gái tới sáng vực trước, Trương Khắc một mình tới vườn rồi, chẳng bao lâu nữa là Tết rồi, phải đi xem xét các nơi một lượt, Trần Phi Dung bắt đầu có chút ý thức trợ thủ, chủ động đi cùng Trương Khắc. Đi vào tầng vi điện tử, xung quanh vắng vẻ, mấy người Trương Khắc muốn tìm đều không có, lấy làm lạ, liền gọi điện cho Đàm Vân Tùng. Mới biết cả đám kéo nhau sang trung tinh vi tâm rồi, Đinh Hòe nhận điện thoại nói, còn tưởng Mai Khác thiếu gia mới tới, chúng tôi tới về ngay đây.
không chịu nói là chuyện gì. Trương Khắc mặc cho ông ta chơi trò thần bí, dẫn Trần Phi Dung đi khắp các phòng để cô làm quen, có điều Trương Khắc rất nhanh ấm ức phát hiện ra, những nghiên cứu viên ở đây đều có thái độ thù địch với y, thường lấy ánh mắt hoặc thái độ để ám thị, đúng là đồ ngu ngốc, để đáp lại câu hỏi của y. Ngược lại với Trần Phi Dung thì lại hết sức ôn hòa dễ dãi, hỏi một trả lời ba, thao thao bất tuyệt suốt, Trần Phi Dung đành nhắc lại câu hỏi của Trương Khắc hỏi tới khổ, Trần Phi Dung thì lại nhịn cười tới khổ, đành không đi lung tung nữa, chán nản kéo Trần Phi Dung tới phòng nghỉ, vừa đi vừa cay cú nói, đám khốn kiếp đó nếu đối thủ của chúng ta dùng mỹ nhân kế với bọn chúng, nhất định khai sạch bách. Trần Phi Dung chỉ tủm tỉm cười đi bên cạnh mặc cho y nói bậy nói bạ. Không lâu sau Trần Tín Sinh, Đinh Hòe, Đàm Vân Tùng, Liễu Chí Thành, Hàn Cách tới nơi, trông dáng vẻ phấn khởi của bọn họ là Trương Khắc biết 8-9 phần có thành quả mới rồi. Trần Tín Sinh vừa thấy Trương Khắc liền xòe tay ra, cậu xem cái gì đây? Trương Khắc nhìn cái chip trong tay hắn, cầm lấy lật đi lật lại vài lần, giọng không chắc lắp, bộ vi xử lý. Hàn Cách gật mạnh đầu, không sai, chính là vi xử lý, CPU đơn vị xử lý trung tâm. Trương Khắc kích động đứng bật dậy, hay, hay, quá hay. Xung nhịp bao nhiêu nói nhanh. Hàn Cách thấy Trương Khắc kích động cũng mặt đỏ bừng, từ năm 98, Hàn Cách dần đầu một đội ngũ 30 người, vừa nghiên cứu chip video vừa nghiên cứu đơn vị xử lý trung tâm này. Tháng 10 năm ngoái, Hàn Cách đã làm ra nói trong phòng thí nghiệm, may mắn lần đầu tiên thành công hoàn chỉnh thì Trương Khắc về. Hàn Cách hít sâu một hơi, giới thiệu, xung nhịp 200 MHz, chỉ cần 1.5V, tiêu hao 256 MW. Hàn Cách thao thao bất tuyệt. Hoa chân múa tay nói nửa tiếng đồng hồ, Trương Khắc ngoại trừ mấy thông số cơ bản ra thì chẳng hiểu lắm, nhưng kiên nhẫn lắng nghe không cắt ngang lời hắn, đợi hắn nói xong mới hỏi, xem ra chiếc CPU này là bộ xử lý thiết bị di động tốt nhất hiện nay rồi. Hắn cách hưng phấn nói, đúng thế, mặc dù so với Osis SA1110 của DEC xung nhịp thấp hơn 6Hz, nhưng cùng xung nhịp thì hiệu suất cao hơn 10%, đợi công nghệ hoàn thiện hơn, trung tinh vi tâm hoàn toàn có thể sản xuất loại 400mHz. Chúng tôi còn cường hóa rất nhiều chỗ tích hợp. Thay bệnh nghề nghiệp của Hàn Cách lại bắt đầu tái phát, Trần Tín Sinh cắt ngang lời hắn, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ra nhà ăn vừa nói vậy. Khác thiếu gia và trợ lý Trần ở trên máy bay chắc chắn không được ăn đàng hoàng, buổi trưa chúng tôi cũng chẳng có tâm tư ăn cơm, chắc mọi người đói cả rồi. Nhìn vẻ mặt Hàn Cách như đứa bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, Trương Khắc mỉm cười kéo hắn đi, nào, chúng ta vừa đi vừa nói. Khi nào mới ra được CPU 400mHz? Liễu Chí Thành trả lời, ít nhất phải mất nửa năm, hiện nay tỷ lệ thành công cũng không cao. Cả nhóm người vừa đi vừa nói xuống lầu, không ai để ý có hai nghiên cứu viên ở bên cạnh mắt chố ra, một người nói với người còn lại, cái tên đi ở giữa không phải là tên ngốc lúc nãy hỏi lung ta lung tung à? Sao y lại đi cùng với các đại lão? Người còn lại đáp, làm sao tôi biết, chắc là đám làm phần mềm ứng dụng. Lũ đó đa phần là bọn ngu ngốc. Lúc nãy tôi bảo anh trước mặt cô bé xinh đẹp phải giữ phong độ, giờ hối hận chưa? Thôi đi, vừa rồi anh khá hơn tôi lắm đấy. Đợi rời vườn rồi thì đã là 10 giờ, đó là do Trương Khắc nhớ đường thanh cho nên mới miễn cưỡng thoát thân, trên đường đi vẫn chưa hết hưng phấn, cuối cùng đám chuyên gia đã rời đi, không cần sợ múa dìu qua mắt thợ nữa, phấn khích nói với Trần Phi Dung, chú Bưu nói, sau này mỗi người có một thiết bị cầm tay, ở trong thiết bị này. Chúng ta có thể xem sách, xem phim, xem TV, check mail, thanh toán tiền, tất cả những chuyện bạn nghĩ ra đều có thể làm được. Sao nghe giống như bạn bịa ra thế? Trần Phi Dung hỏi, mình có đọc sách nói về chú Bill có thấy nói thế đâu? Trương Khắc gãi đầu, y cũng chẳng nhớ là Bill Gates nói câu tương tự bao giờ, chắc là sau này, vội lảng đi, hôm nay toàn phải nghe những thứ kỹ thuật khô khan, bạn có cảm thấy chán không? Chương 1356, tâm tư của Đường Thanh. Trần Phi Dung lắc đầu, không, mặc dù có rất nhiều thứ không hiểu, có điều bọn họ nói rất đơn giản, nên mình vẫn hiểu đại khái. Hơn nữa nhìn mọi người hưng phấn như vậy, mình cũng cảm thấy bản thân đang tham gia vào một sự nghiệp vĩ đại cảm giác rất tốt. Trương Khắc đứng lại nhìn cô trợ lý của mình thấy tối nay bạn không nói gì cả, có kiến nghị gì không? Trần Phi Dung chống một ngón tay lên cằm, hơi nghiêng đầu đi, nói, mình thì ý kiến gì được, theo kịp suy nghĩ của mọi người đã vất vả lắm rồi. Có điều buổi chiều cùng bạn đi xung quanh, thấy mọi người rất tản mát, liệu có phải là vấn đề không? Ở bên thương vụ Cẩm Hồ không như thế à? Trần Phi Dung gật đầu, khác nhiều lắm,
ở Hồng Kông lúc nào cũng bận rộn, không chỉ riêng mình, mà ai cũng thế, lúc nào cũng có điện thoại, fax, họp hành, công việc tưởng chừng không bao giờ làm hết, cảm thấy áp lực rất lớn. Cẩm Hồ khuếch trương quá nhanh, bận rộn là chắc chắn rồi, có điều thực ra bên vườn sồi này nhiệm vụ cũng rất nặng, tản mát mà bạn nói chỉ là bề ngoài thôi. Nếu như bạn tới Ái Đạt, sẽ phát hiện ra Ái Đạt khác hẳn, mọi người đều biết rõ tiếp theo mình sẽ làm gì, tốt bao nhiêu thời gian, phải dùng cách gì. Trương Khắc mỉm cười nói, nào, để mình kiểm tra bạn nhé, nguyên nhân là vì sao? Trần Phi Dung ngẫm nghĩ, có phải là vì vấn đề mức độ hoàn thiện của xí nghiệp, cùng với loại hình nghiệp vụ khác nhau? Trương Khắc vỗ tay tán thưởng, gần như thế, Cẩm Hồ muốn khuếch trương ở cả chuỗi sản nghiệp, chỉnh hợp tài nguyên chất lượng. Cho nên rất phức tạp, yêu cầu mỗi nhân viên đều chủ động gánh vác, không ngừng tìm việc để làm. Ái Đạt là xí nghiệp truyền thống, Tô Tân Đông đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc quản lý, cho nên ai lo việc người nấy là được. Còn về vườn sồi, thứ đáng quý nhất là năng lực sáng tạo, mình không muốn dùng quy củ hà khắc hạn chế bọn họ. Ở vườn sồi, nếu đảm bảo tiến độ, bạn có thể thoải mái an bài thời gian công tác. Nếu có ý tưởng riêng của mình, có thể dùng phòng thực nghiệm, chỉ cần không vượt quá 20% thời gian công tác là được. Qua, thật hâm mộ, mình muốn tới vườn sồi làm việc, tiếc là mình không làm về nghiên cứu. Cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Trương Khắc lắc đầu, ban đầu mình cũng lo chế độ này quá tự do, từng có điều tra, kết quả phát hiện mỗi nghiên cứu viên bình quân một tuần dùng hơn 60 tiếng ở phòng thực nghiệm, nên mình không lo nữa. Năm ngoái vườn sồi xin hơn 1.000 bản quyền phát minh, một nửa là do nhân viên nghiên cứu làm ra ngoài thời gian công tác, mình còn gì không thỏa mãn. Trần Phi Dung gật đầu cười, đúng rồi, đây mới là Trương Khắc, làm việc tốt không bao giờ chịu thiệt. Không ngờ bạn cũng học xấu rồi, nếu người ta làm việc tốt đều chịu thiệt thì còn ai muốn làm chuyện tốt nữa. Về tới chung cư thanh niên, nhìn thấy Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Lệnh Tiểu Yến, Mã Lực đều có mặt, Lâm Băng đã xin nghỉ việc rồi, nghe Lệnh Tiểu Yến nói, thực ra Lâm Băng chấp nhận Mã Lực chỉ vì khi đó Mã Lực theo đuổi quá dữ, trong lúc yếu mềm nên gật đầu. Qua sự kiện Ngụy Đông Cường, Lâm Băng nhận ra vẫn không thể quên được người cũ, cảm thấy có lỗi với cả hai, muốn nghỉ việc tĩnh tâm lại. Có người bảo Lâm Băng ngốc nghếch, Ngụy Đông Cường hoàn toàn không xứng đáng để cô phải đau khổ như thế, nhưng ai yêu thực sự sâu sắc mới có thể hiểu, tình yêu hoàn toàn không có chữ lý, nếu cân đong đo đếm, cân nhắc hơn kém được, thì không phải tình yêu. Trương Khắc định đưa Lâm Băng sang Thế Kỷ Hoa Âm giúp Giang Đại Nhi, để cô đi nhiều, tiếp xúc nhiều, có lẽ sẽ nghĩ thoáng hơn. Hơn nữa phía Thế Kỷ Hoa Âm đang rất cần người. Thời Học Bân thấy Trương Khắc đi vào, nhanh mồm hỏi ngay, trông mặt Khắc thiếu gia Xuân Phong đắc ý thế kia, chắc gặp chuyện gì vui rồi. Trương Khắc thấy không có người ngoài, chẳng che giấu, vườn sồi vừa làm ra CPU cho thiết bị di động, so với thị trường đi trước một bước. Thời Học Bân kinh ngạc, hét lớn, tuyệt vời, Trung Quốc có thể làm được CPU rồi, Cẩm Hồ là nhà đầu tiên phải không? Thi Tân Phi hào hứng nói. Không sai, đám truyền thông luôn miệng nói Trung Quốc không có tim, giờ thì bọn chúng phải câm miệng hết rồi. Trương Khắc lắc đầu, không hoàn toàn, hạch tâm vẫn là của Arm, có điều vườn sồi có bản quyền hoàn chỉnh. Chơi chữ, chip, tâm phiến, Trung Quốc không có tâm phiến. Thi Tân Phi tức thì xìu xuống, Đỗ Phi thì không nghĩ thế, thế đã là không tệ rồi, vườn sồi có kế hoạch tuyên truyền không? Trương Khắc khoát tay, không, tao không muốn dùng tới chiêu bài yêu nước để bán sản phẩm. Xí nghiệp lớn mạnh là phải dựa vào thực lực, không phải là dựa vào lòng đồng tình. Mông Nhạc cũng tán thành, không sai, muốn rèn sắt phải dựa vào sức bản thân. Mã Lực không phục, người Trung Quốc đương nhiên phải ủng hộ xí nghiệp Trung Quốc, yêu nước thì có gì không hay, chẳng qua hiện giờ Ái Đạt không cần dùng chiêu bài này thôi. Trương Khắc nhớ tới sự kiện Hán Tâm kiếp trước, có một giáo sư dùng chip của Motorola, mài đi dấu hiệu, thêm vào chữ ký của mình, thế rồi nói là do mình nghiên cứu ra. Hoành hoang đặt tên cho nó là Hán Tâm số 1, không ngờ bao nhiêu viện sĩ không phát hiện ra, báo chí đưa tin dùm beng, cuối cùng, Hán Tâm số 1 vốn mang tới tự hào dân tộc, trở thành một sự kiện làm giả thành quả nghiên cứu chấn động. Trương Khắc thầm cười lạnh, nhắc bản thân nhất định sớm vạch trần tên giáo sư đó, tạm gạt bỏ suy nghĩ này đi, cười nói, cũng không phải nguyên nhân hoàn toàn là thế, mặc dù kỹ thuật này đi đầu, nhưng Intel và T nếu muốn, nhiều lắm mất nửa năm có thể làm ra sản phẩm hoàn thiện hơn. Cho nên phải làm âm thầm. Thời Học Bân giơ ngón cái lên, cao, Thái Quân đúng là cao. Trương Khắc giơ chân ra làm động tác muốn đá hắn, xéo, tôi ghét nhất người Nhật. Thời Học Bân cười khả ố,
đương nhiên rồi, trước kia Khác thiếu gia ghét nhất người Hàn Quốc, hiện giờ chắc chắn ghét nhất người Nhật. Đỗ Phi chỉ hận tay không đủ dài đấm vào mặt Thời Học Bân một phát. Thái quân, một cách gọi người Nhật của người Trung Quốc. Trương Khác chột dạ muốn nhìn Đường Thanh, đáng tiếc Đường Thanh ngồi sau lưng y, mà Trương Khác không dám quay đầu lại, nhưng cơn đau nhói trên đùi nói cho y biết tâm tình của cô lúc này. Trương Khác á một tiếng, Đường Thanh tức thì rụt tay về, mọi người chẳng hiểu gì nhìn y. Đỗ Phi biết sắp có chiến tranh rồi, liền kéo mọi người đi, đợi mọi người đi cả. Trương Khác đang muốn nói chuyện thì Đường Thanh nắm tay Trần Phi Dung, đi, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau. Trương Khác vội ngăn lại, đợi đã, mình có rất nhiều tài liệu muốn Phi Dung xem, bạn đừng cản trở công việc của Phi Dung. Trần Phi Dung vừa bực mình vừa buồn cười, cả hai đừng suốt ngày lôi mình vào được không, mình phải đi tắm đây. Trương Khác tay trái nắm tay Đường Thanh, tay phải vẫy, được rồi, bạn đi ngủ trước đi. Thấy Trần Phi Dung lên lầu rồi. Trương Khác kéo Đường Thanh ngồi xuống ghế sofa, còn y lại ngồi xuống sàn, kề sát bên chân Đường Thanh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dài của cô, nhất thời không biết phải giải thích chuyện của Lý Hinh Dư ra sao, ngược lại cảm thấy nhìn cô vợ nhỏ của mình mãi không chán, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cô. Đường Thanh đợi một lúc chẳng thấy Trương Khác lên tiếng, chỉ thấy y chăm chú nhìn mình, lòng dần dần mềm xuống, dựa lưng vào ghế sofa, có chút buồn bã giận dỗi, đôi khi mình chỉ muốn bản thân không biết gì cả. Nhưng mình càng sợ mình là người cuối cùng được biết. Nghe cô ấy tự sát, mình không nghĩ ra lý do gì để không cho bạn giữ cô ấy bên cạnh. Đôi lúc mình rất hối hận vì sao mình lại đi Hong Kong, lúc đó mình biết bạn thích Hứa Tư rồi, mình muốn tránh đi thật xa, nghĩ tới Hong Kong rồi sẽ không nhớ tới bạn nữa. Tới khi đó mình đi gặp Hứa Tư, nếu chị ấy là người tốt, mình sẽ yên tâm rời khỏi bạn, không ngờ. Không ngờ cuối cùng vẫn không chạy thoát. Chương 1357 Bạn mãi mãi là to nhất. Trương Khác nhớ lại lần tiễn Đường Thanh đi Hong Kong du học, thảo nào lúc đó y có cảm giác rất lạ, cảm giác giống kiếp trước khi biết Đường Thanh đi nước ngoài du học, thì ra cô bé này có ý định rời khỏi mình thật, nhìn Đường Thanh luôn luôn tươi cười với y, khuôn mặt luôn luôn rạng ngời lại nói những lời như thế, cuộn đau trong lòng, mắt đỏ lên, mình xuyên Việt 14 năm, chẳng lẽ vẫn không thể chiếu cố được cho cô ấy sao? Trương Khác đưa tay ra, vuốt mái tóc dài bồng bềnh của Đường Thanh, lẩm bẩm, xin lỗi, mình chỉ biết, mình không thể mất bạn. Đường Thanh trượt xuống sàn, ngồi vào trong lòng Trương Khác, gác cằm lên vai y, giọng rất nhỏ, mình cũng thế, hôm nay nghe mọi người nói chuyện với nhau, Phi Dung hiểu, mà mình lại không hiểu gì cả, bạn càng ngày đi càng nhanh, mình lo tới một ngày sẽ mất bạn. Trương Khác hôn lên má Đường Thanh, sao thế được, bạn mới là điều quan trọng nhất của mình. Đường Thanh thủ thỉ, nhưng mình hy vọng luôn ở bên cạnh bạn, đi cùng bạn. Mình muốn làm trợ lý cho bạn như Phi Dung, có điều mình ngốc nghếch, không sao đuổi kịp bạn. Trương Khác nhìn Đường Thanh yêu thương, xúc động nói với Đường Thanh, cô bé ngốc, thực ra mình có rất nhiều việc bạn có thể làm cùng mình. Đường Thanh ôm cổ Trương Khác, mình làm được gì chứ, mình đâu được bồi dưỡng làm người nối nghiệp đế quốc tài chính từ nhỏ. Trương Khác hôn chụt lên môi cô, đương nhiên đó là chuyện của con chúng ta mà. Đường Thanh đỏ mặt véo tai Trương Khác, không cho ba hoa. Nói mau mình có thể làm được gì. Thực ra thương nghiệp cũng không phải quá phức tạp, bạn muốn học khẳng định sẽ được, chuyện mình làm cũng không phải toàn là thương nghiệp, một số việc, dùng thủ đoạn thương nghiệp xử lý dễ hơn một chút thôi. Ví như mình yêu cầu giấy Tân Quang trong vòng 10 năm tỷ lệ sử dụng giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất giấy, công tác thu hồi này có thể thương nghiệp hóa, mình còn muốn lợi dụng cơ hội này đẩy mạnh phân loại rác thu hồi, có điều đó là kế hoạch lâu dài to lớn hơn. Đường Thanh hơi do dự. Bạn bảo mình đi nhặt rác á? Được, nhưng mà lần đầu tiên bạn phải đi nhặt cùng mình. Cô bé này thông minh như quỷ, lắm lúc ngây thơ tới đáng yêu, Trương Khác bật cười, đâu cần tự bạn làm, tối đa cũng chỉ thi thoảng cần bạn làm tượng trưng đưa lên TV tuyên truyền thôi. Ngoài ra hiện giờ có rất nhiều trẻ em thất học, công trình hy vọng mặc dù làm được không ít, nhưng mình thấy tiêu chuẩn còn quá thấp, không phải chỉ xây một chỗ để học là được. Trường học còn là nơi tập trung công cộng. Ở các quốc gia phát triển, đó còn là nơi tị nạn. Mình muốn lập một quỹ, nâng cao tiêu chuẩn trường học, ngoài ra còn cung cấp bồi dưỡng huấn luyện giáo viên, rồi quyên một ít thiết bị, bao gồm máy vi tính, bạn thấy thế nào? Đường Thanh cao hứng nói, hay quá, ở Hong Kong mình từng làm tình nguyện viên của công trình hy vọng đấy. Những chuyện này bạn có thể thương lượng với chị Vãn Tình, quỹ hải dụ của chị ấy có không ít kinh nghiệm. Mình và chị Vãn Tình có gửi một khoản tiền 200 triệu đô la Mỹ ở Singapore. Khi đó để cho tỉnh Giang Nam vay kiến thiết lại,
hiện gần tới lúc rồi, bạn có thể thương lượng với chị ấy thong thả mà tiêu. Đường Thanh tròn mắt, 200 triệu đô la Mỹ cơ à, nhiều tiền như thế, phải tiêu làm sao đây? Rồi đột nhiên ngờ vực hỏi, bạn và chị Vãn Tình không có cái gì đấy chứ hả? Không ngờ vòng một vòng, lại quay về vấn đề nguy hiểm, Trương Khắc vờ như không có gì, sao thế được? Không phải bạn mệt rồi chứ, bắt đầu nói mơ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Không có gì thì tốt, có điều quỹ y học dưới quỹ hải dụ là do chị Hứa Tư bỏ tiền phải không, mình có hứng thú với cái đó hơn. Đường Thanh cười tủm tỉm, còn đặt một tay lên ngực Trương Khắc, kiểm tra nhịp tim của y xem có nói dối không. Trương Khắc cười gượng, thế cũng được, có điều chuyện ấy mình cũng không quan tâm nhiều lắm, cụ thể bạn cứ hỏi các chị ấy. Muộn thế này, Đường Thanh đúng là buồn ngủ rồi, hôm nay tha cho bạn đấy, có điều phải bế mình lên lầu. Trương Khắc như được ban lệnh đại xá, bế Đường Thanh vào trong lòng, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, đứng lên mới phát hiện chân mình bị Đường Thanh ngồi đè lên tê dại hết rồi, quỳ trên mặt đất, lê gối đi, chỉ làm được thế này thôi, không đứng lên được nữa rồi. Đường Thanh thấy y vất vả như thế, liền rời khỏi lòng Trương Khắc, giúp y nhẹ nhàng bóp chân, Trương Khắc cợt nhả, thực ra mình muốn bạn giúp mình bóp chỗ khác cơ. Đường Thanh trừng mắt nhìn y, tất nhiên không chịu giúp y bóp chỗ khác, cười khúc khích đứng dậy, đuổi mình đi, nếu đuổi được mình bóp cho bạn. Rồi tự mình lên lầu. Trương Khắc cố đứng dậy, nhìn bóng lưng như yêu tinh trong đêm của Đường Thanh, khóc không ra nước mắt, tập tễnh bỏ lên lầu. Đường Thanh đã thay áo ngủ. Một chiếc áo ngủ máu tím, chân bóng, mềm mại dán sát người, làm tôn lên những đường cong trên người cô, mái tóc xõa trên vai như thác nước đổ xuống chiếc lưng thon thả và bờ vai tròn trịa. Hai cánh tay mịn màng chân bóng, da trắng mềm mại, mềm tự không xương. Cổ áo trước ngực rất thấp, cặp vú nảy nở nhô cao lồ lộ hai núm vú xinh xinh, chiếc áo ngủ tím trùm lên đôi chân quyến rũ, làm nền cho cặp mông mẩy, đoạt lấy hồn phách của đôi mắt dại dột nhìn vào. Đường Thanh vừa soi gương. Nhìn bóng mình trong gương, chỉ thấy làn da như tuyết như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày thanh tú, đôi mắt dài mang vẻ lả lơi quyến rũ chết người, vừa nhìn Trương Khắc trong gương hỏi, nghe nói ngực cô gái Hàn Quốc còn to hơn cả của chị Đan Thanh, có phải bạn thích các cô gái ngực to không? Trương Khắc cảm thấy buồn cười, đi tới sau lưng cô, hai tay chụp lên bầu vú của Đường Thanh, dùng mũi cọ vào cổ cô, mình thích có thể dùng một tay nắm được hơn. Cảm giác cổ rất ngứa, Đường Thanh giật cùi chỏ Trương Khắc một cái. Quay người đi vờ giận, mình không làm nữ nhân bị bạn nắm giữ đâu. Đường Thanh đi tới bên giường, xoay lưng lại phía Trương Khắc nằm xuống, hôm nay chỉ cho bạn xoa bóp. Chỉ xoa bóp thật sao? Không chịu thì thôi mình ngủ đây. Đường Thanh hứ một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu. Ngủ thật rồi à, Trương Khắc ngồi sướng bên giường gọi khẽ. Đường Thanh vẫn nằm im, chẳng hề có chút phản ứng nào. Đường Thanh ngủ rất giỏi. Nhưng Trương Khắc phải có cái đầu heo như Đường Thanh vẫn gọi mới tin cô ngủ thật, xem ra cô vợ nhỏ của mình bắt đầu hiểu những chuyện tình thú này rồi. Trương Khắc từ từ kéo chiếc chăn xuống, Đường Thanh tĩnh lặng nằm nghiêng người, gò má ửng hồng, chiếc áo ngủ bao bọc lấy đồi ngực mềm mại đáng yêu, chiếc váy ngủ hơi ngắn để lộ cặp mông trắng nõn nà. Tim Trương Khắc ngừng đập một giây hơi thở trở nên gấp gáp. Nhìn mê mẩn đầu óc một hồi Trương Khắc thiếu chút nữa quên mất cả việc chính, gõ đầu mình một cái. Ghé miệng tới hôn lên cánh môi đỏ như máu sau đó vờ lùi lại, híp mắt lại vờ ngủ, trò chơi này càng lúc càng thật, một lúc sau mới hé hé mắt ra, năm ngón tay từ từ tiến tới chạm vào ngực Đường Thanh thăm dò, cẩn thận bóp nhẹ một cái, bóp mạnh hơn, mân mê nắn bóp. Nhưng chẳng được Trương Khắc hết chịu nổi, hất tung tấm chăn, xoẹt một cái, chiếc áo ngủ của Đường Thanh kéo tuột xuống dưới thắt lưng, Đường Thanh không vờ ngủ nữa, mở mắt ra e thẹn nũng nịu, đồ xấu xa. Trương Khắc mặc kệ xấu với xa. Cúi đầu hôn điên cuồng lên chiếc cổ ngọc ngà, hai tay bấu lên trái đào non mềm, nhào nặn với chút thô bạo. Đường Thanh ngửa cổ thở dốc, mũi phát ra tiếng rên rỉ mê người, có nhỏ quá không? Thì ra cô bé nà vẫn còn để bụng chuyện Lý Hinh Dư, nam nhân thông minh lúc này không nên nói gì. Trương Khắc bế xốc Đường Thanh dậy, đặt cô ngồi lên người vùi mặt vào hẳn giữa ngực, đinh cởi quần lót của cô mới phát hiện ra chạm vào đám cỏ thơm đẫm nước, thì ra bên trong váy chẳng còn cái gì. Tiến vào cơ thể Đường Thanh, xúc kích với tốc nhanh mạnh và dồn dập, Đường Thanh phát ra tiếng rên dài từ tận cổ họng, tấm thân mềm mại ưỡn tới đón nhận đợt sóng vỗ bờ, tới khi cả người mềm oạt dựa hẳn vào người Trương Khắc, đầu dựa vào vai y, tay buông thõng, trước khi hoàn toàn lịm đi, cô nghe rõ Trương Khắc nói, bạn mãi mãi là to nhất. Chương 1358, địa ốc là con thú dữ.
Ngày hôm sau Trương Khác cùng Đường Thanh lên tàu hỏa xuất phát từ Kiến Nghiệp, 9 giờ tới được Kim Sơn, đến biệt thự bên hồ mới biết Đường Học Khiêm tới Chỉnh Phủ tỉnh làm việc rồi, Cố Kiến Bình để lại cơm sáng cho y và Đường Thanh. Ăn qua loa bữa sáng, Trương Khác và Đường Thanh nắm tay nhau đi về phía nhà Từ Học Bình, nhớ lại ánh mắt Cố Kiến Bình nhìn mình trong bữa cơm, Trương Khác hỏi, sao hôm nay mắt mẹ bạn là lạ? Làm sao mà mình biết được, mẹ mình còn quý bạn hơn mình mà. Về tự bạn đi mà hỏi, bây giờ từ mặt Đường Thanh thật khó mà biết cô có nói dối hay không nữa rồi. Hai nhà cách nhau không xa, đi vài bước đã tới. Tiểu Khác và Tiểu Thanh tới rồi, vừa khéo trưa nay dì gói sủi cảo, Tiểu Thanh, cháu gọi mẹ cháu qua đây đi, buổi trưa cùng tới nhà dì ăn cơm. Chu Thúc Huệ nhìn thấy Trương Khác và Đường Thanh đi tới, nhiệt tình mời. Vâng ạ, để cháu gọi điện cho mẹ cháu sang làm cùng, cháu ở bên hỗ trợ. Đường Thanh chẳng có chút kinh nghiệm làm sủi cảo nào, thật ra là hầu hết các món ăn đều thế, nhưng rất hưng phấn muốn thử. Tiểu Khác tới thư phòng đánh với bác ván cờ. Từ Học Bình biết hôm nay Trương Khác sẽ tới nên không đi làm sáng, nghe tiếng nói cười vui vẻ ở phòng khách thì đi ra gọi. Để Đường Thanh ở lại cùng Chu Thục Huệ, Trương Khác theo vào thư phòng, một thời gian rồi không gặp, tinh thần Từ Học Bình rất tốt, nhưng người càng gầy đi, giữa mày có nếp nhăn không giãn ra được. Trong lòng Trương Khác lờ mờ hiểu ra gần đây ông lo lắng vấn đề gì. Chính phủ sớm đưa ra nghị quyết thúc đẩy cải cách nhà thương phẩm như thế vốn hy vọng lấy địa ốc đi đầu, từ đó thúc đẩy kinh tế quốc dân nhanh chóng phát triển, thực hiện mục tiêu cuối cùng là dân giàu nước mạnh. Chỉ là chính phủ địa phương khó tránh khỏi tâm lý nóng vội ham cái lợi trước mắt, trực tiếp thông qua bán lượng lớn đất, làm GDP tăng mạnh lấy cái gọi là chính tích ưu tú, từ đó gây ra giá cả địa ốc tăng vọt, chưa chuẩn bị đầy đủ cho vấn đề dân sinh. Thậm chí một số địa phương thấy mà coi như không thấy. Từ Học Bình hẳn đã lo lắng về này một thời gian rồi, khai cuộc chưa được bao lâu đã nói. Từ năm 1990 đến năm 2000, vấn đề dân sinh lớn nhất trong nước là cải cách quốc sĩ gây ra vấn đề công nhân mất việc và tái nghiệp, nhưng đó chỉ là cơn đau ngắn, cùng với kinh tế quốc dân phát triển, càng có nhiều công việc mới tạo ra tiêu hóa công nhân mất việc này, vấn đề đó không phải cơn đau đầu của chính phủ các cấp. Còn sau khi tiến vào năm 2000, giá nhà ở liên tục tăng vòn vọt gây ra vấn đề dân sinh rộng lớn và mâu thuẫn xã hội gay gắt, là vấn đề đau đầu kinh niên của chính phủ. Trương Khác biết sau khi nền kinh tế quốc dân được đặt lên mình con mãnh thú địa ốc, những vấn đề này không biến mất cùng kinh tế phát triển, mà mỗi lúc một trở nên tồi tệ, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra lối thoát. Vấn đề này giờ mới chỉ là bắt đầu, chính phủ bán đất chỉ là cái đẩy đầu tiên khiến giá địa ốc tăng lên, tiếp đó là nhà đầu tư trong ngoài đánh hơi máu tanh đổ tới. Tiếp đó là các quốc sĩ lơ là nghiệp vụ chính, thậm chí là những cá nhân có chút tiền, đều đổ tiền vào địa ốc, nó sẽ cuốn lại với nhau thành một thế lực, thông qua cơ cấu ngân hàng, cuối cùng trói buộc kinh tế quốc dân và địa ốc vào với nhau, đẩy giá địa ốc lên tới mức không thể khống chế, gây ra mâu thuẫn xã hội nghiêm trọng. Đem so với lo lắng của Từ Học Bình, Trương Khác càng hiểu rõ mấy năm sau giá địa ốc tăng theo chiều thẳng đứng đáng sợ thế nào, nếu nói ra bây giờ chẳng khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Hiện giá nhà với con số hàng ngàn đã khiến đại bộ phận gia đình không gánh vác nổi, huống hồ là tăng lên với con số hàng vạn sau này. Tay đang định đặt cờ của Từ Học Bình khựng lại, trước đó ông chỉ từ chức trách chính phủ nghĩ tới giá địa ốc tăng gây ra vấn đề xã hội, chưa tính tới nó khiến cả nền kinh tế chuyển biến lớn. Điều cháu nói đúng là làm người ta không rét mà run, nhưng đó là điều có thể dự kiến. Từ bản luận sớm nói, nếu như có 50% lợi nhuận, người sẽ dám mạo hiểm, nếu có 100% lợi nhuận, người ta dám trả đạp lên mọi pháp luật trên đời. Hiện giờ với xu thế phát triển hiện nay, thị trường địa ốc đâu chỉ có lợi nhuận 100%. Từ Học Bình hiển nhiên có điều tra cụ thể về địa ốc. Tuyệt đại nhà đầu tư địa ốc trong quá trình khai phát chỉ cần dựa vào một lượng vốn nhỏ là có thể thao tác rồi, đầu tiên là thông qua các loại thủ đoạn lấy được đất, sau đó thông qua phương thức cơ bản chịu nợ, do công ty xây dựng hoặc đội xây dựng làm nhà. Đợi nhà xây xong mới trả tiền xây dựng và tiền chuyển nhượng đất cho chính phủ. Nghiêm trọng hơn nữa, vì thời đầu chính phủ không có yêu cầu nghiêm ngặt, một số thương nhân địa ốc khi nhà mới đào móng đã bắt đầu bán đi rồi, khiến về sau chính phủ phải ra loạt quy định nghiêm khắc bắt buộc nhà thương phẩm muốn bán phải xong kết cấu chính. Còn có hành vi nghiêm trọng khác, thương nhân địa ốc sau khi có được đất không vỡ đất khởi công mà ôm đất đợi qua nửa năm hoặc một năm trực tiếp sang tay kiếm lãi gấp bội. Trong thời gian đó chỉ cần trả tiền chuyển nhượng đất cho chính phủ và chút lãi suất ngân hàng thôi. Lợi nhuận sẽ khiến tất cả trở nên điên cuồng. Đường Học Khiêm sáng sớm tới chính phủ tỉnh xử lý xong việc, chưa tới trưa đã về, cùng Từ Học Bình và Trương Khác thảo luận ảnh hưởng của kinh tế địa ốc.
Đem so với Từ Học Bình nhìn vấn đề từ góc độ vĩ mô, Đường Học Khiêm là phó tỉnh trưởng làm việc cụ thể, nghe kể lại nội dung nói chuyện trước đó, tức thì nghĩ tới biện pháp ứng phó cụ thể. Tình hình mà Tiểu Khác nói hiện còn chưa thấy được dấu hiệu, nhưng có thể tưởng tượng ra cùng với việc càng nhiều người nhận thức được lợi nhuận lớn ẩn chứa trong đó, thì đó là chuyện không tránh khỏi. Đường Học Khiêm chỉnh đối lại đường lối suy nghĩ, nói, cần phải thiết lập ngưỡng tiến vào thị trường địa ốc cao hơn, thiết lập chế độ chuẩn, ngăn ngừa kẻ đầu cơ nhảy vào kiếm lợi. Các công ty, đội ngũ xây dựng phải tiến hành cấp giấy chứng nhận, đảm bảo chất lượng công trình được xây dựng. Còn đối việc bán nhà thương phẩm, phải có yêu cầu khi công trình chủ thể hoàn công mới được giấy phép tiêu thụ công khai. Làm như thế không chỉ dám thiếu việc mua bán vô nguyên tắc gây ra hàng loạt vấn đề tranh chấp và quản lý, còn đề phòng hoạt động lừa đảo. Ngoài ra với hành vi ôm đất chờ tăng giá, phải quy định thời gian khởi công công trình, hết thời gian sẽ xử phạt nặng, thậm chí trực tiếp thu lại đất. Những điều Đường Học Kiêm nói nếu được thao tác sớm, Trương Khắc tin rằng có thể áp chế phần nào xu hướng giá địa ốc tăng vọt trong tương lai, còn đợi chuyện đã phát sinh, muốn cứu vãn là quá muộn, theo quỹ tích lịch sử cũ, mấy năm sau địa ốc là con hung thú không thể khống chế có quá nhiều lợi ích dính líu vào đó, đừng nói tới áp chế, mà chỉ tới gần định thuần phục thôi cũng bị nó điên cuồng công kích. Vấn đề bức thiết ngay trước mắt nói ra làm Từ Học Bình và Đường Học Khiêm đều không còn tâm tư nghĩ tới chuyện cơm nước, sáng nay ánh mắt của Cố Kiến Bình làm Trương Khắc chẳng dám ăn, lúc này chỉ đành ôm cái bụng đói bồi tiếp. Đường Thanh tới gọi hai lần không có hiệu quả, cuối cùng phu nhân bí thư tỉnh ủy và phu nhân phó tỉnh trưởng cùng tiến vào mới mời được ba người ra ăn cơm. Cứ bàn việc là quên hết cả, ở nhà cũng thế, anh xem, làm Tiểu Khắc đói rồi đây này. Cố Kiến Bình thấy Trương Khắc bất kể sủi cảo còn nóng. Vừa suýt xoa vừa nhét vào mồm, đau lòng oán trách chồng. Dì Cố, đừng trách bác Đường, chỉ tại dì và dì Chu là sủi cảo quá ngon đấy thôi. Nhìn Trương Khắc vừa nhai nhồm nhoàm vừa hàm hồ giải thích, mọi người đều bật cười. Đường Thanh len lén lườm Trương Khắc một cái, ý nói y trợn mắt nói dối, lấy lòng mẹ vợ. Chương 1359, muốn điều tra Cẩm Hồ. Từ Học Bình tuổi đã cao, Đường Học Khiêm cũng ngót nghét 50 rồi. Bình thường mỗi bữa đều ăn không nhiều, ăn 5-6 cái sủi cảo, uống vài ngụm canh, liền dừng đũa, tới ghế sofa trò chuyện. Trương Khắc còn muốn ăn thêm mấy cái sủi cảo nhân trứng gà rau hẹ, thấy Từ Học Bình và Đường Học Khiêm trông tựa ngồi bên nói chuyện, thực chất là đang đợi y để vào thư phòng bàn bạc tiếp. Trương Khắc sao dám thoải mái đánh chén, nhét vội hai cái sủi cảo vào mồm, lấy khăn lau mồm sạch sẽ rồi đứng dậy. Chu Thục Huệ lo cho sức khỏe của chồng, ý muốn bảo bọn họ nghỉ ngơi một chút đã. Nhưng nhìn sắc mặt chồng, biết ông thảo luận vấn đề đau đầu mấy ngày qua, nên thở dài đành thôi. Vừa rồi khi ăn cơm, tôi nghĩ buổi sáng chúng ta thảo luận đều là nhắm vào đường lối làm sao quy phạm và phát triển lành mạnh địa ốc, nhưng bất kể dùng thủ đoạn gì, giá nhà tăng là một xu thế chỉnh thể, xét từ phương diện chức năng của chính phủ, vẫn phải suy nghĩ làm sao xử lý vấn đề nhân sinh trước. Vào thư phòng nếp nhăn trên mày Từ Học Bình tựa hồ giãn ra đôi chút. Lời này không phải là thảo luận bình thường nữa. Mà mang theo ý an bài công tác của cấp trên cấp dưới, Đường Học Khiêm liền ngồi thẳng dậy lắng nghe. Lần này thảo luận tới tận giờ cơm tối, nhìn dưới ánh đèn Từ Học Bình tóc đã trắng cả, khóe mắt Đường Học Khiêm cũng tăng không ít nếp nhăn, Trương Khắc thầm than, quan viên làm việc vì dân luôn gánh vác nhiều hơn, lần này đưa ra một loạt chính sách hạn chế một số kẻ trục lợi, họ sẽ càng gánh chịu nhiều mưa gió hơn nữa. Thực ra Trương Khắc càng hy vọng vấn đề thảo luận hôm nay được người tầng cấp cao hơn biết tới. Từ đó có thể đem một số chính sách và biện pháp mở rộng ra toàn quốc, ít nhất có thể giảm được bớt áp lực cho hai người bọn họ. Chỉ là quốc gia lớn như thế, tất cả đều phải thong thả, vội vàng là không được. Sáng hôm sau Trương Khắc ngồi tàu hỏa về Kiến Nghiệp, xuống sân ga kỳ quái hỏi Đỗ Phi, sao mày lại rảnh rỗi tới đây đón tao? Mà gần đây Thịnh Hạ đi đâu rồi? Anh Thịnh an bài cô ấy sang Kuala Lumpur học quản lý khách sạn, cả Tết cũng ở bên đó, tao không có chỗ nào để đi. Đành theo mày lêu lổng vậy, mày có về Hải Châu không, bọn mình cùng đi. Mày muốn tìm Chu Hiểu Lộ thì cứ việc, đừng lôi tao vào. Trương Khắc không chút khách khí bóc trần mưu đồ của hắn, đến Hải Châu mày xéo thật xa cho tao. Vậy cứ quyết định như thế, khi nào đi thì gọi tao. Đỗ Phi ở trước mắt Trương Khắc không cần tỏ ra có chút xấu hổ nào, vợ chồng lão mông muốn chủ trì hải túc, nói muốn bàn với mày, khi nào mày rảnh thì cùng tao tới sáng vực. Hạ quyết tâm rồi à? Thế có nghĩa là mọi vấn vương của Tịch sư tỷ với Vương Hải Thúc đã không còn chút gì nữa, lão mông nhất định mừng lắm, vừa vặn cũng gần nhà Tịch sư tỷ. Trương Khắc mừng thay cho bọn họ, chuyện sáng vực thì mày cứ quyết,
cần gì bàn với tao làm gì, hơn nữa hôm nay tao phải lên tỉnh ủy một chuyến, chiều lại tới vườn xôi. Sao lại lên tỉnh ủy, xảy ra chuyện gì? Đỗ Phi hơi khẩn trương. Không có chuyện gì, sắp Tết rồi, đi chúc Tết thôi, ngoài ra Hương Tuyết Hải lên TTCK phải thông báo một tiếng, nếu không các lãnh đạo lại trách. Trương Khắc nhún vai. Vậy tối tới 1978, thế nào cũng phải bàn với mày bọn họ mới yên tâm đi làm. Đỗ Phi không cho Trương Khắc thoái thác, khởi động xe phóng vút đi. Trương Khắc tới tỉnh ủy, trước tiên tới chỗ Lục Văn Phu, đợi Lục Văn Phu báo với Lý Viễn Hồ rồi mới cùng tới văn phòng cả Lý Viễn Hồ. Lần trước gặp Lý Viễn Hồ là chuyện quỹ xúc tiến khiến thiệt khoa học, tất nhiên trước tiên bắt đầu nói từ đó, Trương Khắc lần nữa hứa dự toán năm nay sẽ tới 100 triệu đô la Mỹ, đồng thời tăng thêm đầu tư vào quỹ từ thiện, quỹ văn hóa v.v.v. Lý Viễn Hồ cảm thán, nếu xí nghiệp nào cũng có trách nhiệm xã hội như Cẩm Hồ thì tốt quá, Cẩm Hồ có cần tỉnh ủy phối hợp gì không? Làm sao dám để Cẩm Hồ phối hợp với chúng tôi chứ? Trương Khắc cười nói, giấy Tân Quang định mở rộng quy mô thu hồi giấy phê liệu, có điều hiện giờ việc phân loại rác trong nước rất ít, khiến hiệu suất thu hồi thấp. Tôi nghe nói ở Bắc Kinh vừa mới bắt đầu thí điểm, Đông Hải có kế hoạch không? Đông Hải cũng định thí điểm trước ở Kiến Nghiệp, phía Hải Châu cũng có thể thử. Cẩm Hồ có kiến nghị gì cứ trực tiếp bàn với tỉnh trưởng Lục. Lý Viễn Hồ mỉm cười hỏi, chỉ thế thôi sao? Còn một chuyện nữa, Hương Tuyết Hải định lên TTCK Hong Kong sau Tết. Đây là sự vụ chính phủ, cậu nên trao đổi với tỉnh trưởng Giang nhiều hơn. Lý Viễn Hồ khéo léo nhắc nhở, tỉnh trưởng Giang rất quan tâm tới Cẩm Hồ, bất kể là xí nghiệp dân doanh hay quốc hữu, chính phủ đều sẽ coi như người nhà, cậu không cần băn khoăn gì. Tôi sẽ an bài giúp cậu. Giang Mẫn Chi đặt điện thoại xuống, nghĩ một lúc rồi gọi Lưu Văn Đào tới, nhìn thấy Trương Khắc đi vào, Giang Mẫn Chi cảm khái, một thanh niên hơn 20 tuổi đã có ảnh hưởng sâu sắc tới kiến thiết kinh tế cả tỉnh, ngay ông ta cũng phải dựa vào Cẩm Hồ mới mở ra được cục diện mới. Nhưng sự tồn tại của Cẩm Hồ trong mắt Giang Mẫn Chi là cười nhạo sự vô dụng của quốc sĩ, tâm thái như thế khiến ông ta không biết phải xử lý mối quan hệ với Trương Khắc như thế nào. Trương Khắc đi vào nhìn thấy Lưu Văn Đào gật đầu nói, chào tỉnh trưởng Giang. Ồ, phó tỉnh trưởng Lưu cũng ở đây à? Lưu Văn Đào bị bốn chữ, phó tỉnh trưởng Lưu, làm hơi khó chịu, nhưng làm gì được chứ, nghe nói chuyện Hương Tuyết Hải lên TTCK, thuộc phân quản của hắn, tất nhiên phải ngồi nghe. Nghe xong Trương Khắc trình bày xong, Giang Mẫn Chi vừa nhìn tài liệu vừa nói, đây là chuyện tốt, Đông Hải lại có thêm một công ty lớn lên TTCK rồi, Hương Tuyết Hải định huy động bao nhiêu vốn? Dây chuyền sản xuất LCD của Ái Đạt chuẩn bị ra sao? Hương Tuyết Hải sau khi lên TTCK, chủ yếu lấy tiền đầu tư tăng cường nghiên cứu phát triển, đồng thời thử tiến vào lĩnh vực điều hòa không khí. Trương Khắc nói đều, điện tử Ái Đạt cũng sẽ dùng cổ phần ở Hương Tuyết Hải huy động vốn cho dây chuyền sản xuất LCD, có điều Ái Đạt là công ty trên TTCK, chuyện an bài dây chuyền sản xuất LCD có thể sẽ có biến hóa. Đó là do tài chính của Ái Đạt thiếu hụt, không còn cách nào khác. Giang Mẫn Chi nghe xong trầm tư gật đầu. Đợi Thiết Minh Lâu tiến Trương Khắc đi rồi, liên hệ với phương án phân chia cổ phần Hải Túc, quay sang nói với Lưu Văn Đào, xem ra Trương Khắc cũng có điều cố kỵ. Lời này Lưu Văn Đào không dám tiếp, chẳng lẽ nói toàn do thanh danh của tỉnh trưởng Giang ông gây ra. Anh hiểu Cẩm Hồ được bao nhiêu? Giang Mẫn Chi đột nhiên hỏi. Câu hỏi bất ngờ, Lưu Văn Đào vừa suy nghĩ dụng ý của Giang Mẫn Chi vừa đáp qua loa, năm 98 tôi tới Hải Châu, những xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ, thêm vào những xí nghiệp liên quan. Gần như chiếm một nửa vùng trời Hải Châu, cho nên tôi cũng điều tra chút ít về Cẩm Hồ. Ái Đạt bắt đầu từ làm đầu đĩa, năm 96 là Tiêu Vương. Vậy trong quá trình phát triển của Cẩm Hồ có vấn đề gì không? Giang Mẫn Chi không có thời gian nghe hắn làm nhảm vô nghĩa, hỏi thẳng luôn. Vấn đề này làm trong lòng Lưu Văn Đào không khỏi kích động, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ, ít nhất khi tôi đến đó thì không quan sát được vấn đề gì. Cẩm Hồ khuếch trương cực nhanh, có vấn đề gì e rằng cũng bị che lấp rồi. Nếu tra lại lịch sử của Hải Châu, có lẽ phát hiện ra điều gì đó. Giang Mẫn Chi gật đầu, anh có thể tra qua, nhưng phải chú ý bảo mật. Tôi nghe nói năm 97, 98 quy mô đầu tư của Cẩm Hồ vượt xa khả năng huy động vốn của bản thân. Chương 1360, muốn tôi làm cái gì? Lúc này Tiết Minh Lâu gõ cửa đi vào, Giang Mẫn Chi thuận miệng hỏi, tiễn đi rồi à? Vâng, nhưng không xa lắm, Trương Khắc nói là muốn tới chỗ Bí Thư Kim. Giang Mẫn Chi cau mày, chẳng lẽ Trương Khắc nghe ngóng được phong thanh gì? Thực ra Giang Mẫn Chi nghĩ nhầm rồi,
Trương Khác lúc này Trương Khác đi gặp Kim Quốc Hải là vì sau Tết Hy đi Đài Loan một chuyến, thuận tiện qua đây thì chào hỏi cùng làm thủ tục luôn. Đương nhiên Tiết Minh Lâu không biết chuyện này, thấy Giang Mẫn Chi cau mày, đoán nhất định có chuyện gì đó thầm nghĩ để lát nữa tới chính pháp ủy nghe ngóng. Lưu Văn Đào lại bàn vài việc lặt vặt khác rồi đi, Giang Mẫn Chi gọi Tiết Minh Lâu vào, rút từ trong ngăn kéo ra một phong thư đưa cho hắn xem. Cát Kiến Đức tới Ủy ban Thương mại tố cáo Cẩm Hồ, Giang Mẫn Chi nguyên là phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thương mại quốc gia, mối quan hệ ở đó rất nhiều, tất nhiên ngay lập tức có được tài liệu này. Dụng ý của đối phương rất rõ ràng, nhưng ông ta chẳng chút thiện cảm với Cát Kiến Đức, kẻ này không hiểu kinh doanh, chỉ biết đấu đá nhân sự, nói ra so với Cẩm Hồ thì hạng giám đốc quốc sĩ như Cát Kiến Đức mới là loại sâu mọt lớn nhất của quốc sĩ cần loại bỏ để Giang Mẫn Chi thi triển hoài bão một mình. Hôm nay ở Bắc Kinh truyền tới một tin tức làm Giang Mẫn Chi dở khóc dở cười, ai ngờ Cát Kiến Đức rất chăm chỉ tới Ủy ban Thương mại vì muốn đổ phân lên đầu Cẩm Hồ, giữ ghế đang lung lay của mình nhưng khiến người đầu tiên nổi giận là Cảnh Trọng Dương. Hai ngày trước ở trường hợp bán chính thức, ông ta chửi mắng Cát Kiến Đức xối xả, còn thể hiện tán thưởng Tiêu Thụy Dân, có tin đồn nói Tiêu Thụy Dân có khả năng sau Tết sẽ thăng chức. Giang Mẫn Chi chẳng hứng thú với đấu tranh nội bộ ở Điện tử Hoa Hạ, chẳng để ý tin đồ kia đúng tới đâu. Tạm thời với ông ta mà nói đảo bới vấn đề tới Hải Thúc là đá Tiêu Minh Kiến khỏi kiến nghiệp, giành lấy ghế bí thư thành ủy cho Đồng Giản Niên mới là mục đích chính, nhưng Cẩm Hồ là vấn đề khác, lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu trong các mối bận tâm của ông ta, đợi Tiết Minh Lâu xem xong tài liệu, hỏi, nói xem, có suy nghĩ gì? Nếu như vấn đề phản ánh trong tài liệu là sự thực thì e sẽ dính líu tới cả bí thư tỉnh ủy Từ Học Bình ở Giang Nam, hiện giờ thời cơ hơi vi diệu, nhưng cũng có thể làm. Tiết Minh Lâu luôn coi Giang Mẫn Chi là trưởng bối, không phải đơn thuần là tỉnh trưởng, cho nên rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Không sai, cho nên vừa rồi tôi mới bảo Lưu Văn Đào đi tra. Giang Mẫn Chi rất hài lòng với sự mẫn cảm của Tiết Minh Lâu, phối hợp với hắn ta một chút, đừng để sinh ra chút động tĩnh nào. Mối quan hệ của Trương Khác không phải nhỏ, chú ý phương pháp đừng để y phát hiện. Căn dặn Tiết Minh Lâu xong Giang Mẫn Chi đi ra cửa sổ. Vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Trương Khác từ trong đi ra, lòng không khỏi nghĩ, sau lưng người trẻ tuổi này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Từ tỉnh ủy đi ra, Dương Khác gọi điện cho Lý Hinh Dư, nói với cô sau Tết mình sẽ qua Úc đón cô đi tới Đài Loan. Lý Hinh Dư nghe vậy rất vui, cứ rối rít xin lỗi đã gây phiền phức cho y. Trương Khác tưởng tượng ra cảnh Lý Hinh Dư cúi mình xuống, hai bầu vú rung rinh, trong lòng thấy phiền phức kiểu này có nhiều hơn nữa cũng không hề gì. Từ sau khi từ Úc về Trương Khác luôn suy nghĩ an bài Lý Hinh Dư ra sao, Lý Kiện Hy không cho cô tới Trung Quốc, ở châu Úc phong cảnh tuy không tệ, nhưng với Lý Hinh Dư mà nói chỉ là một cái lồng lớn hơn mà thôi. Lý Hinh Dư thích học tập văn hóa Trung Quốc, cho nên Trương Khác mới nảy ra ý đưa cô tới Đài Loan, tiến vào nghiệp laptop, Ái Đạt và phía Đài Loan sẽ tiếp xúc nhiều lên, mình có thêm nhiều cái cớ sang đó, và lại từ Đài Loan sang Hong Kong rất tiện. Buổi trưa Trương Khác ăn cơm ở vườn sồi. Hưng phấn ngày hôm qua tới giờ vẫn còn chưa tan, Trương Khác cũng bị cảm nhiễm, cùng Đàm Vân Tùng, Hàn Cách nói chuyện rất nhiều, chú ý tìm hiểu thiếu sót trong phát triển kỹ thuật. Từ vườn rồi đi ra, Trương Khác theo ước hẹn tới 1978, thấy đám Đỗ Phi còn chưa tới, đến quầy ba chào hỏi Điền Hà, gọi điện cho Đỗ Phi, gần đây y ít tới 1978 hơn rồi, thiếu Tôn Tĩnh Mông, Hà Huyền, 1978 với Trương Khác mà nói như mất đi mị lực độc đáo. Hiện ở kiến nghiệp có thời gian y thích ở cùng với Trần Tĩnh và Hứa Tư hơn. Qua mấy tháng khí chất của Điền Hà cũng thay đổi, hình như đắm chìm trong không khí 1978 lâu rồi, còn người trở nên điềm tĩnh nhàn nhã, lấy chai Chivas ra, rót thứ rượu hổ phách vào quốc y, pha thêm chút nước khoáng và đá. Điền Hà nhìn Trương Khác, cô biết nam nhân này và Tôn Tĩnh Mông có quan hệ rất sâu, có điều cô không hiểu, hai người xuất sắc như thế sao không đến với nhau. Thấy Trương Khác môi mỉm cười. Uống từng ngụm rượu nhỏ, trong không khí yên tĩnh tựa hồ thêm chút vẻ nhớ nhung, không biết có phải đang nhớ chủ nhân chai rượu không, Điền Hà lùi sang một bên, không muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh mịch của y. Điền Hà biết tình thú nhưng kẻ phá hoại phong cảnh mau chóng tới nơi, đám Đỗ Phi đi vào, Thời Học Bân giơ tay chào Điền Hà, cười tâu toét chỉ Trương Khác, cho tôi một ly tương tự. Mặc dù biết những người này rất thân thiết với Trương Khác nhưng Điền Hà vẫn nói, xin lỗi, đây là rượu riêng của anh ấy. Trương Khác tựa hồ cũng không muốn chia sẻ chai rượu này với người khác, rượu không quan trọng, quan trọng nó ở tình cảm của người tặng, hỏi Đỗ Phi, có chuyện gì mà nhất định muốn tao tới đây? Đỗ Phi lấy laptop từ trong cặp ra đặt trước mặt Trương Khác, nói như khoe, nào, thử xem,
vào MQ thử xem. Trương Khắc nhìn chiếc laptop, là sản phẩm ái đạt mới đưa ra sau Tết Dương Lịch, kỹ thuật không có gì đột phá, nhưng thừa hưởng phong cách thiết kế của ái đạt, đơn giản, thời thường, lượng tiêu thụ khởi sắc hơn trước, chiếc máy này của Đỗ Phi có các GPS, có thể lên mạng di động. Trương Khắc thử đăng nhập vào MQ của mình, tốc độ không tệ lắm, mở giao diện ra, thấy so với QQ mà y quen thuộc kép trước đơn giản hơn, giữa là địa chỉ liên hệ, trên là danh sách thao tác, dưới là giao diện chia từng nút, có thể vào blog, mail, trang tin tức của Côn Đằng Online, mua sắm của 8818, còn có cả nút Idea Store, v. Trương Khắc thử từng chức năng một. Sao nào, đợi tôi khen mọi người à? Trương Khắc ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh. Cả đám thấy Trương Khắc mỉm cười thì thở phào, Đỗ Phi dựa vào quầy ba uống bia, mày hài lòng là được, MQ đưa lên mạng mới được gần một tuần, phản hồi tạm được, nhưng tao luôn lo thiếu sót gì đó. Giờ thì yên tâm rồi, mày là quản lý của sáng vực mà, thế nào cũng phải cho chút ý kiến chứ. Ý kiến thì tao không cần nói, sau này dần dần tăng cường công năng tương tác, kiên trì miễn phí là được, tao thấy không tệ. Trương Khắc cười, có phải là hết tiền rồi không? Câu này của Trương Khắc đúng là chọc vào tổ ong, thời học bân lập tức ôm lấy Trương Khắc kêu gào, tiền của sáng vực chỉ đủ tiêu 2 tháng nữa thôi, Khắc thiếu gia thương xót. Mông Nhạc bực mình kéo hắn qua một bên, cậu còn có 2 tháng chứ 8818 sạch nhẵn như chùi rồi, còn cả đống nợ. Lâm Băng đã nói lời chia tay với Mã Lực, thời gian qua hắn chỉ đâm đầu vào công việc, phụ họa, chắc vực cũng gần như thế, hơn nữa sau này chỉnh hợp với 8818 như thế nào. Tôi có vài phương án, nhưng cần cậu định đoạt mới được. Trương Khắc xoay người, để bản thân ngồi cho thoải mái hơn, mọi người nói trước đi, xem tôi có thể làm được gì. Chương 1361, kỷ niệm dịu ngọt. Đám Đỗ Phi nhìn nhau, cuối cùng Mông Nhạc lên tiếng trước, Đỗ Phi từ Hong Kong về đã nói với tôi rồi, Cẩm Hồ định chỉnh hợp hệ thống chuyển phát hậu cần, lấy hệ thống chuyển phát của 8818 gia nhập không thành vấn đề, có điều nếu 8818 có tiền. Tôi hy vọng lấy một phần cổ phiếu đổi lấy tài chính. Hải Túc xảy ra vấn đề như thế, chúng tôi muốn vay chút tiền ở Chiết Đông nhưng không ai chịu, tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân. Tôi và Đỗ Phi định bán đi nghiệp vụ quán net. Đỗ Phi lắc đầu, chúng tôi đã thỏa thuận chuyển nghiệp vụ quán net cho 8818, Mã Lực thì cứ muốn tính toán cho rạch ròi, không trượng nghĩa chút nào. Mã Lực cười hăng hắc, tính rạch ròi thì có gì sai. Cả nghiệp vụ sách vở và âm nhạc của Trác Vực tính rõ ràng giao cho 8818 cũng được. Trước kia 8818 và Trác Vực là đối thủ, nghiệp vụ có chút trùng lặp, tôi không ý kiến gì nếu chỉnh hợp lại, là cổ phần hay tiền mặt đều có thể thương lượng được. Vấn đề bây giờ vẫn là tiền. Tôi không muốn tiền làm hạn chế ý tưởng của mọi người. Trương Khắc bày ra cái vẻ thứ tôi không thiếu là tiền, tôi sẽ bảo với Triệu Tử Lâm, mọi người đi tìm cô ấy xin xỏ. Náo nhiệt suốt một đêm. Mọi người ai về nhà nấy, Tịch Nhược Lâm và Mông Nhạc ở lại giúp Điền Hà dọn dẹp đóng cửa quán, Trương Khắc và Đỗ Phi đi về, dặn hắn thương lượng với Tạ Tử Gia, cô nhóc đó là cao thủ thao tác vốn, ngoài ra nới với hắn mai sẽ về Hải Châu, muốn đi cùng thì tự lái xe. Mày sẽ về cùng ai? Đỗ Phi háy mắt, được rồi, tao không quấy nhiễu mày nữa, chỉ cần có danh nghĩa là được, tránh về nhà lại bị mẹ tao cằn nhằn. Trương Khắc đại khái hiểu hắn hỏi thế có ý gì? Thấy Đỗ Phi không nói cũng không hỏi thêm, thực sự tới lúc khó khăn, Đỗ Phi sẽ nói, vỗ vai hắn như một lời hứa, lên xe đi về căn nhà gỗ bên hồ. Từ xa nhìn thấy căn nhà gỗ bên hồ có ánh sáng vàng vàng hắt ra, Trương Khắc xuống xe, bảo Phó Tuấn lái xe về, thong thả đi tới phía ánh đèn, càng đi lòng càng yên tĩnh, trong lòng Trương Khắc, căn nhà gỗ thấp thoáng dưới tàng cây này mới là nhà của mình ở Kiến Nghiệp, hiện giờ chung cư thanh niên giống văn phòng phi chính thức hơn. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào phòng vẽ của Hứa Tư, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cằm Trương Khắc thiếu chút nữa rớt ra, hai má Hứa Tư đỏ hồng, bên cạnh là Trần Tĩnh má đỏ không kém, như hai đóa hoa sen, hai cô gái mặc váy ngủ, ngồi bệt ở trên sàn, giữa là một chai rượu vang. Thấy Trương Khắc trố mắt ra nhìn, hai cô gái còn cười khúc khích, Hứa Tư đứng dậy nói, mai Trần Ninh sẽ về Hải Châu cùng chúng ta, năm nay sẽ ăn Tết ở nhà tôi, để tôi đi lấy cho cậu cái ly. Trương Khắc mừng húm. Cởi áo khoác ngoài ra cũng ngồi xuống sàn nhà, vừa dùng chân gãi chân Trần Tĩnh, vừa hỏi, chuyện này là sao thế? Định cho anh một niềm vui bất ngờ à? Trần Tĩnh rụt chân lại, trêu, hôm nay đi dạo phố gặp chị Hứa Tư, nói thời gian qua anh phải chạy qua chạy lại hai nơi thật vất vả, hôm nay sướng rồi nhé. Nhớ lại lúc thi cuối kỳ,
mình đúng là hôm nay chạy qua biệt thự của Trần Tĩnh, mai chạy tới căn nhà gỗ bên hồ, xem ra bị hai cô gái biết hết, Trương Khắc không khỏi có chút xấu hổ, sờ mũi cười, đêm nay xem ra càng thêm vất vả rồi. Hoang đường một đêm, Trương Khắc tỉnh lại nhìn thấy hai cơ thể cùng dung nhan kiều diễm, cùng đường cong lả lướt, mới không còn hoài nghi hôm qua không phải là giấc mơ, mừng rỡ hôn Hứa Tư một cái, lại quay sang hôn Trần Tĩnh, khẽ khàng rời giường, mặc y phục vào, quay đầu thấy Hứa Tư đã mở mắt ra, nói nhỏ với cô, chị ngủ thêm đi, em xuống làm cơm sáng. Hơi rượu đêm qua đã tan, Hứa Tư lúc này trở nên thẹn thùng, nhìn Trần Tĩnh trần truồng nằm bên cạnh, mặt đỏ như gấc chín, đợi Trương Khắc ra khỏi phòng, không dám tiếp tục cùng Trần Tĩnh nằm trên giường nữa, ôm y phục chạy về phòng mình, dọn dẹp hành lý. Qua đêm đó, Hứa Tư và Trần Tĩnh trở nên thân mật hơn rất nhiều, tới khi ăn cơm cười rúc rích gạt Trương Khắc sang một bên, như đôi chị em song sinh, Trương Khắc bày đủ trò mà không chen vào được, đành lủi thủi đi gọi Phó Tuấn tới đón mình. Nghe thấy Phó Tuấn nói Trần Phi Dung muốn về Hải Châu, đợi lát nữa sẽ theo tới đi nhờ xe, Trương Khắc không khỏi chột dạ nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hiểu ra, liếc xéo y một cái, kéo Hứa Tư lên xe mình khởi hành trước. Trương Khắc muốn giải thích mình và Trần Phi Dung không có quan hệ gì, lời ra đến miệng cảm thấy khó nói, đành một mình thu dọn bàn ăn, đợi Phó Tuấn tới nơi, rất kỳ quái sao bản thân cứ có cảm giác quái quái. Trên đường về Hải Châu, Trương Khắc nhận được điện thoại của mẹ, vừa mới nhận nút nghe đã nghe Lương Cách Chân lớn tiếng oán giận, già đi cả ngày không thấy về, trẻ ngay cả Tết cũng không định về nhà nữa à. Trương Khắc tính ngày, năm nay Tết tới sớm, hiện đã là 28 tháng chạp rồi, luôn mồm hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ về nhà, vừa nói ở Hong Kong cùng Đường Thanh đi chọn quà cho mẹ, hy vọng có thể làm dịu bớt oán khí của mẹ già. Nghe thấy y mang Đường Thanh ra làm lá chắn, Lương Cách Chân ở đầu kia cười lớn rồi cúp điện thoại. Trương Khắc gãi đầu, cảm thấy tiếng cười của mẹ mình hết sức quỷ dị, lại nhớ ánh mắt của Cố Kiến Bình cũng là không kém, chẳng biết hai bà mẹ ở nhà bày ra trò gì đây, hỏi Trần Phi Dung có biết chuyện gì từ phía Đường Thanh hay không, Trần Phi Dung cũng chẳng hiểu ra làm sao, hỏi nguyên do, liền nói Trương Khắc có tật giật mình nên mới nghi thần nghi quỷ, Trương Khắc cười hăng hắc cho qua chuyện, chủ đề này không nên bàn với Trần Phi Dung. Trương Khắc hẹn với mẹ xong thì thời gian ở Hải Châu liền trở nên eo hẹp rồi, cho nên y hẹn luôn cậu Lương Quốc Hưng tới Bát Cẩm Chân ăn cơm, Lương Quân năm nay ở lại Quất ăn Tết, Lương Quân như vì học ngoại ngữ chuyên nghiệp, trở thành người đầu tiên của Trương gia vào Ái Đạt, tới Mỹ phụ trách hậu cần cho kỹ sư vườn sồi luân phiên sang Mỹ huấn luyện, hai người con đều không ở bên cạnh. Điều này làm Trương Khắc rất áy náy, cho nên còn định mời cậu tới Tân Vu ăn Tết. Mặc dù thời gian Trương Khắc ở kiến nghiệp khá nhiều, còn cha mẹ lại làm việc ở Tân Vu, nhưng Trương Khắc vẫn coi Hải Châu là nhà, tới Bát Cẩm Chân, Lưu Phân thấy Trương Khắc và Trần Phi Dung đi cùng nhau, cười tươi như hoa nở, kéo Trương Khắc ngồi xuống nghỉ, hỏi hết chuyện này chuyện kia, rối rít dục chồng xuống bếp làm cơm cho Trương Khắc ăn. Nghe thấy Trương Khắc nói Trần Phi Dung sau này sẽ làm trợ lý riêng cho y, Lưu Phân càng nhìn con gái đầy ẩn ý. Thấy thái độ mẹ mình như thế, Trần Phi Dung thực sự không nhìn nổi nữa, kệ mẹ hiểu lầm, kéo Trương Khắc đi. Trương Khắc đã lâu rồi không tới Sa Điền, cùng Trần Phi Dung đi dạo vòng quanh, chào hỏi mọi người, vẫn còn rất nhiều người nhớ tới y. Nhà Trần Phi Dung vẫn ở chỗ cũ, chỉ là đã mua lấy cả viện tử, rồi nhờ Thế Kỷ Cẩm Hồ tu sửa, đi vào sân, ngẩng đầu nhìn giàn nho, Trương Khắc nhớ lần đầu tiên tới đây, chính lúc nho nhà Trần Phi Dung chín, khi đó Trần Phi Dung coi y như một tên hỗn thế ma vương, hôm đó còn tặng cho y một cái đạp đau điếng, rồi chính ở đây Trần Phi Dung vì bị mẹ hiểu lầm. Giận dỗi ném vỡ cái kẹp tóc kim cương của Đường Thanh tặng, vậy mà đã 6 năm trôi qua rồi, tất cả biến thành một kỷ niệm dịu ngọt. Trương Khắc quay đầu lại nhìn Trần Phi Dung, thấy cô cũng đang nhìn mình, đưa tay ra, Trần Phi Dung do dự một chút rồi nắm tay y, hai cái bóng dựa vào gần nhau. Ba tỷ kia chắc gió mùa đông nhớ nhất nhỉ. Hôm nay hết rồi đó. Chương 1362, cứ buông thả đi. Cùng cậu ăn cơm xong. Trương Khắc và Trần Phi Dung tới trụ sở của Ái Đạt ở Hải Châu, gần Tết rồi, Trương Khắc thế nào cũng phải đi thăm hỏi cổ vũ một chút. Nhân viên Ái Đạt ngoại trừ đa phần là người bản địa, thì còn có khá nhiều tới từ các tỉnh gần đó, đặc biệt là phía bắc tỉnh Đông Hải, nơi có mấy thành phố không phát triển lắm. Mỗi năm thành phố đều phối hợp với công ty tổ chức những chuyến xe đường dài cho công nhân về nhà ăn Tết, đi lại rất thuận tiện, có thể về quê ngay trong ngày, lại thêm tăng ca vào lúc này được hỗ trợ thêm khá nhiều tiền. Cho nên tới 28 Tết rồi ở Ái Đạt vẫn cứ nhộn nhịp. Tới nhà máy đi một vòng, qua viện nghiên cứu Thái Khắc, đợi khi Trương Khắc tới Tượng Sơn thì đã là hoàng hôn, Trương Khắc phái xe đưa Trần Phi Dung về trước,
vào vườn bách thảo, đang là mùa đông nên cảnh sắc hơi tiêu điều, tìm được Tạ Vãn Tình ở đình nhỏ bên sông. Một thời gian rồi không gặp, hình tượng Tạ Vãn Tình vẫn giống như bóng hình xinh đẹp in trong tim Trương Khác, khuôn mặt diễm lệ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc phấn cao, người mặc áo len trắng muốt tôn lên bầu ngực căn tròn, chiếc váy bó dài tới gối, chiếc áo gió màu đen hơi trung tính, thân hình uốn lượn tuyệt hảo, nhìn từ góc độ nào cũng không thể chê trách được, từ dáng vẻ tới cử chỉ đều mang vẻ ung dung yêu nhã. Khí chất này chỉ có thể thấy được ở cô gái xinh đẹp thành thục như Tạ Vãn Tình, dù cực kỳ thông thuộc từng vị trí trên cơ thể cô, Trương Khác vẫn thoáng ngây dại. Trời lạnh như thế, sao còn ở ngoài đợi em? Trương Khác đi tới trước Tạ Vãn Tình, dùng người che đi gió lạnh từ mặt sông thổi tới. Tạ Vãn Tình ngẩng đầu lên quan sát Trương Khác, mấy ngày qua y rất bận rộn, trên mặt râu ria hơi lởm chởm, có điều trông thêm chút phong sương, càng làm y trở nên dày dặn thu hút. Tạ Vãn Tình đưa tay vuốt ve cằm y, mỉm cười, trường học giờ này đã cho nghỉ cả rồi, chị không muốn đợi em ở ngõ Đan Tỉnh. Trương Khác biết Hứa Tư và Tạ Vãn Tình xưa nay rất thân, không lạ khi cô biết chuyện đêm qua, cởi áo khoác, ôm Tạ Vãn Tình vào trong lòng, lấy áo khoác choàng lên cả hai, lặng lẽ nhìn đằng xa, dòng sông dưới chiều tà sóng xanh ánh hoàng kim, như có hàng ngàn hàng vạn đồng tiền vàng phía dưới. Đợi tới khi mặt trời quyến luyến xuống sau núi, Tạ Vãn Tình mới thở khẽ một hơi, có chút xấu hổ nói, đôi khi cảm thấy mình như tiểu cô nương, chỉ muốn ở bên em thêm một chút, hiện thỏa mãn rồi. Đi nào, Hứa Tư và Trần Tĩnh đều đang đợi chúng ta. Kể cho chị nghe, làm sao em lừa được vợ của Tiểu Lục lên giường. Đừng nói khó nghe thế, em đâu phải người phá hoại gia đình người khác. Trương Khác vừa đỡ Tạ Vãn Tình đứng dậy, vừa kể cho cô nghe chuyện gia đình của Trần Tĩnh. Ồ, xem ra Trần Tĩnh cũng nhìn thấu rồi, nam nhân chung quy không thể dựa vào được, chẳng bằng để cho tên tiểu lưu manh em hưởng lợi. Tạ Vãn Tình rất hiểu tâm thái của Trần Tĩnh, nếu như không có nam nhân để mình phó thác, chẳng bằng sống theo tình cảm của mình, bất kể trong mắt người ngoài, tình cảm đó không được chấp nhận. Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình, thấy cô nói những lời này ánh mắt nhìn xa xăm, cố ý nói thật hời hợt, có chút không đành lòng, chỉ biết cười tự chào, chế đô một vợ một chồng hai chết người. Nếu không phải thì sao? Tạ Vãn Tình cười tinh nghịch, định cầu hôn chị à? Trương Khác đột nhiên có chút kích động, quay người lại, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay Tạ Vãn Tình nhìn cô chăm chú, trong tất cả nữ nhân của y, Tạ Vãn Tình là người gần tuổi tâm lý của y nhất, trong mấy năm đầu tiên, cũng chính sự tín nhiệm hoàn toàn của Tạ Vãn Tình, cho nên Trương Khác mới có cơ hội tận tình thể hiện bản thân, mới có y ngày nay. Không đợi cho Trương Khác nói gì, Tạ Vãn Tình đã đưa tay còn lại bịt lấy miệng y, vành mắt dần đỏ hoe ươn ướt, dùng sức kéo Trương Khác đứng dậy, vùi mặt vào lòng Trương Khác, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Trương Khác thấy khóe mắt Tạ Vãn Tình còn đọng lại giọt nước long lanh, ôn nhu đưa tay lau đi, đôi mắt ấy dưới bóng đêm mở tối phát ra ánh sáng lay động lòng người. Tạ Vãn Tình đột nhiên bật cười vui vẻ, hôn lên môi Trương Khác, vừa khẽ cắn môi dưới của y, giọng không rõ ràng lắm, thế này là đủ rồi. Thực sự là đủ rồi, chị không phải là nữ nhân tham lam. Hai người ôm nhau về ngõ Đan Tỉnh, thấy Hứa Tư và Trần Tĩnh mới tách nhau ra, thấy hai cô gái đang bận rộn làm cơm liền tham gia, Tạ Vãn Tình gọi tham gia cho có, cô tối đa chỉ biết rán trứng còn tệ hơn cả đường thanh. Trần Tĩnh làm món mì ý hải sản, Hứa Tư học được món canh thập cẩm ở Hong Kong, mặc dù chưa đủ hỏa hầu nhưng vị không tệ, Trương Khác xào một đĩa rau, rán sườn cháy cạnh, thế là đủ bốn món ăn một bát canh. Bốn người bọn họ ngồi ăn cơm trong phòng ăn ấm cúng, bình luận tài nấu nướng của mỗi người, Trương Khác có chút ngẩn ngơ, giống như cả nhà ngồi quây quanh bàn nói chuyện thường nhật, cảnh tượng này vừa êm đềm ấm cúng có chút gì đó không chân thực. Nhìn ba cô gái yêu thương trước mắt, kiếp trước bọn họ mỗi người một vận mệnh riêng, kiếp này vì y mà vận mệnh của các cô thay đổi, càng vì y mà vận mệnh họ quấn lấy nhau, Trương Khác thấy mình phải uống một ly rượu thật lớn cảm tạ trời cao. Tới khi rượu cạn chén đổ, Trần Tĩnh có chút do dự. Chuyện phóng túng đêm qua làm cô vừa thích thú lại có chút sợ hãi, Tạ Vãn Tình như nhìn ra tâm tư đó, khoác tay Trần Tĩnh nói, chúng ta lên lầu, để cậu ấy thu dọn. Hứa Tư cười mời gọi với Trương Khác rồi cùng đi theo. Trương Khác dùng tốc độ nhanh nhất cho hết bát đĩa đũa thìa vào máy rửa bát, đi lên lầu nhìn mấy cánh cửa phòng, gãi đầu, nên vào phòng nào đây? Ghé tai vào từng chiếc cửa nghe ngóng không thấy có động tĩnh gì, liền nói lớn, phục vụ phòng đây. Nghe thấy có tiếng cười khẽ, liền đẩy cửa vào gian phòng gần nhất. Vừa mới vào trong, tức thì bị hai cánh tay che lấy mắt, bên tai truyền tới giọng Hứa Tư, không được mở mắt. Cảm thấy có người cười khúc khích, không rõ là Tạ Vãn Tình hay Trần Tĩnh, tiếp đó một tấm vải đen buộc lấy mắt y.
mắt bị che đi, cảm tưởng các giác quan khác càng trở nên nhạy bén, bàn tay mềm mại cởi áo, chiếc lưỡi trơn linh động luồn vào, cơ thể nóng bỏng áp sát sau lưng, tiếng nữ nhân rên xiết, thở gấp. Tất cả hòa trộn thành giấc mộng khiến người ta ngây ngất. Trong bóng tối, Trương Khắc ra sức nhớ lại từng chi tiết trước kia, phân biệt các cô gái bên cạnh, núm vú lấp kín miệng mình, bầu vú lớn mà mềm mại này chắc là của Tạ Vãn Tình, cô từng cho con bú. Còn hơi thở phóng túng của cô gái nắm tay mình đưa vào vườn địa đàng rậm rịt kia là của Trần Tĩnh, tiếng rên rỉ có chút kiềm chế của cô gái cưỡi trên người mình là Hứa Tư, tiếng hôn nhau chút chít kia là ai với ai, miệng y đã bận rộn rồi. Trương Khắc như con ngựa hoang tận tình tung vó trên thảo nguyên, vứt bỏ mọi suy nghĩ, chẳng để ý tới phương hướng, chỉ biết lao về phía trước, cho tới khi thế giới kết thúc. Tới lúc tỉnh lại Trương Khắc vẫn thấy trước mắt tối om, đưa tay kéo tấm vải ra, ánh mắt trời chói mắt chiếu vào làm y nheo mắt lại, cảm thấy lưng nhức mỏi, đêm qua y phá kỷ lục hai kiếp rồi. Bên cạnh không còn cô gái nào cả, quần áo của y được gấp gọn gàng để ở đầu giường, Trương Khắc nỗ lực rời giường, mặc quần áo, tới mấy gian phòng phủ khác cũng không thấy ai, khi xuống lầu, nhìn thấy bóng lưng Hứa Tư đang rửa bát đũa, tức thì đờ người, ngây ngốc nhìn Hứa Tư. Hứa Tư mặc chiếc váy mềm, dung nhan tuyệt trần của cô là điều không cần nói nhiều, nhưng chết người là cô chỉ mặc một chiếc áo len che không hết chiếc quần lót ren đen gợi tình. Hứa Tư hiếm khi phóng túng như thế, nhưng nghĩ lại còn chuyện gì hoang đường phóng túng hơn đêm qua được nữa. Trương Khắc nhẹ nhàng đi tới sau lưng Hứa Tư, ôm lấy eo cô, luồn tay vào trong áo, lại xoa bóp hai bầu vú cực kỳ đàn hồi, ba bọn chị ở cùng một chỗ đúng là điên. Thấy cổ Hứa Tư dần đỏ lên, Trương Khắc không kìm được hôn lên cổ cô, từ từ chuyển lai tai, cắn vành tai ngọc. Hứa Tư cười giúp rích vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay Trương Khắc, tối qua còn chưa đủ à? Mãi mãi không đủ. Trương Khắc dùng đôi cánh tay mạnh mẽ bế Hứa Tư lên, đi tới bên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, gạt hết đồ vật trên bàn xuống, đặt tấm thân mỹ miều ấy lên, cái miệng nôn nóng lấp kín bờ môi ướt át của cô, cách ăn mực này của Hứa Tư đúng là không thể cưỡng nổi. Hứa Tư lắc đầu, thoát khỏi môi của Trương Khắc, thở hồn hền, đừng, tay tôi bẩn, đừng ở chỗ này bẩn lắm. Nhưng lúc này Trương Khắc chẳng bận tâm, tiếp tục tìm tới môi Hứa Tư hôn ngấu nghiến, đến khi suýt ngạt thở mới chịu rời ra, hai chiếc mũi cùng phả ra hơi thở đậm mùi tình dục, Trương Khắc tay xoa nắn cặp mông cực phẩm, trêu ghẹo u cốc thần bi, khiến giai nhân mặt đỏ hồng, hơi thở càng lúc càng nóng rực, đôi môi mím lại, cặp mắt long lanh mơ màng nhìn Trương Khắc, mang theo một vẻ khiêu khích tội lỗi. Tới lúc này Hứa Tư chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên cho Trương Khắc tùy ý thỏa mãn, Trương Khắc vòng hai chân cô quanh eo mình, chiếc quần lót đeo lủng lẳng ở chân, áo bị kéo xuống một bên, cúi người xuống ngậm lấy núm vú cô, bắt đầu công kích. Chiếc bàn gỗ phát ra tiếng kêu kéo kẹt, hòa cùng tiếng rên xiết sung sướng của Hứa Tư, lọt vào tai Trương Khắc như thứ thuốc kích thích tột độ, từng đợt sóng vỗ bờ liên tục ập tới, chiếc bàn đẩy mạnh về phía trước, cho tới khi xô mạnh vào tường, trong kích thích khó diễn tả bằng lời đó, hai người đạt tới cao trào nhanh mà mạnh mẽ. Khoanh chân ngồi trên bàn, Trương Khắc nhìn bóng lưng Hứa Tư cúi xuống rửa tay, cặp mông nhô cao, đùi thẳng tắp, bầu ngực no căng chĩu xuống, khe khẽ lắc lư, tư thế ấy cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng, Trương Khắc không nhịn được nhảy phốc xuống bàn. Hứa Tư nghe thấy tiếng động còn chưa kịp phản ứng lại, thì Trương Khắc áp tới đằng sau, cô giật mình, cuống quýt nói, cậu tha cho tôi đi, tôi không. À, nhưng len bị tốc lên, quần lót tuột xuống, cặp mông cong cong bị giữ chặt, thứ kia tiến vào một nửa. Cậu, Hứa Tư không biết làm sao, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân, người tự nhiên ngả về phía trước, hai tay chống lên bồn rửa, đưa bờ mông tròn tĩnh vỉnh ra phía sau. Vậy thì cứ buông thả đi, dù sao. Chương 1363, tin tức. Trở về Hải Châu, người quen quá nhiều, cho nên chỉ có thể đi một mình, Trương Khắc không đành lòng để Hứa Tư ở lại như thế, hai người dính lấy nhau, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng ăn cơm trưa, Trương Khắc mới rời ngõ Đan Tỉnh tới thành ủy. Hôm qua Lương Quốc Hưng nói với Trương Khắc rằng Tống Bồi Minh ám thị đưa ông vào thành ủy, nói về tư lịch thì Lương Quốc Hưng cũng miễn cưỡng đủ, nhưng đề bạt thế này Trương Khắc cảm thấy hơi quá, gần đây Cẩm Hồ cũng không có kế hoạch có hành động lớn ở Hải Châu, Lương Quốc Hưng thì không có tham vọng lớn, con cái đều đã trưởng thành lập gia đình, tiền chẳng phải lo, ông không muốn tham gia vào vòng xoáy này. Cho nên Trương Khắc định đi gặp Tống Bồi Minh giúp cậu từ chối. Trên đường tới thành ủy, Trương Khắc nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh, đại cục ở Kiến Nghiệp được định đoạt, Tiêu Minh Kiến sau Tết sẽ tới trường đảng TW học tập, phía Văn Chu, đám Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết chính thức có thêm tội danh giết người, lực lượng ủng hộ Nghiêm gia bắt đầu chùn bước. Nghe nói Nghiêm Văn Giới tự sát không thành,
Bất ngờ là Lâm Tuyết không hé răng một lời, Diêu Văn Thịnh nói theo thông tin phản hồi cô ta chỉ khóc và khóc, ánh mắt thất thần, vẻ đẹp và sự hết sức đáng thương, làm các điều tra viên kinh nghiệm cũng lúng túng, vụ án bắt đầu tiến triển chậm lại. Chuyện Ngụy Đông Cường tự sát cũng tác động lên cái nhìn của Trương Khác về Lâm Tuyết, thái độ của y với Lâm Tuyết cũng không công bằng, y không thể đem chuyện Lâm Tuyết làm kiếp trước kết tội Lâm Tuyết ở kiếp này, Lâm Tuyết cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé vùng vẫy giữa cuộc đời mà thôi. Trương Khác đã tìm hiểu rất kỹ về thân thế của Lâm Tuyết, một cô gái 18 đôi mươi, bị chồng của dì mình chiếm đoạt, người thân ruồng bỏ, chồng chưa cưới hủy hôn ước, nghe sao có phần giống cuộc đời Lưu Đình vợ Trương Dịch, có điều Lâm Tuyết không có may mắn như Lưu Đình. Cũng không yếu đuối chỉ biết khóc chịu đựng như Lưu Đình, có điều lại đi vào con đường cực đoan trả thù đời, chơi đùa nam nhân, thực sự cô gái đáng thương nhiều hơn đáng giận. Nếu có thể, Trương Khác không muốn Lâm Tuyết bị phán xử quá nặng, nhưng sau đó thì sao, trái tim Lâm Tuyết đã lạc lối, có lẽ với cô ta cuộc đời này chẳng còn gì đáng mong đợi nữa. Còn đối với Hồ Tôn Khánh thiếu mối quan hệ thượng tầng mà nói, song quy mới chỉ là bước khởi đầu của ác mộng. Ở Kiến Nghiệp cũng có bất ngờ. Hoàng Khắc Quần lên làm phó bí thư thành ủy, phó thị trưởng thường vụ thay thế Hồ Tôn Khánh, chứ không làm bí thư khu Cao Tân như La Quân an bài trước đó. Hoàng Khắc Quần là người của tiền bí thư thành ủy Đào Tấn, ông ta là người tiếp xúc với Trương Khác sớm nhất ở Kiến Nghiệp về kế hoạch vườn sồi, có điều về sau vì kế hoạch quá lớn, Vương Duy Quân thay thế ông ta, rất khó đoán thái độ của ông ta với Cẩm Hồ ra sao, nhưng chắc chắn khá xa cách Vương Duy Quân và Lý Viễn Hồ. Trương Khác vừa tính toán khả năng Hoàng Khắc Quần ngả về phía Giang Mẫn Chi gây ra biến số, vừa suy nghĩ dụng ý của Giang Mẫn Chi dùng nhân vật có thể tính là khá gần với Cẩm Hồ này. Có lẽ Giang Mẫn Chi không muốn có quan hệ quá căng với Cẩm Hồ, trừ khi Giang Mẫn Chi nắm được điểm yếu của Cẩm Hồ, Hoàng Khắc Quần sẽ không biến thành một Lưu Văn Đào khác.